Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 6. Triệu Bân gầm lên, không cho lão ta có cơ hội để thở lại, phóng phi đao ra. Muốn chết, lão già cười nham hiểm. Lần này, lão ta đã thông minh hơn, như một bóng đen tấn công, không đợi phi đao mang bùa nổ nổ tung đã chém giết tới trước mặt Triệu Bân, bàn tay gầy rộc kia cách không đánh tới. Bù! Triệu Bân đã sớm dự liệu, lúc lão già giơ tay ra thì đã đứng dậy lùi về sau. Trong lúc đó, một tay hắn bấm quyết. Bùa nổ hả, chắc chắn là còn, vừa mới chôn dưới mặt đất, một phải một trái, mỗi chân lão già đạp lên một cái, hoàn chỉnh đạp lên hai quả điện lôi. Rầm, bùm. Hai tấm bùa nổ bỗng nổ tung, tia sét tỏa khắp bốn hướng. Phụt. Lúc này, huyền dương tầng 8 cũng bị nổ tung trời, lòng bàn chân be bét máu, cẳng chân thì bị máu tươi nhuộm đỏ, lại thêm nội thương trong cơ thể bị tiếp xúc nên lập tức hộc máu dữ dội. Chủ yếu là cú đạp quá chuẩn. Khoảnh khắc này, lão ta không chỉ tức giận mà còn vô cùng kinh sợ. Một tên nhóc ở cảnh giới chân linh nhỏ bé thì đào đâu ra nhiều bùa nổ vậy, hơn nữa mỗi một tấm bùa nổ đều chứa đựng sức mạnh sấm sét vô cùng mạnh. Còn nữa, chắc chắn tên nhóc này rất biết tính toán. Ngay từ lúc khai chiến, hắn đã tính được đến bước này. Lòng dạ quá ư là thâm hiểm. Hiển nhiên đúng là như thế. Mặc dù Triệu Bân bị thù hận che mờ lý trí nhưng não hắn vẫn khá tỉnh táo, đối phương là người cảnh giới huyền dương, nếu sơ sẩy một chút thì sẽ chết chắc. Đến lúc đó, thù không báo được mà lại cả mất mạng. Đến Nguyệt Thần cũng phải suýt xoa tâm tư này của hắn. Đúng thật là, thần xui quỷ khiến mới trùng hợp đến vậy, thế giới cũng to ngần đó, ấy thế mà lại gặp ngay kẻ thù, có lẽ đây là số trời đã định. Được, được lắm. Lão già cụt một tay cười dữ tợn, sau đó loạng choạng đứng dậy gắng giữ thăng bằng. Chịu hai phát nổ liên tiếp như vậy, chắc chắn lão ta không dễ chịu chút nào, nhất là nội thương cơ thể đang bắt đầu ảnh hưởng ngược lại lão ta. Nợ máu trả máu. Triệu Bân hét lên, cầm kiếm Long Uyên trong tay lao tới, chém dọc một nhát. Kiếm tốt. Lão già cười khỉnh, tay không giơ lên, cả người mang theo kiếm bay lên cao, còn chưa đáp xuống thì lực hút đáng sợ lại tới. Lão ta phun ra một tia sáng đen, cứ thế này, nếu không có gì bất ngờ, Triệu Bân chắc chắn sẽ bị tia sáng đen này bắn trúng. Tới đây. Triệu Bân nghiến răng, một tay ấn kiếm quyết, kiếm tử tiêu xẹt ra đằng sau lão già, Triệu Bân dùng thuật ngự kiếm để điều khiển nó chém vào lưng đối phương. Phụt, phụt. Hai tia máu phun trào, Triệu Bân bị tia sáng đen xuyên qua. Lão già bị kiếm tử tiêu chém trúng, một bên không đứng vững, bên còn lại siêu vẹo loạng choạng. Á! Lão già rít lên, chân nguyên cuồn cuộn, đánh bật kiếm tử tiêu khỏi cơ thể. Giết! Triệu Bân đứng vững lại, lướt tới bằng bước phong thần, đầu đâm thẳng vào ngực lão già. Mặc dù lão ta đã có cảnh giới huyền dương tầng 8 nhưng cũng bị đụng đến lảo đảo. Sau đó tiếng rồng ngâm vang lên không ngừng. Triệu Bân lại dùng đấu chiến thánh pháp. Trước đó thứ này không dễ dàng sử dụng cho lắm nhưng giờ đây, chân nguyên hộ thể của lão già đã bị bùa nổ làm vỡ tan tành rồi, không còn khả năng phòng vệ tuyệt đối nữa. Hắn đang đánh vào điểm chí mạng của lão già, chủ yếu là nội thương của lão ta vẫn đang không ngừng tái phát, trong tình hình hiện giờ, đối phương chắc chắn sẽ phải phân tâm để áp chế nó. Phụt, phụt, từng tia máu cứ liên tiếp trào ra, mặc dù lão già này có cảnh giới huyền dương nhưng vẫn bị ho ra máu trong suốt cuộc chiến. Triệu Bân tiếp cận chém giết, chiêu thức linh hoạt khó lường mà còn vô cùng mạnh bạo. Cút đi! Dù sao cũng là cao thủ huyền dương tầng 8, thực lực rất đáng sợ, chân nguyên vẫn cuồn cuộn khiến cho Triệu Bân bị chấn bay ra ngoài, một cánh tay nứt toác ngay lập tức. Nổ! Trong lúc bay đi, Triệu Bân hét một tiếng. Đánh cận chiến là giả, dùng bùa nổ mới là thật. Với võ tu cấp bậc như lão già này, chỉ khi dán bùa nổ lên người lão ta thì mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Bùm, bùm, bùm. Ba tấm bùa nổ cùng lúc kích hoạt, tấm này nổ rồi tới tấm khác, khiến lão già phải lùi về sau vài bước. Riêng bề ngoài của lão ta đã đủ khiến người khác phát sợ rồi, rất nhiều chỗ máu thịt be bét, bắn ra tứ phía. Nhìn từ xa, lão ta đã biến thành người máu, vô cùng đáng sợ. Phụt. Triệu Bân cũng chẳng khá khẩm hơn so với lão ta bao nhiêu, hắn đứng không vững, cánh tay trái đã rũ xuống, máu tươi chảy dọc theo cánh tay xuống, hơi thở hổn hển, vết thương trên cơ thể đã khiến ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Nếu không phải hắn rèn luyện cơ thể tốt,
có thể chịu đựng với cường độ cao thì e rằng đã bị đánh thành mảnh vụn rồi. Cảnh giới huyền dương tầng 8 đúng là quá đáng sợ. Ngươi còn bao nhiêu bùa nổ nữa? Cuối cùng, lão già vẫn đứng vững lại, trong lúc lão ta lên tiếng, máu tươi vẫn chảy ra từ khóe miệng chẳng khác gì ác quỷ, hơn nữa còn là loại ác quỷ vừa mới ăn thịt người xong. Bùm! Tiếng nổ này xuất hiện ở phía trên địa cung. Lão già đưa mắt nhìn lên. Lúc này, lão ta mới phát hiện trên vách tường của địa cung dán đầy bùa nổ, chắc phải hơn chục tấm. Con mẹ nó, nhiều như này thì chắc chắn là muốn cho nổ sập địa cung rồi. Bùm, bùm, bùm. Lão ta nhìn lên, mười mấy tấm bùa nổ liên tiếp phát nổ, địa cung lập tức chấn động, từng tảng đá vỡ rơi từ trên xuống, có vẻ như sắp sập đến nơi. Muốn vùi chết ta sao? Nực cười. Lão già thu lại ánh nhìn, dậm chân một cái, một bóng đen kề sát Triệu Bân. Nổ, Triệu Bân khàn giọng quát lớn. Tiếng nổ cũng lập tức vang lên, hết đợt này đến đợt khác, tiếng nổ không chỉ ở phía trên địa cung mà ngay cả dưới nền địa cung cũng có. Trời mới biết được hắn đã chôn bao nhiêu bùa nổ ở đây. Phốc, phốc, lão già gặp phải khó khăn, suốt cả đoạn đường tấn công, cả người bị nổ không ngừng, còn chưa kịp đến chỗ Triệu Bân thì đã bị nổ đến mức phải lùi lại ra sau. Lão ta đã quá coi thường Triệu Bân rồi, bùa nổ không cần tiền sao? Mẹ kiếp, người đào đâu ra lắm bùa nổ thế? Hắn là dân kỹ thuật. Đây là đánh giá của Nguyệt Thần về Triệu Bân, cô ta nhìn thấu được mọi tính toán của hắn, cho dù là bùa nổ hay điều khiển phi kiếm, mỗi một bước đều được tính toán rất cẩn thận. Đường đường là một người thuộc cảnh giới huyền dương vậy mà lão già kia lại bị hắn dắt mũi. Vèo, làn khói còn chưa tản ra, lão già chưa kịp đứng vững, Triệu Bân đã tấn công. Trong lúc lao tới, hắn lướt qua vị trí kiếm Long Uyên cắm trên mặt đất, hắn tiện tay rút nó lên, chém một nhát đầy uy lực. Phụt, lão già lại hộc máu, lão ta bị Triệu Bân cắm thẳng thanh kiếm vào ngực, có điều không thể đâm xuyên, bởi vì lão ta ở cảnh giới huyền dương, thân thể đủ cứng cáp. Ngoài ra, vì Triệu Bân đã bị phế mất một tay, cộng thêm việc liên tiếp sử dụng bùa nổ nên chân nguyên của hắn đã gần như cạn kiệt. Nhìn bề ngoài thì có vẻ nhát kiếm này rất uy lực nhưng thực tế, sức mạnh giảm đi rất nhiều rồi. Tên nhóc được lắm. Lão già cười gằn, một tay túm trực tiếp lấy thân thanh Long Uyên, cứ cầm bằng tay trần như vậy, không dám dùng chân nguyên, toàn bộ sức lực đều đã dành cho việc trấn áp nội thương trong cơ thể. Nếu không phải vì nội thương hành hạ khiến lão ta phân tâm thì đâu thảm đến mức này. Nợ máu trả máu. Triệu Bân nghiến chặt răng, chỉ còn chút chân nguyên để chống đỡ, tay hắn nắm chặt thanh kiếm Long Uyên, gắng đâm sâu vào thân lão già từng chút một, chỉ cần có thể xuyên qua là công đức viên mãn rồi. Đáng tiếc, hắn không làm được. Hắn bị thương quá nặng, chút chân lực cuối cùng cũng đã dùng cạn. Ngươi không giết được ta. Lão già cười tàn ác, cơ thể bỗng run lên, lại lần nữa đánh bay Triệu Bân. Thanh kiếm Long Uyên bay lên, cánh tay của Triệu Bân cũng bay theo. Không sai, một cánh tay của hắn bị bay mất rồi, máu tươi trào ra đỏ thẫm, đâu chỉ khiến người khác thấy đau khi nhìn vào mà trông còn thảm vô cùng. Thấy cảnh tượng này, Nguyệt Thần cũng phải nín lặng. Từ lúc cô ta làm chủ ý thức của Triệu Bân đến nay, đây là lần đầu tiên Nguyệt Thần thấy hắn bị thương thảm đến vậy, một cánh tay bị phế, một cánh tay bị bay mất, không rõ hắn đã đứt bao nhiêu gân mạch trong cơ thể rồi. Có lẽ là chấp niệm đang quấy phá. Hắn là một kẻ có chấp niệm. Vì để đòi lại món nợ máu của mẹ mình mà liều mạng xông lên, chiến thuật của hắn không tệ, mỗi bước đều được tính toán rất cẩn thận. Chỉ là, cảnh giới huyền dương tầm 8 của đối thủ quá mạnh. Nhưng đánh được đến mức này, hắn có đủ khả năng để ngạo thị quần hùng thiên hạ rồi. Rầm. Theo tiếng nổ, Triệu Bân bị văng vào cánh cửa đá ở lối vào động khiến nó đổ sập, xẹt qua vách tảng đá dài 3 đến 5 trượng, rơi xuống vực sâu không đáy. Lời cho ngươi rồi. Lão già loạng choạng nhìn xuống phía dưới, vực sâu như vậy, cho dù là lão ta rơi xuống thì cũng phải chịu cảnh thịt nát xương tan chứ đừng nói là kẻ ở cảnh giới chân linh còn nửa cái mạng như Triệu Bân. Phụt, lão ta bỗng hộc máu, đứng không vững, suýt chút nữa cũng rơi xuống vực. Lồng ngực của lão ta đang chảy máu, cả người đều đang chảy máu, cuối cùng không áp chế được nội thương, tu vi ở tầng 8 dần tụt xuống cho đến khi chỉ còn tầng 3. Triệu Uyên. Lão ta gầm lên tức giận. Năm xưa, lão ta tập kích nhà họ Triệu, mặc dù giết được thê tử của Triệu Uyên nhưng cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm thiết, một cánh tay bị chặt gãy, nội thương trong người cũng do Triệu Uyên gây ra.
9 năm rồi, nội thương dày vò lão ta 9 năm trời. Nếu không phải vì vậy, lão ta đã sớm đạt đến cảnh giới địa tạng, đâu phải trốn ở nơi hẻo lánh này. Vậy nhưng, lão ta vẫn lời, một vợ, một con trai là đủ cả vốn lẫn lãi. Như lão ta nói, cả đời này, Triệu Uyên đã được định thành kẻ đơn độc, nghĩ đến đây, lão ta bỗng thấy hưng phấn về cùng. Vực ô long vừa sâu thăm thẳm vừa quạnh hiu. Bóng tối tĩnh mịch, tối đen tới mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, không một tia sáng nào lọt xuống nổi. Rắc! Đột nhiên, một âm thanh vang lên, chắc là có cành cây bị gãy. Sau đó là một tiếng rầm. Là Triệu Bân rơi xuống dưới. Người có tài năng nghịch thiên thì dường như vận may cũng nghịch thiên luôn thì phải. Lúc nhảy từ trên xuống, khéo làm sao mà hắn lại mắc vào trên một cành cây nhô ra khỏi vách núi. Chứ nếu mà cứ thế rơi xuống, chắc chắn cái thân của hắn sẽ tan xương nát thịt ngay, nói sao nhỉ? Chắc ông trời chưa kêu. Nhưng mặc dù bảo toàn được tính mạng nhưng hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nơi hắn rơi xuống đã tràn đầy máu, một cánh tay bị gãy, một cánh tay bị thương tới mức rũ xuống, không biết có bao nhiêu kinh mạch bị gãy, bao nhiêu nơi xương lòi ra ngoài, hệt như đã thành một huyết nhân. Vì bị thương quá nặng nên hắn đã bất tỉnh. Hơi thở của hắn hơi yếu, có nguy cơ ngừng thở bất cứ lúc nào. Tùy thuộc vào lần hiểm nguy này thôi. Nguyệt thần thổn thức, cũng may Triệu Bân được cành cây dắt lại chứ nếu không, cứ thế ngã xuống thì sẽ bước thẳng vào quỷ môn quan. Còn cô ta sẽ hồn phi phách tán, mặc dù đã thấu rõ sinh tử nhưng cô ta vẫn rất sợ hãi tai ương lần này. Cũng chẳng thể trách Triệu Bân. Kể từ khoảnh khắc Triệu Bân bị hút vào địa cung thì tình thế đã nằm ngoài sự khống chế của hắn. Triệu Bân chẳng thể chạy thoát khỏi tình cảnh đó. Dù có thoát khỏi địa cung đó thì cũng không ra khỏi U Huyên này, chỉ có liều chết chiến đấu mới có cơ hội sống sót. Sự thật cũng chứng minh Triệu Bân làm rất tốt. Người có chấp niệm khi điên cuồng lên thật sự rất đáng sợ, như một võ tu cảnh giới chân linh tầng 1 đã tính toán từng bước, liều mạng chiến đấu, suýt nữa giết chết một bậc cao thủ cảnh giới huyền dương tầng 8 vừa rồi vậy. Nếu đòn tấn công cuối cùng dựa vào chân nguyên mạnh mẽ của hắn thì chắc chắn có thể một kiếm đâm vào người ông lão đó, như thế thành công rồi. Nhưng biết làm sao được, nỏ mạnh hết đà, cuối cùng vẫn thất bại. Bây giờ, mặc dù tình hình vô cùng tồi tệ nhưng ít ra Triệu Bân vẫn còn sống. Tỉnh lại đi. Nguyệt thần nhỏ giọng gọi một tiếng, nếu cứ tiếp tục như này thì không thể tỉnh lại nữa đâu. Ta, vẫn còn sống sao? Triệu Bân mở mắt ra. Hắn muốn ngồi dậy nhưng có tâm mà không có lực, động đậy cũng khó khăn nữa là. Đau, cả người đều đau đến mức hắn không phân biệt đây là thật hay là ảo giác nữa. Còn sống, Nguyệt Thần cười nói. Cuộc đối thoại ngắn ngủi lại rơi vào yên tĩnh. Triệu Bân lặng im nằm đó, không hề nhúc nhích. Vừa rồi là cực kỳ đau đớn. Bây giờ, toàn thân như đang dần mất hết chi giác, hệt như trở thành người tàn tật, tứ chi dã rời, lục phủ ngũ tạng. Kinh mạch gì đó cái đứt, cái gãy. Lúc này vết thương vẫn còn chảy máu. Nước. Chẳng biết đã bao lâu, hắn yếu ớt thều thào, chắc là do mất máu quá nhiều, miệng khô nứt nẻ, cánh tay bị gãy đó đang khó khăn động đậy, muốn lấy bình hồ lô vàng tím của mình, cũng muốn tìm viên thuốc trị thương. Đừng tốn sức nữa. Nguyệt thần khẽ nói, sau đó, cô ta còn liếc nhìn cành cây bị gãy nơi vách núi đó, túi đựng thuốc và hồ lô của Triệu Bân vẫn còn bị mắc ở trên đó. Triệu Bân cười khổ. Giờ phút này, hắn không chỉ khát nước mà cả người đều lạnh như băng, mí mắt run lên. Trong cơn mê mang, hắn như đang nhìn thấy tử thần đang mỉm cười vẫy tay với mình, cứ như ác quỷ đáng sợ. Tí tách, bỗng dưng có tiếng nước nhỏ giọt. Đôi mắt sắp nhắm lại của Triệu Bân bỗng mở ra. Nước, có nước ở gần đây, hắn vẫn còn hy vọng. Ba trượng. Nguyệt thần nói, cô ta cho hắn biết khoảng cách chính xác. Hàm ý cũng rất rõ ràng, nếu hắn có thể bỏ qua được thì có nước uống, nếu không thì bỏ mạng. Nước. Triệu Bân gian nan lật người lại, từng chút bò sang đó. Két, két. Âm thanh rất chói tai như có vật gì đó đang ma sát. Là phần xương lòi ra ngoài của Triệu Bân. Là tiếng xương cọ sát với mặt đất. Hắn rên lên vì đau đớn, áp sát dưới đất bò về phía trước từng tấc vô cùng gian nan. Khoảng cách ba trượng hệt như một rãnh trời. Ý thức của hắn dần trở nên mê mang, cứ có cảm giác như nửa người đã rơi vào địa ngục. Và lúc này hắn đang bò ra từ địa ngục. Nguyệt thần không nói gì chỉ yên lặng nhìn. Chỉ có ba trượng thôi, thật ra cũng không xa.
nhưng với Triệu Bân lúc này, nó lại tương đương hàng ngàn dặm. Hắn bị thương quá nặng. Cứ bỏ đi với tốc độ này, e là chưa kịp uống được nước thì hắn đã thăng thiên rồi. Nước! Giọng Triệu Bân đã khàn đi, vô cùng yếu ớt, còn đang gắng sức lê cơ thể đầy máu, xương cọ sát với mặt đất, bò từng tấc về trước. Ý chí của hắn rất kiên cường. Có lẽ cũng có một phần chấp niệm đang giúp hắn chống đỡ. Hắn chưa thể chết, còn chưa báo thù cho mẫu thân, đâu thể chết dễ dàng như vậy. Một tấc, hai tấc. Một trượng, hai trượng. Hắn lê thân mình kéo ra một đường máu, ánh sáng nhỏ bé le lói trong bóng tối mờ ảo, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ bùng lên chói lọi hơn cả mặt trời, cũng sẽ rực rỡ chiếu khắp cả thế gian như thế. Còn, ba tấc nữa, Nguyệt Thần khẽ nói. Triệu Bân vẫn không phản ứng, hai mắt gần như đã nhắm chặt, hắn không còn chút sức lực, ngoài phần đầu ra thì toàn thân hắn đều không còn chi giác nữa. Người giết mẫu thân của ngươi còn đang ở trên kia. Nguyệt Thần nói, mặc dù biết lời này chẳng có tác dụng gì nhưng cô ta vẫn muốn thử. Hắn chỉ còn lại hơi thở mong manh. Không giữ được hơi thở này thì sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu giữ được thì có đường sống. Thứ tí tách ngoài ba tấc không phải là nước mà là tiên lộ, một giọt có thể làm người chết sống lại. Cô ta cũng vừa mới biết đây thôi, dù sao cô ta cũng chỉ là ý thức còn sót lại, năng lực cảm nhận có hạn. Nếu sớm biết có tiên lộ thì cô ta chắc chắn sẽ nói Triệu Bân xuống lấy nó trước. Triệu Bân không làm cô ta thất vọng. Hắn đã cố gắng gượng được tới hơi thở cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, hắn đã nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy, một giọt nước lấp lánh rơi xuống cơ thể hắn từ trong không trung, thần lực vô hạn phân tán tạo nên sự kỳ diệu. Rắc, rắc, tiếng xương khớp cọ sát nhau vang lên, những vết thương đang rỉ máu trên người hắn dần dần lành lại. Từng đoạn gân mạch bị đứt đoạn cũng từ từ nối lại, mấy khúc xương bị gãy cũng nhanh chóng mọc ra và nối liền. Một kẻ với thân thể đầy máu có thể sống lại chỉ nhờ một giọt tiên lộ. Phù! Lúc này, Nguyệt Thần mới thở phào một hơi. Triệu Bân dạo một vòng quanh quỷ môn quan như vậy, sao cô ta lại không cơ chứ? Dùng tiên lộ ít nhất có thể giữ được mạng cho hắn. Chỉ cần còn sống thì mọi thứ đều có khả năng, cái danh thần cao quý của cô ta cũng không phải làm cảnh. Triệu Bân vẫn đang hôn mê, khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện đã hồng hào hơn nhiều rồi, khí tức khi có khi không cũng dần dần đều đặn theo sự bình ổn của hơi thở. Tiên lộ vẫn đang nhỏ giọt lên người Triệu Bân, cứ mỗi giọt tiên lộ tan ra, khí tức của hắn lại được tăng lên dày đặc hơn, ngoại trừ cánh tay bị nổ bay ra thì cơ thể hầu như không còn thương tích gì nữa. Không những thương thế biến mất mà còn tạo ra điều kỳ diệu. Tiên lộ dung hợp, nuôi dưỡng hồn phách và cơ thể của Triệu Bân. Tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều được nhuộm ánh sáng, linh khí len lỏi khắp cơ thể, xóa sạch những mệt mỏi và nội thương bên trong Triệu Bân, đợi đến khi nó đi vào đan điền sẽ tự sinh chân nguyên. Mặc dù hắn đang hôn mê nhưng khí huyết cuồn cuộn, sinh linh lực tràn trề. Tỉnh dậy! Nguyệt Thần vẩy tay một cái, đánh thức ý thức của Triệu Bân. Trong cơn mê man, Triệu Bân khẽ ưng một tiếng rồi mở mắt. Trong đôi mắt hắn không còn sự hồ đồ và mơ màng nữa mà trở nên rất tỉnh táo linh hoạt, hơn nữa còn sắc bén hơn trước rất nhiều. Ta, còn sống sao? Nói xong, hắn lại lẩm bẩm một lúc, ngơ ngác nhìn cơ thể mình, không còn đau đớn, cũng chẳng còn chút thương tích nào. Khi hắn đang mải nhìn ngó, một giọt tiên lộ rơi trúng tay hắn. Giọt nước óng ánh tan trong lòng bàn tay, sau đó hòa vào cơ thể hắn. Tiên lộ như dòng nước tươi mát. Len lỏi khắp cơ thể Triệu Bân, làm cho tinh thần hắn rất sảng khoái. Cái này! Triệu Bân vô thức ngẩng đầu lên, tiên lộ rơi từ trên xuống. Hắn trông thấy một đóa hoa đã héo, trông giống như là hoa sen nhưng chỉ có hoa chứ không có lá, cũng có thể nói là lá đã hoàn toàn khô quắt, bị phong hóa theo năm tháng. Liên hoa hữu sinh, Nguyệt Thần nói khẽ tên loài hoa này không có ở phàm giới, giờ nó lại mọc ở đây thì có lẽ do hạt giống của nó rơi xuống nhân gian. Không thể hấp thụ được linh lực nên mới khó phát triển mà khô héo như này. Tiên lộ cũng chỉ là những hạt xương đọng trên cánh hoa mà thôi. Xương sớm mà lại có thần lực đến vậy sao? Triệu Bân kinh ngạc, vậy thì liên hoa hữu sinh thực sự sẽ nghịch thiên tới mức nào? Nó không có tác dụng gì lớn đối với tiên nhưng ngươi là người phàm, dính chút tiên lực thôi thì cũng có thể sống lại từ cõi chết. Gặp được vật tiên như này thì đúng là mạng chưa tới số rồi, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn nên cảm thấy may mắn,
May mắn vì không có kẻ nào xuống đây đi dạo, nếu không chẳng có đồ mà dùng rồi. Mau lấy hồ lô nhỏ ra, hứng lấy tiên lộ, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Tới. Triệu Bân lệnh một tiếng, một tay siết quyết, biết ngay hồ lô tím vàng ở đâu bởi vì nó có dấu ấn ngự kiếm. Thuật ngự kiếm không chỉ để ngự kiếm mà còn điều khiển hồ lô, có được ấn kết hợp với thủ quyết thì tiện hơn nhiều. Lúc trước, khi đấu tay đôi với lão già, hắn có thể khống chế các phi đao cũng nhờ nguyên lý này. Hồ lô bay tới, rơi xuống tay hắn. Đáng tiếc, tiên lộ chỉ còn lại đúng 3 giọt, hắn cẩn thận hết sức chắt nó vào hồ lô. Triệu Bân nhìn vào trong hồ lô, áng mây lượn lờ, sinh linh lực cuồn cuộn, chỉ cần nhỏ một giọt cũng có công hiệu chữa thương, chỉ có điều tiên lộ khi tan ra sẽ giảm chút thần lực, không còn được mạnh như lúc ở dạng giọt nữa. Hết rồi sao? Triệu Bân ghé mắt nhìn, trên liên hoa hữu sinh khô héo đã không còn tiên lộ nữa. Bông hoa khô héo mất đi chút tiên lực cuối cùng, từng cánh hoa rơi xuống, bay theo làn gió, còn chưa kịp rơi xuống đất là đã hóa thành tro bụi. Triệu Bân đứng dậy nhìn mặt đất. Khi hắn chưa tới đây, từng giọt tiên lộ đều rơi xuống đất. Chưa biết chừng có thể thu thập được chúng. Vực ô long âm hàn, thuộc cực âm, tiên lộ rơi xuống đất sẽ vô hình, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Nếu biết trước có vật tiên này thì nên tới vực ô long sớm hơn, Triệu Bân cảm thấy xót của vô cùng. Có điều suy đi nghĩ lại, nếu hắn đến đây sớm hơn thì không biết là sống hay chết nữa. Chưa biết chừng. Bước chân vào địa cung kia bị lão già cụt tay giết chết tức tưởi. Nghĩ đến lão già cụt tay, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hơn nữa còn nhuốm màu máu. Hắn nhất định phải chặt được đầu của lão già ấy để cúng tế linh hồn người mẹ trên thiên đàng của mình, thà chết không thôi. Lúc này, danh tính của lão già cụt tay nên được làm sáng tỏ rồi. Gã bị hắn giết chết hôm đó chắc chắn không phải cô lang dạ hành. Cô lang dạ hành thật chính là lão già cụt tay ở địa cung, nếu không sẽ chẳng khó tóm đến vậy, cũng không thể nào trộm được nhiều để đến thế. Côn báu vật hiểm gặp bị mất kia nữa, chắc chắn là bút tích của lão già cụt tay. Nói đến cụt tay, Hân liếc nhìn vai trái của mình, chỉ còn lại đúng cánh tay. Giờ đây, hắn cũng trở thành một tên cụt tay. Hắn đã nếm trải cái gọi là cụt tay. Cụt chân trong truyền thuyết rối có thể mọc lại không? Triệu Bản nhìn Nguyệt Thán. Có thể. Nguyệt Thần đáp lại, giọng điệu chắc nịch, khiến ánh mắt Triệu Bân lóe sáng. Khi nào ngươi lên đến cảnh giới chân linh tầng 5 thì sẽ tặng ngươi một cánh tay khác mạnh mẽ hơn. Nguyệt Thần duỗi eo thật mạnh, kinh hãi một hồi, giờ cô ta mới thả lỏng. Cô ta đã nói vậy rồi, Triệu Bân đương nhiên sẽ tin. Hắn không chậm trễ nữa, lấy cành cây trống lên rồi cầm cái túi đựng thuốc viên, lại nhặt từng món đồ đạc lại. Kiếm Long Uyên và kiếm Tử Tiêu thì vẫn nằm dưới địa cung. Sau đó, hắn mới bò lên trên vách đá. Cũng không phải là đi tìm lão già một tay kia tính sổ. Đương nhiên sẽ phải báo thù, nhưng trước tiên phải chuẩn bị chút đồ đã. Ví dụ như bùa nổ, hắn đã dùng hết rồi. Trước đó hắn bị thương gần chết, kẻ kia cũng chẳng đỡ hơn là bao. Hắn có tiên lộ trị thương, đối phương thì không. Phải nhân lúc đối phương còn chưa kịp khôi phục thì giết chết lão ta mới được. Việc này phải làm thật nhanh. Nhớ lão ta chạy đi thì sao? Hắn sẽ không tìm ai giúp đỡ. Đây là thù giết mẹ, hắn sẽ tự tay chém đầu đối phương. Vết thương ngầm của lão ta bị cắn ngược, giờ lão ta đã bị hạ xuống tầng 3 rồi. À không, là tầng 2 chứ, Nguyệt Thần lại bổ sung thêm. Vì ngay một giây trước, cô ta đã cảm ứng tu vi của lão già lại giảm thêm một tầng. Tốt lắm! Ánh mắt Triệu Bân trở nên nhiệt tình hơn nhiều, leo thẳng lên trên. Với tốc độ này thì chỉ cần mấy canh giờ là có thể trèo ra khỏi nơi hố sâu này, chuẩn bị xong bùa nổ và giết chết lão già đó. Đương nhiên lão già một tay không biết được chuyện này. Lúc này, lão ta đang ở trạng thái không tốt chút nào. Tóc đã bạc, lại rụng đi từng mảng. Thân thể lão ta vốn đã mảnh rẻ giờ lại còn gầy khô như que củi, giống như một bộ da bọc xương vậy. Chỉ trong một đêm mà giảm liền 6 tầng cảnh giới. Phải tốn bao nhiêu năm nữa mới quay lại được chứ? Vết thương bên trong cơ thể làm lão ta phát điên lên. Triệu Uyên. Lão ta càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, cùng với bộ mặt nhuốm máu đó nhìn giống hệt một ác ma. Có lẽ là vì quá tức giận nên hít thở không thông, thậm chí là lửa giận công tâm, lão ta lại phun ra một ngụm máu nữa. Hơi thở lão ta cực kỳ uể oải, còn rất hỗn loạn, cực lực áp chế vết thương bên trong.
đến nỗi vết thương ngoài da cũng không khép lại nổi. Nếu cho lão ta thêm mấy tờ bùa nổ nữa thì chắc sảng khoái lắm. Ước gì có một con thú cưỡi biết bay thì tốt nhỉ. Bên này, Triệu Bân vừa leo núi vừa lẩm bẩm, nếu có thì hắn cũng chẳng phải cố sức như thế này. Chỉ cần một mệnh lệnh thì có thể bay lên không trung rồi, ôi sao mà oai thế chứ. Không biết đến lúc nào, Triệu Bân mới chật vật bò ra ngoài. Lọt vào tầm mắt hắn là một thanh niên lôi thôi đang cầm một hồ lô rượu đi về phía này. Kẻ kia uống đến chóng mặt, đi chân nam đá chân chiêu, nhìn rất phóng đãng, từng cử động đều rất hào hiệp như một kiếm khách phong trần lưu lạc. Xem ra là đi ngang qua rồi tới xem vực ô long trong truyền thuyết như thế nào đây. Người này nhìn thấy Triệu Bân thì không khỏi sửng sốt, vì chính mắt hắn ta nhìn thấy Triệu Bân bò từ dưới lên trên. Sao Tiểu Linh Châu không có phản ứng nhỉ? Triệu Bân nhìn vào lòng mình, Linh Châu không phát sáng, tức là không biết được tu vi của thanh niên kia. Rõ ràng là thanh niên này có pháp bảo che giấu tu vi. Hắn không nghĩ nhiều, xoay người chui vào trong rừng. Thời gian khẩn cấp, hắn cũng không rảnh để dây dưa, phải mau chóng tìm chỗ mua đồ nghề vẽ bùa để chế bùa nổ mới được. Thanh niên lôi thôi kia nhìn thấy vậy thì vội ném bình hồ lô rồi đuổi theo Triệu Bân. Triệu Bân không nhìn thấy, chân đạp bước phong thần, phi nhanh như gió. Ái chà, thanh niên lôi thôi nhướng mày, lòng bàn chân cũng nổi gió. Nhưng quê độ làm sao, hắn ta vẫn không đuổi kịp. Ép ta dùng đến bùa rồi đấy. Thanh niên lôi thôi rút ra một tấm bùa vàng rồi dán lên chân. Được rồi, tốc độ của hắn ta liền tăng vọt, giống như bóng đen xuyên qua rừng, tốc độ nhanh vô cùng, đuổi kịp được Triệu Bân. Triệu Bân quay sang nhìn thấy bùa vàng trên đùi của thanh niên lôi thôi, bùa này khắc đầy đường vân, ở chính giữa còn có chữ hành cổ xưa. Nếu hắn nhìn không lầm thì đây là bùa tốc hành. Nghĩa tại mặt chữ, có thể khiến tốc độ của bản thân tăng chóng mặt trong nháy mắt. Nó giống như bùa nổ, là loại bùa dùng một lần, sau khi sử dụng xong thì sẽ trở nên vô dụng. Nó phân được cấp bậc, dựa vào người vẽ bùa. Bùa này rất thực dụng, chỉ cần cực ít chân nguyên là có thể tăng tốc đến cực hạn. Nhưng loại bùa này rất hiếm thấy trong nhân gian, giá cả cũng đắt đến mức ít ai mà mua nổi. Quá bán đều nằm trong tay của hoàng tộc hoặc là thế gia lớn. Thanh niên lôi thôi này có tướng mạo tuấn tú, hơn nữa huyết mạch không tầm thường, lai lịch cũng không nhỏ. Nè, ngươi chạy cái gì vậy? Thanh niên lôi thôi nhìn sang, vừa lao nhanh như gió, vừa đánh giá Triệu Bân. Hắn ta thấy được Triệu Bân đã sử dụng thuật biến thân, không thấy rõ được mặt mũi. Chỉ biết khí huyết trên cơ thể Triệu Bân dày đặc, thân pháp huyền diệu, tuyệt đối không phải cảnh giới chân linh tầm thường. Mắc tiểu. Triệu Bân thu ánh mắt lại, trả lời tùy ý. Nếu không vì vội ra ngoài thì hắn sẽ nói chuyện đàng hoàng với cái tên này đấy. Ta chạy kệ xác ta, người phí phạm một cái bùa tốc hành đi theo làm cái gì, rảnh à? Ta thấy là ngươi vội về gặp vợ đó. Thanh niên lôi thôi bĩu môi, tìm lý do thì có thể nói cái nào thoát tục sạch sẽ chút được không? Lại còn nói mắc tè mà đi nhanh như vậy, không sợ tè ra quần à? Triệu Bân mặc kệ, lại tăng tốc độ, nhưng bùa tốc hành cũng không chậm. Theo kịp được cả bước phong thần suốt quãng đường. Ở nơi núi rừng hoang vu này, ta cướp người nhé. Thanh niên lôi thôi sánh vai với Triệu Bân, kéo góc áo hắn. Nghe vậy, Nguyệt Thần bật cười, ăn cướp thời buổi này đều dễ thương lượng vậy sao? Triệu Bân không đáp, lại nhìn sang thanh niên kia lần nữa. Ban nãy nhìn không kỹ, lần này phải soi thật nhiều mới được. Triệu Bân vừa mới nhìn đã thấy cái tên này đúng là bất phàm. Cả người hắn ta tỏa ra phong cách thoải mái, có thể nói là rất có hàm xúc và học vấn. May là hắn không có bùa nổ ở đây, nếu không hắn chắc chắn sẽ dán lên mặt cái tên này. Được không, thanh niên lôi thôi dò xét. Được. Triệu Bân nói rồi dùng phép xuyên tường, xuyên qua hòn đá lớn trước mặt. Bùm. Triệu Bân thì xuyên qua được, nhưng thanh niên lôi thôi kia thì. Hắn ta không kịp phanh lại. Hoặc là lúc trước còn đang bận hỏi ý kiến Triệu Bân xem có được cướp hay không. Lúc này, hắn ta quay lại nhìn, thì đầu đã đập vào đá rồi. Ôi chao, con mẹ nó, tệ thật. Triệu Bân chạy đi rất xa còn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cái tên này, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn hắn ta đang ôm đầu lảo đảo, nhe răng trợn mắt đấy. Đầu đụng vào đá, chịu được mới lạ. Cũng đúng thôi, cực ly gần như thế thì khó mà dừng lại hay đổi hướng được. Cũng tại bùa tốc hành có tốc độ quá nhanh, không biết được sự huyền diệu của nó thì cũng rất khó nắm bắt.
dù sao đó cũng là ngoại lực, có thể theo được bước phong thần, nhưng bản chất của hai cái khác nhau. Trong đánh nhau thì bước phong thần rất hữu dụng, nhưng nếu để chạy trốn thì bùa tốc hành sẽ tốt hơn, vì tiêu hao cực ít chân nguyên. Nghĩ đến đây, Triệu Bân nhìn sang Nguyệt Thần. Ánh mắt này rất có ngụ ý, rằng là cô có thể truyền cho ta phép vẽ bùa tốc hành được không, sau này mà gặp trận nào khó đánh quá thì cũng giữ được mạng sống. Cũng được. Nguyệt Thần chưa đáp, coi như là ngầm chấp nhận, trải qua chuyện đêm qua thì phải truyền thêm mấy phép bảo mệnh cho Triệu Bân thôi. Cùng là con trâu chấu trên một sợi dây thừng, Triệu Bân mà chết thì cô ta cũng bị tiêu diệt. Nghĩ lại biến cố hôm qua mà đến giờ cô ta còn thấy sợ. Nguyệt Thần phất nhẹ tay áo, một hàng chữ vàng hiện ra. Chính là chú pháp của bùa tốc hành, bày ra toàn bộ, hoàn toàn là hàng chính chủ. Nhìn qua thì không dễ hơn bùa nổ là bao. Triệu Bân một lúc làm hai việc, vừa xem phép vẽ bùa, vừa đạp bước phong thần. Không có thanh niên lôi thôi kia léo nhéo bên tai, hắn được yên tĩnh hơn nhiều. Nếu mà đánh nhau thì hắn cũng chẳng sợ gì kẻ đó, cùng lắm chắc là cảnh giới chân linh đỉnh phong mà thôi. Kể cả có đánh không lại thì vẫn có cách sống sót, nhưng chủ yếu vẫn là hắn không rảnh. Nửa canh giờ sau, hắn mới dừng lại. Phía trước có một cổ trấn không lớn không nhỏ, hắn chưa từng gặp bao giờ, mặc dù không quá phồn hoa được như thành vong cổ, nhưng vẫn có đồ nghề vẽ bùa. Triệu Bân mua không ít. Xong chuyện, hắn chạy thẳng vào rừng. Muốn vẽ bùa nổ thì cũng phải vào rừng mà vẽ, vừa nhìn chằm chằm lão già một tay. Nếu lão già đó chạy ra, hắn tuy không có bùa nổ nhưng cũng có thể cố xông lên đánh nhau được, nếu không lão ta mà chạy thì ai biết tìm ở đâu. Trên đường trở về, hắn lại gặp thanh niên lôi thôi. Đứng từ xa nhìn đã thấy cái tên này đi khập khiếng, vừa đi vừa ôm đầu, không biết là do uống nhiều hay do bị đâm mạnh quá mà đi cứ lảo đảo ngả nghiêng. Triệu Bân đổi hướng, vòng sang chỗ khác, không phải là vì sợ thanh niên lôi thôi đi theo, mà là vì lão già một tay có liên quan đến nhiều thứ, ít người biết vẫn hơn. Không lâu sau khi hắn đi, có mười mấy con ngựa dừng lại trước mặt thanh niên lôi thôi. Không, không phải ngựa, mà là một loại yêu thú có hình dáng giống bạch hổ, cơ thể cực lớn, khắp người là lửa đốt, đôi mắt hổ to lớn dọa chết người. Chắc là hổ liệt hỏa, một loại thú cưỡi cổ xưa. Người cưỡi nó không phải dạng tầm thường, một là thân phận cao quý, hai là gia tộc có chỗ dựa vững chắc. Gia tộc bình thường làm gì có phục phận ấy, bởi vì loại thú này không có ở bên ngoài, chỉ thuộc về các thế lực lớn, thể hiện địa vị. Thiếu chủ. Những người cưỡi hổ liệt hỏa nhảy xuống, vây xung quanh thanh niên lôi thôi rồi chào thiếu chủ, đến mức hắn ta đau cả đầu. Thiếu chủ này hở ra là chạy mất. Thấy thanh niên lôi thôi chật vật thế kia, đám đông liền trở nên kỳ quái. Vừa nhìn đã biết, lại tự ý dùng bùa tốc hành. Phương hướng còn chưa nắm chắc, cho nên lại đâm vào đâu rồi chứ sao? Thiếu chủ ơi, đừng chạy linh tinh nữa mà. Ngài mà chạy mất thì đám thuộc hạ phải chịu không ít tội đâu, xin hãy thương xót bọn thuộc hạ đi mà. Trời xanh phù hộ, thiếu chủ không làm sao. 9 người 10 miệng, tất cả đều là mấy ông già ở cảnh giới huyền dương. Đi ra ngoài chơi tí thôi mà, đừng có hô to gọi nhỏ vậy. Thanh niên lôi thôi xua tay, đầu đến giờ vẫn còn ong ong. Không thể sơ suất được, dạo này La Sinh Môn rất không yên phận. Ông nói đến 800 lần câu này rồi đó, thanh niên lôi thôi lắc đầu. Chính vì hắn ta không chịu nổi mấy câu này cho nên mới chạy ra ngoài hóng gió. Chỉ một chút sơ sẩy mà lại tiếp xúc thân mật với cục đá lớn. Đi thôi. Đi sớm chút để đến thành vong cổ trước khi trời tối. Nghe nói Liễu Thương Không là người rất coi trọng mặt mũi, thiếu chủ đến đó thì không được tùy ý nữa, chúng ta đi dạm ngõ mà, đại diện cho cả tộc Thiên Dương đó. Không thể để mất thân phận được, nói thật thì ta chả thích Liễu Nhe Nguyệt đâu, thanh niên lôi thôi ho khan, cái hôn lễ thay cột đôi chèo kia đúng là cao tay thật. Ai bảo cô ta là thể thiên linh chứ, Thiên Dương với thiên linh đúng là quá hợp, ngài là thiếu chủ, phải nghĩ cho đời sau nữa. Tộc Thiên Dương có phát triển được hay không là dựa vào ngài cả đó. Ở sâu trong khu rừng, Triệu Bân đứng lại. Từ nơi này có thể nhìn rõ được vực ô long, nếu ông già thực sự chạy ra ngoài, có thể nhanh chóng phát giác được, dù không có bùa nổ, hắn cũng có thể xông lên đối đầu trực diện, bất kể thế nào cũng không để cho lão ta chạy thoát. Hắn rút bộ đồ nghề vẽ bùa ra. Chỉ còn một cánh tay nên rất bất tiện, nhưng tốc độ vẽ bùa rất nhanh,
đều nhờ vào thiên phú của hắn cộng thêm sức lực tinh thần dần dần được nâng cao, có thể nói là hạ bút thành văn. Nếu hắn vẫn còn hai cánh tay, chưa biết chừng có thể vẽ hai lá bùa cùng lúc. Khu rừng tĩnh lặng, không ai làm phiền. Triệu Bân cực kỳ nhanh nhẹn, bùa nổ liên tục ra lò, giữa chừng còn vẽ thêm hai tấm bùa tốc hành, thiên phú vẫn đỉnh như thường, vẽ liền một mạch. Trong địa cung U Uyên, lão già một tay vẫn còn ở đó, thần thái nhợt nhạt, cộng thêm gương mặt bê bết máu, trông lão ta chẳng khác gì lệ quỷ. Phế vật, tiếng chửi mắng tràn đầy oán hận của lão ta dành cho tên đồ đệ không được tích sự gì của mình, e là đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Chết thì chết chứ, lại còn rước về một tên Triệu Bân. Tên võ tu nhỏ bé đó có công lực rất hùng hậu, ép lão ta phải điên cuồng sử dụng chân nguyên, phải sử dụng bí pháp, đủ thứ chuyện này khiến vết thương âm thầm của lão ta nặng nề thêm, đi kèm với những lá bùa nổ liên tiếp khiến lão ta rơi vào tình cảnh thê thảm thế này. Tu vi huyền dương tầng 8 bỗng chốc rớt xuống tầng 1, có thể cảnh giới vẫn tu luyện lại được, nhưng vì dính tới vết thương, cả đời này lão ta không có duyên với cảnh giới địa tạng. Đợi khi tâm tình ổn định hơn, lão ta mới nhắm mắt. Địa cung thanh tịnh bây giờ vô cùng nhếch nhác, thỉnh thoảng còn có vài ba viên đá vụn từ trên cao rơi xuống nhờ ảnh hưởng từ bùa nổ. May mà nơi này có cột đá chống đỡ, nếu không chắc chắn sẽ sập xuống. Sắc trời cũng dần tối đi. Nhưng ánh nến thắp lên trong địa cung u ám, ánh sáng hắt lên mặt của lão già, âm u đến đáng sợ. Keng, keng. Đột nhiên, tiếng kiếm ngân vang lên. Hửm. Lão già một tay nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Tiếng kiếm ngân bắt nguồn từ kiếm Long Uyên và Tử Tiêu đang cắm siêu vẹo cách đó không xa. Hai thanh kiếm này thực sự rất tốt, nhưng lão ta không có thời gian đâu để tâm để chúng, bây giờ vẫn còn cắm nguyên ở đó. Khi lão ta nhìn sang, hai thanh kiếm khẽ rung lên, không ngừng phát ra tiếng ù ù, có dấu hiệu bị rút ra khỏi nền đất. Quả nhiên, cùng với tiếng kiếm ngân, hai thanh kiếm cùng lay động, giống như hai luồng sáng, bắn thẳng về phía lão ta. Một thanh nhắm vào lồng ngực, một thanh lao về phần đầu. Lão già biến sắc, không thể tin nổi. Hai thanh kiếm không thể nào tự động tấn công, chắc hẳn có người âm thầm điều khiển bằng thuật ngự kiếm. Nếu đã là kiếm của Triệu Bân, vậy thì người tiến hành ngự kiếm hiển nhiên là Triệu Bân. Nhưng làm sao có thể như thế được, hắn bị thương nặng đến vậy, ngã vật xuống, làm sao còn mạng sống chứ? Khoảnh khắc này, lão ta đã nghĩ quá nhiều. Ngay lập tức, lão ta giơ tay, vung ra một chưởng. Hất bay Long Uyên và Tử Tiêu. Keng, keng. Hai thanh kiếm lộn ngược ra ngoài, đến giữa không trung mới dừng lại, sau đó bay tới cửa động. Nơi đó có thêm một bóng người. Người này chính là Triệu Bân. Triệu Bân một tay, hai thanh kiếm lơ lửng bên cạnh hắn. Cũng chính hắn đang ngự kiếm, mang theo bùa nổ đã chuẩn bị xong tới tìm lão già để tính sổ. Chuyện này, không thể nào. Lão già một mắt thấy vậy mà suýt chết sặc. Phun ra một búng máu. Bất ngờ, mẹ kiếp, quá bất ngờ luôn. Làm thế nào mà Triệu Bân sống sót được? Và lại, mới có một đêm, thương thế của hắn đã hồi phục rồi. Bên dưới U Uyên rốt cuộc ẩn giấu thứ tạo hóa gì? Nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng. Triệu Bân điềm tĩnh đáp, giọng nói lạnh như băng. Chỉ dựa vào ngươi à? Lão già nghiến răng nghiến lợi, đột ngột giơ tay lên, chân nguyên rào rạt trào ra khỏi lòng bàn tay. Lực hút đáng sợ lại xuất hiện, cùng lúc đó, lão ta còn há miệng nhả ra một luồng sáng đen, định dùng thứ này để tiêu diệt Triệu Bân. Thế nhưng, có lẽ vì nội thương nên khả năng cắn hút của lão ta giảm mạnh, luồng sáng từ miệng cũng trở nên loang lổ. Những thứ này cũng là lão ta cố gượng sử dụng, vết thương chưa hồi phục mà bất chấp dùng đến bí thuật và chân nguyên nên càng lúc càng nặng hơn. Soạt, Triệu Bân lướt đi như ánh sáng, tránh được lực hút. Từng chịu thiệt một lần. Bị lừa hai lần, đến lần thứ ba phải biết đối phó. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh thì lực hút chỉ là vật trang trí thôi, nếu mũi tên không thể trúng vào mục tiêu thì làm sao đả thương người khác được. Keng, keng. Tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, Triệu Bân lại điều khiển kiếm Uyên Long và kiếm Tử Tiêu, rạch trời chém xuống. Cút. Lão già quát lên, phất tay gạt chúng đi. Đừng nóng, vẫn còn mà. Triệu Bân hừ một tiếng. Mười mấy thanh phi đao đi theo đường kiếm, thanh nào cũng gắn kèm bùa nổ. Thấy vậy, lão già biến sắc. Từ khi Triệu Bân xuất hiện trở lại, lão ta chưa từng rời khỏi bục đá, không phải không đi được, mà là không muốn tiêu hao khí lực. Nhưng bây giờ, không đi không được. Không đi sẽ bị nổ tung mất,
tiếc rằng lão ta vẫn chậm một chút, mười mấy lá bùa nổ đa nể tung. Tuy còn cách một khoảng, nhưng dư chấn cũng đủ khó chịu. Thế mà đây chỉ là món khai vị, trong tiếng nổ đùng đoàng, có tiếng giấy đầy trời. Nói cho chính xác hơn là bùa nổ bay đây bay trời. Đây chính là thành quả suốt một ngày của Triệu Bân, dường như tất cả bùa nổ được lôi ra dùng hết, không định cho lão già một cơ hội nghi xã hơi nào. Một lá không đủ thì hai lá không đủ thì ba lá, hắn không suy xét tới kỹ thuật gì nữa, cứ dùng bùa nổ tới chết thì chết, nề kiểu gì cũng phải nổ chết được lão ta. Hai mắt lão già lôi lên, đồng từ cơ lại. Như mọi khi, dù bùa nổ có nhiều hơn thế này, lão ta vẫn có thể dùng chân nguyên hộ thể để đối đầu. Nhưng đêm nay, dường như lão ta không còn cái tự tin đó nữa. Tu vi liên tục giảm mất 7 tầng, toàn thân đầy thương tích, vết thương ngầm còn đang quay trở lại. Đừng nói gì đến đối đầu, đến cả việc đứng vững cũng thành vấn đề, làm sao đỡ được bao nhiêu bùa nổ thế này. Quỳnh, đùng, quỳnh. Tiếng nổ lập tức vang lên, từ khi lá bùa đầu tiên phát nổ, mọi thứ không thể nào thu dọn được nữa, từng lá bùa nối tiếp nhau, nổ cho lão ta lộn ngược ra ngoài, máu xương bay tung tóe. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Nguyệt thần cảm thán, cảnh giới huyền dương mà yếu thế này thì chịu sao nổi sức công phá của bao nhiêu lá bùa nổ. Ngoại lực sẽ khiến lão ta bị nội thương rồi cắn trả cực độ, chỉ riêng điều này cũng đủ thấy ghê lắm rồi. Tiếng nổ dừng lại. Lão già đã không còn ra hình người nữa, bị nổ tung đến trơ cả khung xương, lảo đảo tại chỗ. Keng! Chưa đợi khói bụi tản đi, Triệu Bân đã lao tới, một nhát kiếm phong lôi xuyên thủng lồng ngực của lão ta. Phụt! Máu me bắn ra vẫn rất chói mắt. Á! Lão già gầm lên. Gắng ngượng đẩy lùi Triệu Bân còn lão ta thì liên tục lui về sau. Triệu Bân xách kiếm Tử Tiêu vẫn đang chảy máu ròng ròng, từng bước ép sát, sát khí trong mắt đã biến thành tia sáng lạnh lẽo. Nhát kiếm này, vì cha ta. Nhát kiếm này, vì mẹ ta. Nhát kiếm này, vì Triệu gia. Triệu Bân giống như người điên, đi một bước hô một lần chém một nhát, chặt cánh tay lão già, cũng hủy hoại đan hải của lão ta. Biến một võ tu cảnh giới huyền dương thành một phế nhân. Máu me bắn ra nhuộm đỏ cả áo quần của hắn, nhưng không dập tắt được lửa giận ngút trời trong lòng. Chính tên ác ma này đã giết mẹ hắn. Phụt! Lão già phun máu, sau cùng ngã ngửa ra sau, gân mạch đứt hết, xương cốt cũng không ngừng kêu răng rắc, một búng máu phun ra giữa không trung tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Đợi khi lão ta ngã xuống, cơ thể vẫn còn nhúc nhích, miệng trào máu, dù muốn đứng lên nhưng không đủ sức nữa. Nợ máu, phải trả bằng máu. Triệu Bân đứng lại, giọng nói cất lên lạnh thấu xương. Phụt! Lão già định nói gì đó, thế nhưng máu không ngừng ọc ra từ miệng, chỉ còn đôi mắt lồi to lẳng lặng nhìn Triệu Bân. Trong lúc hấp hối, lão ta thực sự không cam lòng khi đường đường là một võ tu cảnh giới huyền dương mà chết trong tay tên nhãi nhép chân linh này, đúng thật là ác giả ác báo. Keng! Triệu Bân giơ tay. Chặt đầu của lão ta bằng một nhát kiếm rồi đóng băng nó theo phương pháp đặc biệt để mang về, đặt trước bài vị của mẹ để cúng tế linh hồn của mẹ hắn ở trên trời. Còn về cái xác không đầu, hắn dùng bột hóa thi để thiêu hủy sạch sẽ. Làm xong tất cả những điều này, hắn mới thu kiếm. Đến lúc này, Triệu Bân mới đưa mắt nhìn xung quanh. Tiền tài châu báu giải đầy trên nền đất, cộng thêm đống ngân phiếu của lão già, chắc phải tới mấy trăm nghìn lượng. Thế nên mới bảo. Chuyến đi này của hắn không uổng phí, không chỉ tự tay giết được kẻ thù, mà còn kiếm được một lượng tài sản không nhỏ. Tu luyện rất hao tốn tài nguyên, chừng này đủ cho hắn dùng rất lâu. Thế nhưng hắn tìm rất lâu mà không thấy được bảo vật hiếm có kia. Vách đá bên trái, Nguyệt Thần biếng nhác nói. Nghe vậy, Triệu Bân chạy thẳng về phía đó, nghe ngụ ý của Nguyệt Thần thì trong địa cung này còn có điều ẩn giấu. Đợi khi tới bên dưới vách tường đá. Hắn ngó nghiêng ngang dọc mới xoay chuyển một cái đèn đá trong khe lõm. Cùng với một tiếng huỳnh, cánh cửa đá lao thẳng lên trời. Bên trong, khói sương mờ mịt, mây trắng lượn quanh. Đợi khi sương khói tan hết, đập vào mắt hắn là một hồ nước với chu vi ba trượng, chính giữa hồ nước là một cây dây leo màu tím, trên cây dây leo treo lủng lẳng một loại quả màu xanh, mùi hương ngọt ngào thấm đẫm lòng người, còn khiến sức sống trở nên dồi dào. Đây là linh quả tử tinh. Triệu Bân lầm bầm, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Đây chắc chắn là bảo vật hiếm có thể luyện đan nhập dược, có công hiệu rất thần kỳ đối với tẩm bổ và tôi luyện tinh phách, còn được gọi là quả tiên.
Nghe đồn loại quả này đã tuyệt tích từ lâu rồi. Thật không ngờ, ở nơi vực sâu chó ăn đá gà ăn sỏi này còn trồng được một quả, chẳng trách hôm đó Thành Thanh Phong có động tĩnh lớn đến vậy, chẳng trách bên trên gây sức ép với mấy thành cổ lớn. Nếu để mất thứ bảo vật này, không sốt ruột mới lạ. Nhắc đến lão già một tay, quả thật lão ta cũng là nhân vật tầm cỡ, trộm được vật này chắc hẳn là để trị thương, tiếc rằng sau cùng chỉ béo bở cho hắn thôi. Lắm tiền thật, Triệu Bân cảm thán. Linh quả tử tinh là báu vật hiếm thấy, mà thứ nước trồng ra loại quả này cũng rất đáng giá, vì không phải là nước thông thường mà toàn là linh dịch chút xuống, nên gọi nó là linh tuyền thì hợp hơn. Nếu đem ra bán, chỉ ít cũng được mấy chục nghìn lượng, thế mà nó bị lấy ra làm chất dinh dưỡng để trồng linh quả tử tinh, đúng là tùy hứng. Từ đó cũng đủ thấy linh quả tử tinh quý giá tới mức nào, một hồ tinh hoa linh tuyền bị nó hấp thu đến mức chỉ còn lại nước trong veo, đây là kết tinh của linh dịch mà. Lãng phí của trời, Nguyệt Thần hờ hững nói. Thứ này còn phải chú ý gì nữa, Triệu Bân vừa nói vừa ghé lại gần, hít một hơi thật sâu, một mùi thơm ngào ngạt, vừa lọt vào mũi đã chảy khắp toàn thân. Đã gọi là quả tiên thì khó lòng sinh trưởng ở những vùng đất bình thường. Trồng nó trong hang động u ám này, sớm muộn gì cũng khô héo tàn lụi, Nguyệt Thần thong dong nói, nhìn màu sắc của nó, tinh hoa đã bớt đi khá nhiều, cùng lắm chỉ 3 đến 5 ngày nữa ắt sẽ điêu linh. Vậy thì trồng sang chỗ khác. Triệu Bân nói rồi định nhổ cả rễ của nó lên, nếu chỗ này đã không thể mọc được thì tìm chốn thần tiên khác mà sống. Linh vật hiếm có thế này, không thể nào lãng phí được. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ liếc xéo hắn một cái. Ngụ ý của ánh mắt ấy, đương nhiên Triệu Bân vẫn hiểu được, không khỏi cười gượng một tiếng. Trồng đi chỗ khác thì thôi khỏi. Bên ngoài tìm nó đến phát điên lên được, nếu dám chuyển nó ra ngoài thì chết thế nào cũng không biết, còn được thưởng cho cái danh cô lang dạ hành. Tinh hoa đang mất dân, mau ăn nó đi, Nguyệt Thần vươn vai một cái thất dài. Đâu cần cô ta nói, Triệu Bân đã vươn tay, hái lấy linh quả tử tinh. Ban đầu phải đặt vào tay ngắm nghía một hồi rồi mới gặm thử. Mùi vị thực sự không khiến hắn thất vang. Về cùng thơm ngọt, hoa quả bình thường không thể bì được, vừa vào miệng đã biến thành linh khí chảy khắp tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng đều được hưng lại, kỳ kinh bách lạc cũng nhờ thế mà được tầm bổ, tinh thần cũng liên tục lên cao, đến mức hai mắt của hắn long lanh nước. Thích được gọi là sức mạnh tinh thần chưa bao giờ sáng trong đến thế, nhìn thế giới này cũng sáng sủa hơn trước kia khá nhiều. Không tệ nhỉ, Triệu Bân cười hề hề, ăn hết linh quả tử tinh ngay lập tức, toàn thân trở nên nóng bừng do linh khí tiết ra ngoài, cũng vì khí huyết quá dồi dào khiến tu vi của hắn từ cảnh giới chân linh tầng 1 lập tức phá ải, tiến thẳng vào tầng 2. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Tu vi chỉ là chuyện thứ yếu, thứ thay đổi tột bậc về tinh thần mới là điều khiến hắn thấy vui nhất. Tầm mắt mở rộng hơn khá nhiều, khả năng cảm nhận cũng nâng cao hơn hẳn, bây giờ hắn đã vượt qua những người đồng cấp. Có thể chịu đòn rất tốt. Phải dùng hết 3 ngày, hắn mới ổn định được tu vi của mình. Đến ngày thứ 4, hắn mới bắt đầu thu dọn tiền tài vương vãi trên nền đất, ngân phiếu được nhét luôn vào lòng, còn vàng bạc châu báu thì chuyển từng dương ra ngoài. Đây là một công việc đòi hỏi thể lực, vì khi chỉ còn lại một cánh tay, dường như hắn làm việc gì cũng không tiện lắm. Từng dương châu báu phải tốn rất nhiều sức lực mới lôi được ra ngoài, đã vậy còn phải trèo lên vách đá. Không biết tại sao cô lang lại chọn cái chốn khỉ ho cỏ gáy này nữa. Đến rạng sáng hắn mới rời khỏi rừng núi, đánh một cỗ xe ngựa chất đầy những dương tiền tài chạy thẳng tới thành cổ Thương Lang gần nhất. Trước đó hắn đã gặp Hàn Triều thiếu thành chủ của thành Thương Lang ở thành Thanh Phong, không biết Hiên Thiên Phong đã chịu thả người chưa. Dù ông ta chịu thả thì chắc chắn đã hưởng không ít lợi lộc, bởi con gái nhà mình bị mắng đến mức ấy, đâu thể dễ dàng bỏ qua cho được. Có lẽ không đến mức giết người. Nhưng nhất định phải ép thành Thương Lang bỏ tiền ra. Thành Thương Lang vào đêm vẫn rất phồn hoa, điểm này không hề thua kém gì thành Vong Cổ, nơi nào cũng toàn đèn lồng đỏ treo cao, bóng người tấp nập rộn ràng. Trong thành, bất kỳ chỗ nào cũng thấy được cáo thị dán trên tường. Thông báo treo thưởng cho ai bắt được cô lang dán khắp nơi trong thành Vong Cổ và thành Thanh Phong. Về điều này, Triệu Bân cũng từng thổn thức, vị trí của U Huyên cách thành Thương Lang chưa tới trăm dặm. Vậy mà bao nhiêu người săn tiền thưởng chuyên bắt kẻ bị truy nã không ai tìm thấy được. Bây giờ, cô lang dạ hành đã chết, nếu muốn bắt gã thì chỉ có thể xuống âm tào địa phủ thôi. Ở thành Nam, Triệu Bân tìm một tòa viện nhỏ, bởi sống trong khách điếm không an toàn. Hắn ôm theo một số tiền lớn,
chỉ cần không cẩn thận sẽ rước về họa diệt thân. Sau khi tiến vào tiểu viện, hắn lập tức thi triển thuật độn thổ, nhét từng dương gỗ to vào lòng đất. Sau đó sẽ đến công đoạn phi tang. Vàng bạc có thể lôi tới tiền trang để đổi thành ngân phiếu bằng giấy, như thế là có thể mang theo bên người, còn châu báu ngọc ngà chỉ có thể mang ra chợ đen. Thành cổ Thương Lang cũng có chợ đen, đã thế còn to hơn chợ đen ở thành Vong Cổ khá nhiều, là nơi tập trung của dân hắc đạo và cũng rất hỗn tạp. Người đến đó về cơ bản không hỏi xuất xứ, cũng không cần biết người đến từ gia tộc nào, cứ buôn bán là được. Sau một ngày phi tang, tất cả biến thành ngân phiếu. Triệu Bân vui như mở cờ trong bụng, cả trăm ngàn lượng không phải một món tiền nhỏ, hắn đã được coi như một kẻ có tiền rồi. Dừng. Đang đi đường thì Nguyệt Thần đột nhiên nói khẽ. Có bảo bối hả? Hai mắt Triệu Bân bỗng sáng ngời, mỗi khi gặp được giọng điệu này của Nguyệt Thần, dường như luôn có chuyện tốt tìm tới. Năm trượng về phía đông nam, sạp hàng ven đường. Nguyệt Thần hờ hững đáp, bảo bối lớn thì không có, nhưng vật dụng nhỏ xinh và hữu ích thì có một thứ đấy. Lại còn rất hữu dụng với Triệu Bân. Chân tay Triệu Bân nhanh nhẹn lắm. Sạp hàng không quá to, đồ vật bày bán cũng không phong phú, phần nhiều là đá ngọc và đồ gốm. Nhanh cái tay lên, sắp dọn hàng rồi. Chủ sạp biếng nhác nói, giọng nói non nớt như trẻ con, khi Triệu Bân nhìn sang thì tên này đang ngáp ngắn ngáp dài, là một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, mũm mĩm mập mạp, thế nhưng quần áo rách dưới, nhìn sao cũng giống tên ăn mày. Nhưng Triệu Bân biết thằng bé này không chỉ đơn giản như bề ngoài, nó chắc chắn là một lão già, bởi ánh sáng từ linh châu lóe lên màu tím, cũng có nghĩa nó đã đạt tới cảnh giới huyền dương. Nhìn độ đậm của màu tím thì chí ít nó đã đạt tới tầng 6, chắc hẳn là nguyên nhân từ công pháp, cũng có thể đã dùng đan dược giữ gìn thanh xuân. Ngoài ra, màu tóc của đứa trẻ này là màu tím chứ không phải đen hay trắng, trông có vẻ không giống màu nhuộm. Huyết mạch đặc thù, Nguyệt Thần nói. Nhìn ra rồi, Triệu Bân sờ cằm. Trong huyền môn thiên thư có viết, nếu màu tóc không bình thường thì tuyệt đối là huyết mạch đặc biệt, nhưng cũng không đúng hoàn toàn, ví dụ như tên mập hay liễu như Nguyệt, màu sắc rất bình thường. Có mua không, không mua thì dọn hàng đây. Khi Triệu Bân đang lầm bầm thì đứa trẻ tóc tím vươn vai một cái rồi thúc giục, buôn bán mà theo kiểu này chắc không ai bắt chước được, chẳng trách sạp hàng ế ẩm điều hưu, chỉ riêng câu này thôi đã làm phật lòng một nửa số khách. Mua chứ? Triệu Bân bình tĩnh đáp, bới bới gảy gảy. Cái túi kia kìa. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, lạnh nhạt nói. Thứ này liệu có phải bảo bối không? Triệu Bân tiện tay cầm lên, là một cái túi nhỏ màu bạc, nhìn qua cũng không khác gì túi đựng tiền, hay nói cách khác, nó chính là một cái túi đựng tiền, chẳng qua khác với túi tiền thông thường ở chỗ trên túi được khắc trận đồ âm dương bát quái, ngoài ra còn có thêm một số hoa văn mà hắn không hiểu nổi. 500 lượng. Đứa trẻ tóc tím xòe ra 5 ngón tay. 5 lượng. Thành giao. Vụ buôn bán này nhanh không tưởng được, nhanh đến mức Triệu Bân trở tay không kịp, hắn trả giá xuống cả trăm lần mà đối phương vẫn đồng ý rất dứt khoát. Nhanh lên. Đứa trẻ tóc tím sốt ruột xòe bàn tay mập mạp ra, dường như có chuyện gấp. Triệu Bân cười gượng, nhanh nhẹn đưa bạc. Lần sau lại đến. Đứa trẻ tóc tím có vẻ thô lỗ, cua một cái gói sạch cả sạp hàng. Sau đó quay đầu chạy luôn. Thằng nhãi kia, chạy đâu hả? Tiếng quát nạt lập tức vang lên, Triệu Bân bất giác liếc mắt nhìn theo, chỉ bởi vì giọng nói này hơi quen quen. Đợi khi nhìn lại, hắn thực sự biết người này, đây chẳng phải là lão mập bị hắn giả bộ làm cao thủ cảnh giới thiên võ dọa cho một trận vào đêm đó hả? Thế mà lão ta cũng tới thành Thương Lang. Soạt! Lão mập giận điên tiết, mặt mũi đen xì xì, giống như một cái bóng đen phóng vụt qua Triệu Bân. Có lẽ khí thế quá mạnh nên lão ta tự cuốn theo cuồng phong, làm Triệu Bân đứng không vững. Chạy hả, chạy đi đâu? Cái lão già chết tiệt này, ta không lấy. Lại còn cãi bướng. Khi Triệu Bân đứng vững, lão mập đã đuổi theo thằng nhóc tóc tím, đang xách nó bằng một tay và đánh mông nó. Cách xa ơi là xa mà hắn vẫn nghe được tiếng chát chát, lão ta đánh cho thằng nhóc tóc tím giàn giụa nước mắt. Khóe miệng Triệu Bân giật giật, ôi trời ơi! Nó có tu vi huyền dương đấy, ngượng ngập ghê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng dễ hiểu thôi. Lão mập kia đáng sợ vô cùng, đỉnh cao cảnh giới địa tạng đấy, chưa biết chừng một ngày nào đó gặp may sẽ tiến vào cảnh giới thiên võ. Trước mặt lão ta, cảnh giới huyền dương cũng phải ngoan ngoãn thôi. Có giỏi thì tìm sư phụ ta ấy.
lão ta có đến thì ông đây vẫn đánh như thường. Chém gió, cứ chém gió tiếp đi. Tiếng mắng chửi từ xa đến gần, lão mập cực kỳ bá đạo, một tay xách thằng nhóc tóc tím, vừa đi vừa chửi, cực kỳ ngầu. Khi đi ngang qua Triệu Bân, lão mập liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có vẻ quái lạ, lão ta cảm thấy quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp hắn ở đâu, chỉ biết Triệu Bân là một võ tu cụt tay, đã vậy, tu vi còn yếu ớt đến đáng thương. Không biết nếu để lão ta biết Triệu Bân chính là cao thủ thiên võ kia thì làm ta sẽ có cảm tưởng như thế nào, mắng chửi thì tạm thời không nói, chứ Triệu Bân chắc chắn sẽ ăn đòn no. Tú Nhi, đây là bảo bối gì thế? Triệu Bân xách cái túi bạc, vừa đi vừa cúi đầu nhìn, lật qua lật lại để nghiên cứu. Túi càn khôn. Túi càn khôn là gì? Một loại túi có không gian ẩn bên trong, Nguyệt Thần thong dong nói. Nếu trong tay người có thứ này thì nhét cả một con bò vào trong cũng không thành vấn đề. Đỉnh thế cơ à? Triệu Bân nhướn mày, hắn đã tháo tay, nhìn ngó vào bên trong, thậm chí còn sờ vào trong. Dung tích của nó có vẻ ngang bằng mấy cái túi thông thường thôi, nhỏ thế này, nhét được một con bò à? Thực ra nó có chế độ cấm, Nguyệt Thần ngáp dài, vả lại, túi này đã bị phá hỏng rồi, phải khôi phục lại mới dùng được. Nó là túi đựng đồ cấp bậc thấp nhất trong tiên giới. Đợi khi nào sửa xong có thể dùng tạm. Lại nhặt được bảo bối rồi. Triệu Bân cười hề hề, nhanh chóng cất đi. Đừng nói là 500 lượng, dù 5.000 lượng hắn cũng mua. Đêm khuya, Triệu Bân đóng chặt cửa phòng, lấy túi càn khôn ra lật qua lật lại một phen, sau đó mới nhìn sang Nguyệt Thần, Tú Nhi, phá cấm chế kiểu gì. Nhỏ một giọt máu, lấy thiên lôi luyện, Nguyệt Thần đáp, cấm chế này không hoàn hảo. Lấy tu vi của ngươi và thiên lôi thì tối đa 2 ngày là phá được. Ừ. Triệu Bân đáp lời, chích tay lấy máu, dùng thiên lôi bao lấy túi càn khôn. Túi này như có linh tính, bị sét bao vây thì rung lên nhẹ nhẹ, có thể thấy đường vân bên trên lóe sáng, đặc biệt là cái bái quát âm dương kia. Bên trong có không gian. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn hồ lô nhỏ, dường như cũng thiết lập không gian bên trong đó. Nhưng hắn cảm thấy cấp bậc của hồ lô cao hơn của túi càn khôn nhiều. Từ khi có nó, hầu như ngày nào hắn cũng lấy sét để tôi luyện mà đến giờ vẫn chưa phá được cấm chế. Hắn không nhìn nữa, tiếp tục tôi luyện. Túi càn khôn rung mạnh hơn nữa, đường vân trên nó cũng thay đổi càng nhiều. Đêm dần qua đi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp vây quanh thành Thương Lan. Ánh mắt Triệu Bân đã hằn những tia máu. Một đêm không ngừng. Tiêu hao lực tinh thần khá lớn, hắn uống một ngụm linh dịch xong thì tinh thần lại tỏa sáng. Trong linh dịch không chỉ có đan thọ nguyên mà còn có tiên lộ, công hiệu cực kỳ thần kỳ, không những bổ sung tinh thần mà còn bổ sung chân nguyên. Khi màn đêm lại buông xuống thêm lần nữa, hắn mới dừng tay. Túi càn khôn đã được luyện hóa, tốc độ nhanh hơn dự kiến. Lúc này nhìn vào bên trong đã thấy có mây mù lượn quanh, không gian đúng là to hơn không ít, có thể dễ dàng đựng vừa một con trâu rồi. Nếu hoàn thiện thì chắc phải đựng được 2 con trâu ấy chứ. Không tệ. Triệu Bân mỉm cười, mở túi càn khôn ra, rồi ném một mạch nào là ngân phiếu, thuốc viên, bùa chú vào trong đó rồi treo bên hông, chẳng thấy nặng gì cả. Keng. Một tiếng kiếm vang lên, hắn cầm kiếm ra ngoài múa kiếm dưới ánh trăng. Chiêu kiếm vẫn tinh diệu như cũ, nhưng chỉ còn một tay nên không thể so sánh được với ngày xưa. Thực lực của hắn cũng bị giảm mạnh. Không biết bao lâu sau, hắn mới thu kiếm. Sau đó, hắn dán một tấm bùa tốc hành lên đùi, giải cấm chế ra, rót chân nguyên vào, bỗng nhiên có một sức mạnh kỳ lạ bao phủ toàn thân hắn. Soạt! Hắn đi như gió, vèo một cái liền mất dạng. Nhanh quá! Triệu Bân tặc lưỡi, đích thân trải nghiệm thì mới biết được tốc độ của bùa này đúng là nhanh không tưởng, ít nhất cũng phải nhanh hơn bước phong thần, cảm giác bản thân mình như một cơn gió vậy. Chỉ trong 3 giây là đã đến vách tường. Mắt thấy sắp va vào tường, Triệu Bân cắn răng, cưỡng chế đổi hướng, may mắn tránh thoát được. Giỏi thật! Nguyệt Thần thổn thức, lần đầu dùng bùa tốc hành mà không đụng vào tường, đúng là bất ngờ. Năm đó lần đầu cô ta dùng bùa thần hành, có trời mới biết là đã tông phải bao nhiêu ngọn núi. Chỉ mỗi một điểm này, cô ta liền biết mình không bằng Triệu Bân. Trong trí nhớ của cô ta, so về thiên phú thì chẳng có mấy ai bằng được Triệu Bân. Nhân tài cỡ này nếu được phong làm thần thì chắc chắn sẽ uy chấn khắp nơi. Soạt, soạt, soạt. Trong lúc Nguyệt Thần thổn thức thì Triệu Bân vẫn chưa dừng, như một bóng đen vọt qua vọt lại. Trong viện có cây,
ao hoa, có bàn đá, nhưng hắn chẳng đụng vào cái nào. Lúc nào cũng đều tránh thoát ra một cách ảo diệu, cũng may là thiên phú của hắn giỏi, năng lực phản ứng cực nhanh. Nào chỉ có vậy, hắn lại còn làm một lúc hai việc, nói chuyện với Nguyệt Thần, hỏi về cánh tay còn lại của bản thân. Thiếu đi một cái, không quen chút nào. Nguyệt Thần đáp lại bằng hai từ, tầng 5, như lúc trước cô ta đã nói, sẽ giúp Triệu Bân có lại một cánh tay nữa, mà còn là cực kỳ mạnh mẽ. Càng là vậy, Triệu Bân càng tò mò. Trong viện, tiếng soạt soạt vang lên không ngừng, Triệu Bân đã thích ứng được với tốc độ này. Đã là bùa chú loại một lần thì sẽ có lúc lực lượng tiêu tan. Cũng tại cấp bậc của bùa tốc hành quá thấp, nên chỉ được một canh giờ liền biến thành tờ giấy bỏ rồi, đến cả đường vân trên đó cũng biến mất. Cho nên bùa loại này vẫn nên vẽ nhiều chút, đến khi gặp phải nguy cơ, bị cường giả truy sát thì còn có mà dùng hết tờ này đến tờ khác. Dưới ánh trăng, hắn bày một cái bàn trong vườn, trải đều các dụng cụ vẽ bùa ra. Lần này, hắn vẽ bùa tốc hành. Vẽ, phải vẽ thật nhiều, sau này chạy trốn còn phải nhờ vào nó đấy. Đánh không lại thì nổ, nổ không xong thì chạy. Vẫn phải có nhiều thủ đoạn giữ mạng mới được. Có một giây phút nào đó, hắn ngước mắt lên trời, liền thấy một đám mây trắng xẹt qua. Nói chính xác hơn thì là một con chim trắng lớn, thuộc loại thú cười biết bay. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể thấy có một ông già ngồi xếp bằng trên lưng con chim, nhắm mắt dương thần. Có một con thú cười biết bay thích thật đầy, không biết Triệu Bân đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Hắn thực sự rất muốn bay trên trời. Ông, chính vào lúc này, ý thức của hắn bỗng run lên. Lúc Triệu Bân nhìn, phất tay áo, một loạt chữ vàng hiện ra. Bay trong tâm trí, ngưng tụ thành một bộ bi pháp. Thuật thông linh. Triệu Bân đọc từng chữ một, ánh mắt bỗng sáng như tuyết. Thuật này hắn đã đọc trong huyền môn thiên thư. Đây là một loại thuật pháp huyền diệu khó giải thích, liên quan đến linh giới. Dùng thuật này để thi triển có thể gọi linh thú từ linh giới, ký khế ước với linh thú. Còn việc gọi ra loại dị thú nào thì phải dựa vào khả năng của người thi thuật. Cho dù có gọi ra được thì dị thú chưa chắc đã ký khế ước với ngươi. Thú cũng phân chia mạnh yếu, cũng có loại kiêu ngạo không coi ai ra gì. Thuật này cũng không phải môn pháp thất truyền, người hoàng tộc có lẽ đều thông hiểu, nhưng chưa chắc đã hoàn chỉnh. Có gọi được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào, Nguyệt Thần tùy ý nói, xong xuôi thì chợp mắt luôn. Cô ta cho rằng Triệu Bân không thể nào gọi ra được dị thú. Không phải ai cũng có thể dùng được thuật thông linh. Nó có rất nhiều hạn chế, một là cảnh giới tu vi, điểm này Triệu Bân chưa đạt đến tiêu chuẩn, vì ít nhất cũng phải là cảnh giới chân linh tầng 4. Hai là huyết thống, thế gian có một loại huyết thống đặc thù liên quan đến linh thú, trời sinh có thể nói chuyện với linh giới. Mà Triệu Bân đương nhiên không phải loại huyết thống này, nếu không phải thì đương nhiên sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp. Sở dĩ cô ta truyền thuật này cho Triệu Bân là vì muốn đôi tai mình được yên tĩnh, chứ Triệu Bân cứ léo nhéo cả ngày bực vô cùng. Cho một con biết bay xuất hiện nào. Triệu Bân đã buông bút bùa, ngồi xếp bằng dưới đất, nghiên cứu thông linh. Nhìn qua, hắn liền ho khan. Điều kiện của thuật thông linh, bất kể là về huyết thống hay tu vi thì dường như hắn đều chưa đủ điều kiện. Lại còn kết ấn nữa. Thuật thông linh cần hai tay để kết ấn, hắn cụt mất một tay rồi thì thông linh cái đếch gì. Tú Nhi, có cái nào đơn giản hơn chút không? Triệu Bân cười khan, nhìn sang Nguyệt Thần. Đây là cái đơn giản nhất rồi, Nguyệt Thần nhún vai, ngụ ý rõ ràng, nhìn cho biết thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì, làm việc nên làm trước đi. Triệu Bân hít sâu một hơi, sắc mặt đen kịt, nửa đêm nửa hôm rồi, cô còn đùa ta. Không được, ta phải thử xem. Triệu Bân cúi đầu, là một người không tin tà chú, cần hai tay kết ấn, hắn một tay cũng sẽ làm được, cho dù có tiêu hao thêm thời gian. Còn về tu vi thì cứ cố thôi. Nền tảng cơ thể hắn không yếu hơn cảnh giới chân linh tầng 4 là bao, còn huyết thống à, trong bí thuật có nói rồi, huyết thống bình thường cũng có khả năng thông linh được, nhưng sẽ rất khó. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm. Nguyệt Thần nhìn một cái, rồi tiếp tục ngủ. Đêm yên tĩnh. Dưới ánh trăng, Triệu Bân lẩm bẩm gì đó, chắc là niệm tâm quyết thông linh. Một tay kia cũng không nhàn rỗi, diễn luyện ấn tay hết lần này đến lần khác, thử biến ấn hai tay thành một tay. Những thứ này hắn đều có thể khắc phục, khó là ở phần nói chuyện với Linh, dù sao cũng không cùng một con đường, há có thể dễ dàng nói chuyện như vậy. Nếu coi như đây là một con đường,
thì phía trước đúng là một mảnh u tối, hắn phải tự lần mò mà đi. Tâm tình hắn yên lặng, như lão tăng thiền tọa, tâm không ngoại vật, vừa niệm tâm quyết, vừa cảm thụ linh, vừa thử nói chuyện với linh giới. Dưới ánh sao, cơ thể hắn tỏa sáng, thỉnh thoảng còn có chút mộng ảo. Nếu có ai đó ở đây thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc vì hình như phía sau hắn còn một bóng lưng chiếu rọi, nhưng bóng dáng này chỉ xuất hiện thoáng qua. Nguyệt thần không biết những chuyện này. Vị thần xinh đẹp kia còn đang bận đắm chìm trong việc lĩnh ngộ một đại đạo nào đó. Bên này, Triệu Bân vẫn đang thì thầm. Tâm quyết thông linh rất huyền ảo. Lúc niệm, người hắn lại dọi ra hai bóng lưng khiến ý thức của hắn đột nhiên trống rỗng, tâm thần cũng một mảnh đen kịt. Đợi đến lúc khôi phục lại sự tỉnh táo thì hắn như thấy một thế giới bao la, giống một tiên vực mịt mờ. Trong mơ hồ có thể thấy chim bay cá nhảy, cũng nghe thấy tiếng hổ gầm rồng ngâm, chấn động khắp nơi. Có một giây phút nào đó, nó như sắp tan vỡ. Linh giới. Hắn lẩm bẩm, nhìn Nguyệt thần, cô gái này hình như đang ngủ thật, chả có phản ứng gì. Sau đó, hắn lại nhìn thấy thế giới bao la kia, lần sau càng rõ ràng hơn lần trước. Đã bảo mà. Triệu Bân cười khì khì, mở mắt ra, cắn rách ngón tay, cũng bắt đầu ấn dấu vân tay, trong lòng niệm tâm quyết. Thông linh. Hoàn thành một động tác, một tay hắn ấn xuống mặt đất, tư thế khí phách vô cùng. Ông. Mặt đất bỗng rung chuyển, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, có những đường vân kỳ dị hiện ra, càng có một hơi thở không thuộc thế giới này rong chơi quanh đường vân. Hự. Triệu Bân hô lên một tiếng, tê liệt ngã xuống đất. Thông linh này tức là hao tổn chân nguyên, hắn đã chuẩn bị từ trước, nhưng không ngờ lại hao tổn đến mức này. Chỉ trong giây lát, hắn đã bị rút sạch chân lực, đến cả khí huyết cũng uể oải vô cùng. Cũng may hắn có nền tảng mạnh mẽ, nếu không, hơn phân nửa đã bị rút thành cành củi khô rồi. Đệch! Trong bóng tối dường như có người nói ra lời thô tục. Xoạt! Cùng lúc đó, trong trận đồ thông linh này có dị thú hiện ra, thực sự là một con chim lớn cỡ hai trượng. Toàn thân đen thui như một con quạ đen cỡ lớn. Bộ lông của nó cũng chẳng mượt mà gì cho cam, mà kỳ lạ là trên người nó còn dính máu. Thành công rồi. Triệu Bân vui mừng khôn xiết, cũng hơi tò mò. Hắn có nhìn thấy những con yêu thú, linh thú lớn từng này rồi, nhưng mà dị thú của linh giới thì là lần đầu hắn gặp. Con mẹ nhà ngươi. Lại một tiếng mắng chửi thô tục vang lên, Triệu Bân nghe mà ngơ ngác, không biết ai đang chửi. Hắn nhìn quanh. Rồi nhìn vào con chim lớn đen thui này. Lúc hắn nhìn, hai mắt của con chim này như có ngọn lửa thiêu đốt, tính cách có vẻ không tốt lắm, lộ ra vẻ phẫn nộ đến vô cùng. Ai không biết còn tưởng nó có thù giết cha đấy. Tú Nhi, nó đang chửi ta à? Triệu Bân ho khan, kêu một tiếng. Nguyệt thần mở mắt, liếc một cái. Chính cái liếc này đã khiến cô ta từ nằm nghiêng trên mặt trăng thành ngồi thẳng dậy. Sao có thể như thế được? Thần thái của Nguyệt thần trông cực kỳ đặc sắc, nhìn đống lông chim rồi liếc nhìn Triệu Bân, ngươi đỉnh đấy. Thế mà ngươi gọi được nó ra, lão nương đã xem thường ngươi quá rồi. Nó mắng ta. Mắng ngươi là đúng rồi, Nguyệt thần ngồi dậy, không ngừng cảm thán, đảo mắt đánh giá đống lông chim. Đây không phải là loài chim thông thường đâu. Đây là một con đại bằng cánh vàng hàng thật giá thật, sở dĩ nó biến thành bộ dạng như thế này chắc hẳn vì đã gặp phải biến cố nào đó ở linh giới. Ví dụ như đang độ kiếp, hoặc ví dụ như đang tự mình lột xác, trùng hợp làm sao mà bị Triệu Bân bắt gặp, sơ ý bị lôi đến nơi này. Đã vậy, dường như hình như cũng không thuận lợi lắm, khiến một con đại bằng cánh vàng giống như một con quạ. Trên mình nó còn dính máu tươi, hiển nhiên niết bàn chưa hoàn chỉnh, không chỉ chưa hoàn chỉnh mà còn bị đánh xuống mức thấp nhất vì thuật thông linh sai sót này, tu vi toàn thần gần như tan tác hết. Với đủ thứ nguyên nhân này, mắng Triệu Bân là còn nhẹ đấy. Nếu nó vẫn còn thần lực, chắc sẽ xé xác Triệu Bân ra làm nhiều mảnh. Sớm không gọi muộn không gọi, cứ phải đúng vào lúc này, vốn đã khó chịu rồi, thuật thông linh của ngươi còn làm cho ông đây trở tay không kịp. Ngươi biết bay không? Triệu Bân đã ngồi thụp xuống, lấy một cái que chọc chọc vào đống lông chim, nói cho chuẩn xác hơn là đại bằng cánh vàng. Nhãn giới của hắn có hạn nên không biết đây là loại động vật này, chỉ biết rằng thứ này có bề ngoài không ra gì, đã vậy còn rất có địch ý với hắn. Ngay ban nãy nó còn mắng hắn. Cút! Đừng mắng người nữa! Lão tử còn muốn giết người đây! Ai chọc gì tới ngươi hả? Một người một chim bắt đầu cãi nhau, đại bằng giận sôi gan.
Nếu không phải vì tu vi gần như tan tác hết, chắc hẳn nó đã nuốt chửng Triệu Bân rồi. Triệu Bân khá mờ mịt, tự dưng bị mắng cho một trận, không khỏi tức giận. Ngươi đúng là nhân tài mà. Nguyệt Thần lẩm bẩm, cô ta thực sự xem thường Triệu thiếu gia rồi. Đủ thứ thông linh không đạt tiêu chuẩn mà vẫn triệu hồi được một con, còn là một con đại bằng cánh vàng. Điều khiến cô ta kinh ngạc hơn lập tức xảy ra ngay sau đó, khi trên mi tâm của Triệu Bân có thêm một ký hiệu cổ, cùng lúc đó, trong mắt của đại bằng cánh vàng cũng có ký hiệu tương tự. Tự động kết thành khế ước. Nguyệt Thần nhướng mày, cô ta cũng mới thấy chuyện này lần đầu. Với sự kiêu ngạo của đại bằng cánh vàng, làm sao có thể làm linh thú khế ước của một võ tu nho nhỏ, tuyệt đối không phải do cho chủ động ký khế ước, chắc hẳn là bị động. Sao lại như thế được? Đại bằng cánh vàng hừ một tiếng, nó còn chưa đồng ý mà. Khế ước từ đâu ra chứ, còn phải ký với một võ tu cảnh giới chân linh. Nó là ai chứ? Nó là đại bằng cánh vàng, là sự tồn tại sánh ngang với thần thú, cho dù một vị tiên tới tìm nó còn ngó lơ, huống hồ là người phàm. Thế là ký khế ước rồi à? Triệu Bân sờ sờ mi tâm, lầm bầm tự hỏi. Ký khế ước cùng linh thú cần đôi bên đồng ý, hắn còn chưa đồng ý mà. Hóa giải đi. Đại bằng cánh vàng phẫn nộ giống lên, hai mắt tóe lửa. Giải kiểu gì? Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần, nói thật thì hắn cũng không ưa gì con chim này, vừa xuất hiện đã mắng hắn té tát, thôi thì tìm một con nghe lời vẫn hơn. Trong thuật thông linh cũng nói rằng nếu chê thì có thể đổi, hắn phải đổi con nào trông thật bá khí, vừa có thể bay vọt lên trời mà trông còn đáng sợ ấy. Giải. Nguyệt Thần bị chọc cười, nhìn cho kỹ đi, đấy là đại bằng cánh vàng, bao nhiêu tiên nhân tranh giành đòi ký khế ước với nó, ngươi nhìn còn chẳng buồn nhìn, bây giờ tự động ký khế ước, vui còn chẳng kịp nữa kìa. Thế mà ngươi đòi hóa giải. Thế nhưng, về khoản tự động ký khế ước, cô ta rất kinh ngạc. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng là thuật thông linh mà Triệu Bân dùng không giống với người khác, thông linh là ký khế ước. Giải, mau giải cho ta. Đại bằng cánh vàng vẫy vẫy đôi cánh, nhào về phía Triệu Bân, hai cái móng của nó cào loạn xạ. Khế ước cần đôi bên đồng ý mới có thể ký được, đương nhiên đôi bên đồng thì cũng có thể hóa giải được. Nó không muốn dính dáng gì tới cái thứ này, nếu quay về, đồng loại sẽ cười nhạo nó làm sao còn mặt mũi mà lăn lộn. Cào hả, ta cho ngươi cào. Triệu Bân bất chấp, xông lên ấn con chim kia xuống. Ban nãy mới mắng ta đã không thèm chấp nhặt với ngươi rồi. Còn hăng máu nữa hả? Linh thú tới từ linh giới hình như cũng không mạnh lắm, chỉ vài ba chiêu đã bị xử lý đến ngoan ngoãn hẳn. Xong chuyện, Triệu Bân còn tìm một sợi dây thừng, trói nó cứng ngắc rồi treo lên cây. Chậc chậc chậc, đến cả tâm thế như Nguyệt Thần cũng không khỏi chặt lưỡi. Đại bằng cánh vàng kiêu ngạo đến mức nào hả, thần thú gặp nó cũng phải giữ thể diện vài phần, thế mà bây giờ bị một võ tu chân linh treo lên cây, đúng là kinh hãi thế tục. Nghĩ cũng phải thôi, tu vi của con đại bằng cánh vàng này gần như tan tác hết, luận về cảnh giới còn không cao bằng Triệu Bân. Nếu đánh nhau thì nó thua xa, thêm cả lớp vỏ bọc đại bằng này hiển nhiên cũng không phải thể xác của nó. Phen thông linh này thật thú vị. Thằng nhãi kia, đợi ông mày hồi phục, ông đấm chết mày. Đại bằng cánh vàng vẫn đang mắng chửi, đã bị trói rồi mà còn mắng rất hăng. Từ khi có linh trí đến nay, nó chưa bao giờ mất mặt đến vậy. Huống hồ đối phương còn là một võ tu nhỏ nhoi, ký xong khế ước này mà quay về thì nó không còn thể diện nào nữa. Ngươi còn nói như thế nữa thì ta sẽ hầm ngươi luôn. Triệu Bân xách kiếm, bứt lông, chặt nhỏ, có thể hầm một nồi to. Không đợi hắn chặt chém, hắn đã nghe thấy đại bằng khẽ rên một tiếng. Nếu nó có thần thái, chắc hẳn sẽ rất đau khổ. Đôi mắt vốn bốc hỏa kia bị bao phủ bởi sự mờ mịt, đến sau cùng còn biến thành đờ đẫn. Hay lắm, ký ức cũng bị khóa lại rồi. Nguyệt Thần thở dài một tiếng, phen niết bàn thoát xác của đại bằng quả thực đã biến thành khổ nạn nhờ Triệu Bân. Bị khóa chặt ký ức thì có thể quay về được hay không còn khó nói đấy. Đại bằng không giống với các loài dị thú khác, chuyện niết bàn của tộc này về cơ bản thập tử nhất sinh. Bây giờ nhìn lại, phen thông linh của Triệu Bân cũng coi như cứu được đại bằng, nếu không có lẽ không chỉ đơn giản là ký ức bị khóa lại hay tu vi tan tác, chắc hẳn là bị hủy diệt rồi. Tú Nhi, có đổi con khác được không? Triệu Bân cười ha hả, vẫn đang nghe xem phá giải khế ước thế nào. Hắn thực sự không ưa con chim này. Nó chính là đại bằng cánh vàng. Nguyệt Thần liếc mắt, cuối cùng cũng nói ra bí mật này.
Nếu thực sự phá giải khế ước, hắn sẽ lỗ chồng vó. Đại bằng, cánh vàng. Triệu Bân hé miệng, lặng lẽ nuốt nước bọt, dù hắn nông cạn thiển cận đến mức nào cũng từng nghe nói đến loại dị thú này. Trong huyền môn thiên thư cũng giới thiệu rằng nó có thể sánh ngang với thần thú. Nghe đồn đại bằng giang cánh là có thể hủy diệt đất trời. Thứ này là, đại bằng. Triệu Bân vô thức nhìn sang, đánh giá con chim đang bị treo trên cây. Không có màu lông vàng, hắn đành chịu, tại sao nó còn đen thùi lùi. Một con chim xù lông, dù nhìn từ điểm nào, nó cũng không hề liên quan tới đại bằng cánh vàng. Còn nữa, ban nãy nó ầm ĩ lắm cơ mà, sao lúc này lại đờ đẫn thế, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Hay là lương tâm trỗi dậy? Xảy ra biến cố rồi. Nguyệt thần nói nhưng không giải thích, dù giải thích Triệu Bân cũng không hiểu nổi. Chỉ cần để Triệu Bân biết rằng con chim này là đại bằng cánh vàng hàng thật giá thật, ngươi nhặt được bảo bối rồi. Lời nói của cô ta, Triệu Bân tin. Chính vì tin nên chân tay hắn cực kỳ nhanh nhẹn, cởi trói cho đại bằng, còn không quên dùng chân nguyên chữa thương cho nó, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta không đánh không quen, đừng ghi thù nhé. Cạc cạc, cạc cạc. Đại bằng há miệng, giọng nói có vẻ kỳ lạ, không uổng về bề ngoài giống vịt, tiếng kêu của nó cũng rất giống. Dù ai nhìn vào cũng nghĩ nó là vịt, bảo nó là đại bằng, mà cũng không tin, thân thiết nhỉ, Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng, chắc hẳn là vì khế ước nên có cảm ứng về tâm linh. Ký ức bị khóa rồi, Nguyệt thân hờ hững đáp, lúc này đây, ký ức của đại bằng rất trống rỗng, lần đầu nhìn thấy ai sẽ thân thiết với người đó nhất, trùng hợp làm sao. Trong khuôn viên này chỉ có một người sống là Triệu Bân. Bầu trời đêm sâu thẳm, những đốm sao nhỏ như hạt bụi. Đại bằng sải cánh bay cao, trao liệng trên bầu trời, còn Triệu Bân cưỡi trên lưng nó, cuối cùng cũng đã đạt được ước mong bay lên trời rồi. Hắn hưởng thụ cảm giác đứng trên cao nhìn xuống, lớn ngần này tuổi, đây là lần đầu Triệu Bân đứng trên cao như vậy để ngắm nhìn sông núi Đại Xuyên, ngắm nhìn hết núi đồi thung lũng, thảo nguyên xanh biếc, mở rộng tầm mắt rất nhiều. Cúc cúc, chim đại bằng liên tục lượn vòng, suốt đoạn đường không ngừng kêu, âm thanh có chút khàn khàn. Bởi vì Niết Bàn lột xác đến cả những khó khăn biến cố, tới khi Triệu Bân thông linh với nó, tu vi cạn kiệt, mất hết ký ức, mà nó lại cảm thấy rất thân thiết khi vừa nhìn thấy Triệu Bân. Hai bên tâm linh tương thông, Triệu Bân thoải mái, nó vui vẻ. Thú vị lắm. Nguyệt thần suýt xoa, bất giác đưa tay lên. Triệu Bân gặp không ít chuyện kỳ lạ trên đời. Đến bây giờ cô ta đang cảm thán vì khả năng thông linh của hắn. Không tồi. Triệu Bân mỉm cười, ngồi trên lưng đại bằng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, như một người lớn xoa đầu con nhỏ, có phần cưng chiều. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn con chim này mà xem. Rồi sẽ có một ngày, chú chim xấu xí sẽ cất cánh bay cao tận 9 tầng mây. Khi ấy mới đúng là náo động thiên cung. Đột nhiên. Một trận gió to thổi tới từ phía sau khiến Triệu Bân phải quay đầu lại, hắn trông thấy một đám mây nhuốm màu máu, nói đúng hơn đó là một con chim lớn có lông đỏ màu máu, có lẽ là đại bằng thuộc dòng huyết điêu, toàn thân nhuốm màu đỏ, to cỡ 4, 5 thước. So với huyết điêu, con đại bằng mà hắn đang cưỡi chỉ là một con gà con thôi. Bù! Huyết điêu lướt nhanh như cơn gió, trong nháy mắt đã đến bên này rồi nó dần thả chậm tốc độ. Trên lưng nó còn có người đang đứng. Là một thanh niên áo trắng, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp phi giới tính. Có thể ngửi thấy được chút mùi của son phấn từ trên người tên này, cộng thêm đôi mắt phượng nữa, mới nhìn vào còn tưởng rằng hắn ta là nữ. Lúc này, huyệt điêu liếc đại bằng một cái, đầy khinh thường, hơn nữa ánh mắt hung dữ vô cùng, trông là biết không phải thứ lành tính. Rõ ràng chỉ là một vật để cưỡi nhưng toàn thân nó lại tỏa ra sát khí và mùi máu tanh đáng sợ khiến người khác cảm thấy nó là một con ác quỷ khát máu. Huyết điêu nhìn đại bằng, thanh niên nhìn Triệu Bân cũng tràn đầy khinh thường, tên đó cười giễu. Thấy Triệu Bân vuốt ve đại bằng, hắn ta lại càng tỏ vẻ coi khinh hơn. Chỉ một con chim xấu xí thôi mà còn tỏ vẻ cưng chiều vậy, xem nó như bảo vật nữa, rõ ràng là một tên nhà quê, một tên chủ nhân vô dụng. Con thú cưỡi phế thải, đúng là một đôi trời sinh. Đây là đại bằng của ta. Triệu Bân chưa lên tiếng, vẫn còn vuốt ve nó, phải thiết lập mối quan hệ thật tốt, đợi khi nào đó đại bằng khôi phục ký ức thì sẽ dễ làm quen hơn, bồi dưỡng tình cảm mà. Nét mặt đại bằng có chút sợ hãi, kinh hãi vì ánh mắt tràn đầy ác ý của huyết điêu. Dù sao, hiện giờ nó không có ký ức, không có huyết mạch,
bất kể một vật cưỡi nào có chút tu vi đều sẽ khiến nó cảm thấy sợ hãi. Người thanh niên thu ánh mắt lại, huyết điêu tăng tốc, có lẽ là được lệnh hoặc nói thẳng ra là cố ý. Khi nó đập đôi cánh, sức mạnh vô cùng lớn tạo thành một cơn gió, thổi đến mức đại bằng không giữ được thăng bằng, cũng khiến Triệu Bân ngã xuống. Ngươi được lắm. Triệu Bân mắng thầm, nếu không phải vì huyết điêu bay nhanh, đại bằng đuổi không kịp thì chắc chắn hắn đã đánh đối phương lộn nhào trên không rồi, cho ngươi tức chết. Không đuổi kịp cũng chẳng sao. Không lâu sau, huyết điêu lại bay vòng ngược lại, đứng cách xa một đoạn cũng có thể nhìn thấy được đôi mắt hung ác, bên trong lóe lên sự ngang ngược và khát máu của nó. Hơn nữa, nó lao thẳng tới chỗ Triệu Bân, hai tia máu bắn ra từ mắt nó. Tình cảnh rất rõ ràng, giết người cướp của. Tên nhóc được lắm. Triệu Bân đứng dậy, còn đại bằng cố gắng né tránh tia máu, lao về một phía bỏ chạy. Ngươi, đừng hòng chạy. Chàng trai mặc đồ trắng cười khỉnh, nhàn nhã đứng trên lưng huyết điêu, phe phẩy chiếc quạt trông rất phong độ. Hắn ta lười ra tay để đối phó với một tên võ tu thuộc cảnh giới chân linh và một con chim thấp kém trông khó coi, huyết điêu của hắn ta có thể xử gọn được cả hai. Thú thật thì không phải hắn ta muốn giết người mà huyết điêu của hắn ta đang đói, muốn tìm đồ ăn, hơn nữa nó không thích ăn đồ không tươi, chỉ thích loài chim bay với thịt người. Bao nhiêu năm qua, nó đều được nuôi lớn theo cách này, nếu không huyết điêu cũng chẳng có được mùi máu tanh và sát khí nồng đến vậy. Vèo. Huyết điêu bay nhanh như chớp, lại bắn ra tia máu. Cúc cúc. Đại bằng rất thông minh, nó nhanh chóng đập cánh, lại lần nữa tránh né tia máu bắn tới, tốc độ đã nhanh hơn trước. Vèo, vèo. Hai con chim lớn lượn vòng trên không, bên đuổi, bên chạy. Nhìn từ dưới lên sẽ chỉ thấy hai đám mây màu máu và màu đen đang vần nhau. Thú vị. Chàng thanh niên mặc đồ trắng cười nham hiểm, khóe miệng nhếch lên. Dứt lời. Huyết điêu sải cánh bay lên, cao hơn cả đại bằng, nếu mà lao xuống từ độ cao đó là có thể dùng một vuốt xé nát con chim bẩn thiêu kia. Chi sự người không tới. Triệu Bân hừ nhẹ, một tay bấm, miệng niệm pháp quyết, thanh kiếm từ tiêu rát ở eo lao ra như một tia sáng đen. Nếu như đánh chúng thì chắc chắn thanh kiếm sẽ xuyên thủng bụng của huyết điêu. Hắn không tấn công thanh niên mặc để trắng, đánh vật cười của hắn ta là được, ngã chết người luôn. Thuật ngự kiếm, thanh niên chau mày. Dễ dàng là hắn ta cũng rất bất ngờ. Bay cao quá cũng chưa chắc đã tốt, đối phương biết thuật ngự kiếm, vậy thì hắn ta và huyết điều chẳng phải thành cái bia ngắm bắn sao. Vèo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyết điều phản ứng khá nhanh, dễ dàng tránh thoát được, tia máu liên tục phóng ra, thanh niên cũng kéo cung tên ngắm bắn vào Triệu Bân và đại bằng. Keng. Triệu Bân ngự kiếm, tấn công bằng tử tiêu. Phòng thủ đỡ đòn bằng kiếm Long Uyên, đánh vỡ từng huyết mang của huyết điêu, cũng chém trúng mũi tên của thanh niên áo trắng. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, một trận không chiến trên trời cao, hai người, hai chim công kích lẫn nhau tạo ra từng tia lửa. Triệu Bân khá là tức giận, lần đầu được bay mà đã gặp phải một kẻ giết người cướp của, không bực mới lạ. Quát, quát, đại bằng kêu lên không ngừng, nó cũng rất kích động, tâm linh của nó tương thông với Triệu Bân. Triệu Bân tức giận, nó cũng tức giận. Huyết điêu đó cũng giận dữ, ánh mắt càng thêm cuồng bạo, sát khí càng trở nên nồng đậm hơn, tốc độ tu vi đều nghiền ép không đè nén xuống được. Ta muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, thanh niên hừ một tiếng, lại kéo cung lắp tên vào. Cong! Triệu Bân nhanh chóng vung phi đao ra, mỗi một cán dao đều đính thêm một bùa nổ. Huyết điêu tỏ vẻ khinh thường, nó không thèm nhìn cũng có thể dễ dàng tránh thoát đòn tấn công này. Dù có thể đâm chúng thì nó cũng không bị thương, nó có khả năng chịu trận rất giỏi. Thế nhưng đến lúc nhìn thấy bùa nổ trên phi đao, hai mắt nó đột nhiên trợn to, mà người thanh niên kia cũng biến sắc. Mẹ kiếp, tên đó cũng có chiêu này nữa à? Bùa nổ đâu ra nhiều thế? Cái này không quan trọng. Quan trọng là từng lá bùa nổ đã nổ tung, huyết điêu vốn dĩ đang lao xuống dưới bỗng bị nổ bay lên trời, máu văng ra tung tóe. Nó đúng là có khả năng chịu đánh tốt thật. Bị nổ như thế mà nó lại không chết, chỉ bị gãy cánh, máu văng ra như mưa. Chỉ còn lại một cánh nên bay không vững nữa khiến nó loạng choạng. Thanh niên đó cũng không khá hơn là bao, mặc dù huyết điêu bị uy lực của bùa nổ nhưng cũng bị ảnh hưởng đôi chút, suýt nữa bị nổ tung. Áo trắng như tuyết giờ đã bị nhuộm đỏ toàn bộ, có máu của huyết điêu, cũng có máu của hắn ta, người và vật cưỡi đều bị bùa nổ làm cho ngơ ngác ngẩn ngơ.
Đi, đi mau. Thanh niên hừ một tiếng, tay trái bụng cánh tay phải, điên cuồng hét lên. Hắn ta đã xem thường Triệu Bân, bị đánh không kịp trở tay. Với cái thân tàn của huyết điều bây giờ, nếu còn chiến đấu trên không nữa thì đó mới là bia đỡ đạn thật. Đi. Triệu Bân cười khẩy, sau đó đuổi theo sát sao, đại bằng cũng rất phối hợp với hắn. Huyết điều chỉ còn lại một cánh nên chẳng những bay không vững mà tốc độ còn giảm xuống cả ngàn trượng. Đã vậy rồi mà đại bằng không đuổi kịp nữa thì đúng thật là vô dụng. Triệu Bân hai tay cầm hai thanh kiếm đuổi theo đánh, không thèm nhìn đến thanh niên áo trắng mà chỉ lo đánh vật cưỡi của hắn ta. Trên đất liền, đánh người trước đánh ngựa sau, còn đây là trên không nên ngược lại, muốn đánh người thì phải đập chim trước. Với độ cao này, nếu có ngã xuống thì dù là cảnh giới huyền dương, kẻ đó cũng chỉ còn kết cục thịt nát xương tan. Ngươi muốn đánh ta đến chết mới thôi phải không? Thanh niên hét lớn, tức giận đến đau ruột đau gan, từ ngày có huyết điêu, hắn ta chưa từng thua cuộc khi đánh nhau trên không. Hôm nay là lần đầu tiên vật vã như vậy, đường đường là chân linh đỉnh cao thế mà lại bị một chân linh tầng 2 đuổi đánh. Thế giữ ngươi lại ăn Tết à? Triệu Bân lớn tiếng nói, điều khiển kiếm bay đến rạch một nhát trên người huyết điêu. Phụt, phụt. Cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu, huyết điêu chạy trốn, đại bằng đuổi theo, Triệu Bân khống chế từng kiếm rồi từng kiếm đánh về phía huyết điêu khiến nó kêu thảm thiết liên tục, một vật cưỡi khá có thực lực đã trở thành một con chim tắm máu. Chết tiệt! Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận nhưng hắn ta lại không thông thạo kỹ năng ngự kiếm nên khó mà tấn công từ xa. Hơn nữa huyết điêu đã rất thê thảm rồi, nó bị thương khắp thân, từ trước đến giờ hắn ta chưa ăn thiệt như vậy. Keng! Tiếng kiếm vang lên chói tai, Tử Tiêu lại lao đến, thân kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo đâm trúng vào huyết điêu. A! À, huyết điêu có thể nói tiếng người, nó thảm thiết kêu lên, không thể chống đỡ được nữa mà rơi từ trên cao xuống. Nhìn từ xa thì thấy một luồng ánh sáng màu máu vẽ nên một đường cong rất đẹp rồi đâm vào một đỉnh núi. Không bất ngờ huyết điêu đâm sầm vào núi, thịt nát xương tan, còn thanh niên áo trắng chắc hẳn cũng bị tàn phế nửa người. Giết! Triệu Bân hô lên một tiếng đuổi theo sát sao, hắn muốn nhân lúc hắn ta không còn sức thì tấn công hắn ta. Thế nhưng đại bằng bay chưa đến hai ba trượng, vèo một cái đã không còn thấy bóng dáng nữa. Không còn nó nữa thì Triệu Bân lại rơi vào tình thế nan giải, không còn vật cưỡi thì hắn sẽ ngã xuống. Hắn lại quên đại bằng không thể so với yêu thú và linh thú đã được huấn luyện, nó thuộc loài thú thông linh, thời gian thông linh đến thế giới này bị hạn chế, đến lúc nó sẽ phải quay về linh giới. Nhưng hắn may mắn hơn thanh niên, bên dưới là một hồ nước, có rơi xuống đó hắn cũng không toi mạng. Hồ nước đó rất trong và sạch, nước hồ bập bềnh, gợn sóng lăn tăn, quan sát kỹ thì sẽ thấy bên bờ hồ có mấy bộ yếm áo màu sắc sặc sỡ của phụ nữ được xếp gọn gàng. Không cần nói cũng biết có người đang tắm ở đó. Tất nhiên Triệu Bân như thiên thạch từ trên trời rơi xuống không biết những cái này. Ngay lúc hắn rơi vào hồ, mặt nước gợn sóng có một người ngoi lên từ trong hồ. Là một người phụ nữ, mái tóc ướt đẫm. Thế này cũng khá trùng hợp, người phụ nữ vừa ngoi lên không biết chuyện gì thì lại bị Triệu Bân nện trúng, bọt nước văng tung tóe, bắn lên cao, còn phát ra âm thanh lảnh lót. Nguyệt thần thổn thức líu lưỡi không thôi. Có vô vàn sự trùng hợp. Thiếu gia nhà họ Triệu lại chiếm một nửa sự trùng hợp đó. Cũng lạ thật, sao tên võ tu này đi đâu cũng gặp phải mệnh đào hoa thế nhỉ? Phụt! Trong phút chốc, Triệu Bân là người ngoi lên mặt nước trước. Sau đó chính là cô gái kia. Bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Ta giết chết ngươi. Rừng núi yên tĩnh trong đêm trăng bỗng vang lên một âm thanh chói tai. Là người con gái đó. Tranh thủ có ánh trăng sáng nên cô ta chạy tới hồ này tắm rửa, đang thoải mái hưởng thụ thì bị nện vào người. Cần ngắm chuẩn đến vậy không, là nữ còn đỡ, đằng này lại là nam. Ta không nhìn thấy gì hết. Triệu Bân rời khỏi hồ nước, chạy thục mạng, vừa lăn vừa bò. Ông trời làm chứng, đây thực sự chỉ là ngoài ý muốn thôi, trời mới biết trong hồ có người đang tắm, hơn nữa còn là con gái. Đi đâu? Đằng sau, một người con gái mặc đồ đỏ, tay cầm kiếm đuổi sát theo, mái tóc dài vẫn còn ướt đẫm, quần áo dính sát vào cơ thể tôn lên dáng người thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp, hai gò má xinh xắn ửng hồng. Đôi mắt lanh lợi bắn ra những tia lửa. Cô ta không quan tâm là có trùng hợp hay không, người nhìn thấy cơ thể cô ta nhất định phải chết. Ta không nhìn thấy gì hết. Phía trước,
Triệu Bân chạy trối chết, không dám quay đầu lại, trong lòng chột dạ, cũng sợ tu vi của người con gái kia. Cô ta không phải người thuộc cảnh giới chân linh, đây là cảnh giới huyền dương hàng thật giá thật, tuy chỉ là tầng một nhưng hắn cũng chẳng thể địch lại, chỉ một trường cũng đủ giết chết hắn. Đứng lại! Triệu Bân không nói còn đỡ, hắn nói ra rồi, người con gái kia càng đuổi nhanh hơn, vừa đuổi vừa đánh, kiếm khí phóng ra chặt gãy không biết bao nhiêu cây cổ thụ. Dầm, bình, dầm. Rừng núi yên tĩnh bởi vì sự xuất hiện của hai người mà trở nên náo động, khiến yêu thú gầm rú, chim chóc bay tán loạn. Chạy, chạy đi đâu? Người con gái lướt nhanh như gió, cố gắng đuổi kịp Triệu Bân, kiếm khí đỏ thẫm sắc bén chém đứt đôi tảng đá to đùng một cách dễ dàng. Triệu Bân suýt chút nữa bị chém trúng mặt, đằng sau sống lưng có thêm một vết thương do bị gợn sóng dư âm lan tới. Ta thực sự không thấy gì. Còn chối, để cái mạng chó của ngươi lại. Có gì cứ từ từ nói. Triệu Bân chật vật bỏ chạy, vẫn cứ vừa lăn vừa bò mà trốn, nhờ bước phong thần mà hắn né được nhát kiếm trong hiểm nguy, sau đó, hắn dán lên chân mình lá bùa tốc hành. Vèo! Người đâu rồi? Nếu như có sự trợ giúp từ bên ngoài thì sẽ chạy được nhanh thôi. Như người này, vèo một cái đã không thấy tăm hơi, tốc độ của bùa chú có tác dụng rất lớn, hắn bỏ xa người con gái kia cả đoạn dài. Được lắm, bùa tốc hành à! Người con gái hừ nhẹ một tiếng, phất tay, trong tay cũng xuất hiện một lá bùa là bùa tốc hành. Vèo, vèo. Đột nhiên, một bóng người bỗng biến thành hai, người trước, kẻ sau băng qua rừng rậm. Rầm, rắc, bùm. Có tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, là do người con gái áo đỏ không quen dùng bùa chú nên trong lúc đuổi theo đã đâm gãy bao nhiêu cây cối, cũng đâm phải rất nhiều tảng đá. Dáng vẻ nhanh nhẹn ban đầu bỗng trở nên vô cùng thảm hại. So với cô ta, Triệu Bân đỡ hơn nhiều. Hắn dùng bùa tốc hành rất thuần thục, đúng là rất biết tận dụng, chưa thấy hắn đâm phải cây cối hay tảng đá nào, gặp phải chướng ngại thì đều khéo léo né được. Càng như vậy, người con gái càng bực mình. Tuy tức giận nhưng cô ta cũng không khỏi kinh ngạc. Trong ký ức của cô ta, chắc chắn Triệu Bân là người đầu tiên có thể dùng bùa tốc hành thuần thục đến vậy. Điều khiến cô ta ngạc nhiên hơn chính là Triệu Bân có không ít bùa tốc hành, cả quãng đường trăm dặm. Hắn đã đổi không dưới 3 lần bùa chú rồi. Còn cô ta chỉ có một tấm bùa, đã hết hiệu lực nên giờ chỉ có thể dựa vào tốc độ của bản thân. May là chuẩn bị từ sớm. Triệu Bân ho khan một tiếng, vẩy tay một cái lại xuất hiện thêm một tấm bùa tốc hành, chạy vào sơn cốc. Vèo! Người con gái áo đỏ đuổi tới nơi nhưng chỉ đành bất lực, không còn thấy được bóng dáng của hắn đâu. Có trời mới biết được Triệu Bân chạy đi đâu. A! À, người con gái tức giận. Điên cuồng dậm chân, đuổi giết cả một ngày nhưng chẳng tóm được tên nhóc cảnh giới chân linh đó, không phải vì tốc độ chạy chậm mà là không có nhiều bùa tốc hành bằng tên nhóc đó. Đừng để ta thấy ngươi thêm lần nữa. Dưới ánh trăng, người con gái áo đỏ lạnh lùng uy hiếp. Không rõ đôi má ửng hồng là vì tức giận hay xấu hổ. Nửa đêm, Triệu Bân từ trong lòng đất ló đầu ra, ngó nghiêng quan sát một hồi, không thấy ai thì mới nhảy ra ngoài, khuôn mặt ngượng ngùng. Dưới ánh trăng, hắn lại chạy bạt mạng về, đã thoát khỏi sự đuổi giết, hắn phải quay lại xử lý chàng thanh niên áo trắng. Khi quay lại mảnh rừng đó, Triệu Bân chỉ trông thấy huyết điêu bị đụng đến máu me be bét, nhưng không thấy chàng trai kia đâu. Ngươi chạy không được đâu. Triệu Bân lạnh lùng hừ một tiếng, lần theo dấu máu, không nhìn thấy cũng biết tên nhóc đó thương không nhẹ. Sự thật đúng như thế. Hắn tìm thấy chàng trai kia ở bên ngoài rừng. Hắn ta đang ngồi trên một tảng đá để trị thương, sắc mặt tái nhợt. Chắc hắn ta đang chữa nội thương, khóe miệng chảy máu không ngừng, toàn thân cũng nhếch nhác vô cùng. Đáng chết! Đến nông nỗi này rồi mà hắn ta vẫn còn lòng dạ mắng người, cũng không rõ là đang mắng Triệu Bân hay mắng huyết điêu của hắn ta. Lần này đúng là thê thảm vô cùng, lúc trước hắn ta nhờ vào vật cưỡi mà lên mặt, hôm nay lại bị huyết điêu hại thảm. Nếu không phải vì nó muốn ăn thịt Triệu Bân và con chim xấu xí kia thì sao hắn ta lại rơi vào tình cảnh thảm hại như này? Vật cưỡi chết rồi. Thì không nói, đằng này còn khiến hắn ta thương tích đầy mình, cắn ngược chủ nhân. Huyết điêu của hắn ta đúng là một thứ tốt. Ai, không biết từ lúc nào, hắn ta bỗng đứng phát dậy, có lẽ do bị thương nặng nên không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống tầng đá lớn, sau đó hắn ta ho ra máu. Người nói xem, Triệu Bân cầm kiếm. Đi từ trong bóng tối ra, ngươi, thấy vậy, chàng trai lập tức lại, nếu là lúc trước,
hắn ta chắc chắn không sự một tên cảnh giới chân linh tầng 2, nhưng lúc này hắn ta không có chút sức lực nào, thương đến thừa sống thiếu chết, chiến lạc tụt giảm nghiêm trọng. Nói thẳng ra là không còn chút sức mạnh nào. Ta là đệ tử đường môn. Chàng trai mặc đồ trắng quát lớn, còn chưa ngốc, trong lúc cấp bách còn biết dựa hơi. Triệu Bân không nói gì, từ từ bước tới. Đường môn à, hắn cũng từng nghe qua, là một môn phái truyền thừa lâu đời. Đồn rằng, ở thời chiến quốc, khi đó còn là một vương triều nhỏ, vì chiến loạn mới bị diệt vong, sau đó ẩn giật trong dân gian và trở thành đại tộc lánh đời. Người trong tộc rất ít khi hành tẩu trên giang hồ, nếu người thường có bắt gặp cũng sẽ tránh xa, bởi vì bọn họ đều thiên về dùng ám khí, khó lòng phòng bị, chỉ một phút lơ là sẽ lập tức bị ám sát. Có điều, muốn dùng cái này để dọa hắn thì còn lâu mới có tác dụng. Trong núi sâu rừng thẳm này, chuyện giết người cướp của rất bình thường, hắn không nói cũng chẳng ai biết. Bù! Đang chạy, hắn chợt nghe thấy một âm thanh, sau đó một cục sắt to bằng quả bóng bay tới từ chỗ chàng trai mặc đồ trắng, nổ tung giữa không trung, một loạt kim châm bắn ra, đúng là dân chuyên dùng ám khí, còn đánh lén để ra oai phủ đầu. Ánh sáng u ám phát ra từ mũi châm là biết chắc chắn có tầm độc. Triệu Bân mặc kệ, cả người chui xuống lòng đất. Độn thổ, chàng thanh niên mặc đồ trắng biến sắc. Đúng rồi. Triệu Bân nói tỉnh bơ, thoát được đống phi châm, hắn lại từ lòng đất chui ra, đột nhiên lấy ra thanh kiếm, Long Uyên phát ra tiếng rồng ngâm lăng không bổ xuống, sau đó kiếm tử tiêu phi tới, tấn công thẳng vào ấn đường chàng trai trẻ. Đáng chết! Chàng trai trẻ rút kiếm, chém bay Long Uyên, tránh được tử tiêu nhưng vẫn chưa kịp đứng vững. Triệu Bân đã lao tới, tung uy long trưởng bá, mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực hắn ta. Hự! Chàng trai trẻ phun ra máu, lộn ngược người ra sau. Vèo! Triệu Bân càng nhanh hơn, túm lấy cánh tay hắn ta, sau đó nện hắn ta vào một tảng đá. Bịch! Hự! Tảng đá vỡ toác, chàng trai trẻ hộc máu mồm, phun ra rất cao. Toàn bộ xương cốt bị đập gần như gãy vụn, bị đánh cho tàn phế ngay tại chỗ, dù đứng dậy thôi cũng không thể. Hắn ta muốn mở miệng nhưng miệng vẫn cứ chảy máu không ngừng, chỉ biết dương mắt nhìn chăm chăm vào Triệu Bân. Trong mắt hắn ta, Triệu Bân không phải người bình thường mà là một thần chết. Lên đường bình an. Triệu Bân bình thản nói, cầm kiếm chém xuống. Không, không, không. Chàng trai trẻ sợ hãi, đứng trước sự sống chết mới biết thế nào là hối hận, một lần sảy chân ôm hận ngàn đời. Cứ ngoan ngoãn mà rời đi, sao cứ phải quay lại tìm chút kích thích chứ, cướp của không thành lại còn bị giết ngược. Hự, máu chảy lênh láng, chàng trai trẻ bỏ mạng tại chỗ. Triệu Bân thu kiếm. Giờ là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm rồi, ai lành nghề mà gặp chuyện này thì sẽ lấy đi hết, không hề khách khí. Chàng trai trẻ này đúng là người đường môn. Trong túi, Triệu Bân thấy đúng là có nhiều ám khí, cục sắt giống như ban nãy vẫn còn mấy quả nữa. Ngoài ra, khói mê, thuốc mê, đủ các loại ám khí khác. Chỉ tiếc là, người mà chàng trai trẻ gặp là hắn, bao nhiêu ám khí như vậy vẫn chưa kịp dùng thì đã bị cướp mất, chết cũng rất uất ức. Về nhà. Sau khi thu sạch chiến lợi phẩm, hắn phi tang thi thể, phủi mông rời khỏi rừng, trở về thành Vong Cổ. Sáng sớm. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi. Hôm nay, trên đường có không ít người, nhiều người mặc áo choàng đen cưỡi ngựa phi nước đại. Triệu Bân cũng là một trong số đó. Hắn nhìn thấy thiếu thành chủ của thành Thương Lang Hán Triều, không mặc áo choàng đen để hù người. Nhìn mỗi thú cưỡi của hắn ta cũng đủ khiến người khác sợ hãi, nó là loại thú có dáng hình thuộc loài sói, đã được thuần hóa để trở thành thú cưỡi. Tốc độ của nó nhanh hơn ngựa rất nhiều. Ngoài hắn ta còn có mười mấy lão già thuộc cảnh giới huyền dương mặc đồng phục, có lẽ là vệ sĩ. Bọn chúng vô cùng kiêu ngạo, cứ thế ngang nhiên xông thẳng, không biết bao nhiêu người gặp nạn chỉ dám tức trong lòng chứ không dám lên tiếng, dường như biết hắn ta là ai. Thiếu thành chủ một thành, đừng nói là cảnh giới huyền dương, cho dù là cảnh giới địa tạng thì cũng không dám chọc vào. Cha của hắn ta có quân đội, một người có mạnh đến mấy thì cũng địch không lại nổi cả một đội quân. Cho dù người thuộc cấp cao nhất của cảnh giới địa tạng thì cũng phải suy xét cẩn thận. Phong thái thực sự rất chói mắt. Triệu Bân khịt mũi, liếc nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên trời. Trên không có rất nhiều loại chim, bồ câu, đại bàng, ưng ngỗng đều là những linh thú được thuần phục, đủ giống loài kỳ lạ, trên lưng mỗi một con đều có một người đứng. Thú cưỡi trên trời, dưới đất đều có một mục tiêu chung chính là đi về phía thành Vong Cổ,
nói một cách chính xác hơn là tất cả đều tới tham gia buổi đấu giá ở thành Vong Cổ. Triệu Bân đã sớm đoán được chuyện này. Buổi đấu giá của thành Vong Cổ được tổ chức 3 năm một lần. Mọi người gần xa đều nghe đồn là bên phía tổ chức buổi đấu giá có liên quan đến hoàng tộc, những vật phẩm được bán ra, cho dù là đan dược hay bí kíp võ công thì đều là những món đồ phi phàm, nếu không cũng sẽ không có nhiều người từ tứ phương tám hướng kéo tới. Chàng trai trẻ mặc áo trắng hắn Trừ Khử lúc trước có lẽ cũng tới để góp vui, tiếc là giữa đường bị Triệu Bân tiễn xuống suối vàng rồi, số tiền 300 ngàn lượng cũng chui vào túi của hắn. Cuộc đấu giá lần này có Tam Vân Ngân Đan thật sao? Tin tức nội bộ, chắc chắn không sai. Lão Phu sống nửa đời người rồi nhưng chưa bao giờ thấy Tam Vân Đan người đi trên đường không ít. Bàn tán sôi nổi, túm năm tụm ba nói chuyện. Tam Vân Đan, Triệu Bân thì thầm, không khỏi suýt xoa, bên đấu giá đúng là rất đi khoát, chẳng trách khiến nhiều người kéo tới như vậy. Nếu thực sự có liên quan đến hoàng tộc vậy thì việc này cũng dễ hiểu, người luyện đan chắc là người của Thiên Tông hoặc là hoàng tộc. Những lán đấu giá như này được tổ chức hầu như để thu tiến, chuẩn bị cho quân nhu. Mảnh đất này không phải chi của riêng Triều Long của Đại Hạ, bốn bể đều có những vương triều mạnh khác. Quanh năm suốt tháng chinh chiến cũng rất tốn tài lực. Thành Vong Cổ hôm nay náo nhiệt hơn bình thường, nói cách khác là cửa thành rất náo nhiệt, vì có người đánh nhau ở đây. Lúc Triệu Bân đến thì cửa thành đã tụ tập đầy người, đến cả trên tường thành cũng có bóng người. Nhìn hai người đánh nhau thì là một thanh niên đồ trắng cùng một thanh niên đồ đen. Là hắn ta. Triệu Bân trừng mắt nhìn, nhận ra người mặc đồ trắng, chính là thanh niên Lôi Thôi đã dùng bùa tốc hành để đuổi theo hắn lần trước và không cẩn thận mà đụng vào đá đấy mà. Hôm nay ăn mặc nhìn cũng đoan chính, ít nhất không dơ giấy như trước, lại không có men say. Khí chất phóng đãng vốn có đó, trong lúc chiến đấu, tỏa ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thân pháp cũng huyền ảo, phiêu giật như gió. Bí thuật sử dụng cũng là thứ hắn chưa bao giờ thấy, phối hợp với huyết mạch đặc thù thì càng đêm bá đạo. Không nhìn thanh niên Lôi Thôi nữa, hắn đánh mắt sang bên thanh niên đồ đen, xét về tu vi, khí uẩn, huyết thống, cũng không hề kém thanh niên Lôi Thôi. Hai người đấu không phân cao thấp, ánh mắt người vây xem cũng sáng rỡ, tiếng hò hét vô cùng sôi động. Con cháu nhà ai đây, sao ta chưa bao giờ thấy nhỉ, người đến sau hiếu kỳ tò mò, lại như thăm dò. Đồ Nông Cạn, có ông già vuốt râu, chỉ hai người đang chiến đấu và nói, người mặc đồ trắng chính là thiếu chủ tộc Thiên Dương, tên Lâm Tà, còn người mặc đồ đen lại là thiếu chủ tộc Hắc Viêm, Doãn Hồn. Hai người này cứ gặp mặt là đánh nhau tơi bời, mọi người thổn thức, hai gia tộc có ân oán, đi đến đâu đánh đến đó. Nghe nói hai tộc này đến thành Vong Cổ cũng không phải để tham gia đấu giá, mà là cầu hôn. Cầu hôn? Đại tiểu thư Liễu gia ấy? Người biết rõ tình hình nói, thể thiên linh ngàn năm khó gặp, lại còn là đệ tử Thiên Tông, lại chẳng quý quá đi chứ. Tộc lớn nào có con em trẻ tuổi thì đều đến đây, bên ngoài là đấu giá, thật ra lại là cầu hôn. Lão Phu nghĩ là sẽ xứng đôi với Lâm Tà hơn, Thiên Dương với Thiên Linh đúng là trời đất tác thành. Dù là ai đi nữa thì cũng sẽ khiến Liễu Thương không vui đến nở hoa, mặt mũi lần này khéo lại kéo lên tận trời ấy. Tiếng nghị luận rất nhiều. Người này người kia bàn luận, cuộc chiến đấu khí thế hừng hực, người xem cũng trò chuyện ngất trời. Triệu Bân không nói gì, là quần chúng mà cũng là người nghe ngóng, chẳng tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt. So với Liễu Như Nguyệt, hắn thấy hứng thú với Lâm Tà và Doãn Hồn hơn kìa. Cả hai kẻ kia đều có huyết thống đặc biệt, cũng không phải cảnh giới chân linh tầng 8 bình thường. Nếu là cứng đối cứng, không dùng đến bùa nổ thì hắn rất khó thắng. Huống hồ hiện giờ hắn chỉ còn một cánh tay. Ngọa hổ tàng long. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn tứ phía. Đúng là có rất nhiều người trẻ tuổi, hắn thấy thiếu chủ thành Thương Lang là Hán Triều cùng thiếu chủ thành Xích Dương là Vũ Văn Hạo, hơi thở mịt mờ hơn cả Lâm Tà và Doãn Hồn. Cũng có nhiều người hơn phân nửa đến là để cầu hôn, rảnh rỗi đến xem trò vui này. Có mấy kẻ không an phận còn muốn lên thử thách xem thế nào. Ngoài bọn họ ra thì còn Bạch Nhật Mộng. Cô nhóc này vẫn tham tiền như cũ, người ta đến để xem đại chiến. Còn cô nhóc thì cầm túi tiền đếm bạc. Triệu Bân hiểu được, nhóc ham tiền mới là kẻ ác thật sự. Gì mà Lâm Tà hay Doãn Hồn, chả ai là đối thủ của cô nhóc hết. Trời sinh đã mạnh mẽ, lại có sức mạnh bá đạo. Trong cảnh giới chân linh thì chẳng có mấy ai đỡ được nắm đấm mập mạp của cô nhóc. Bên cạnh Bạch Nhật Mộng còn có một người mập mạp béo ú lại còn đen thui, à, là Ngưu Anh chứ ai.
Tên mập đó lại chăm chú cực kỳ, đúng là một quần chúng trung thực. Cái thằng nhóc này ăn gì mà đen thế không biết. Không ít người nhìn hắn ta với ánh mắt kỳ quái. Mấy người già mà, ánh mắt cũng thâm thúy hơn nhiều. Đen như vậy cũng không phải do phơi nắng, chắc chắn là có huyết thống đặc thù, chẳng qua chưa thức tỉnh mà thôi. Tóm lại là ngọa hổ tàng long. Ở điểm này, Tiểu Linh Châu cũng hiện ra đủ loại màu sắc, có không ít cảnh giới huyền dương, cũng không thiếu cảnh giới địa tàng. Một phường trẻ trâu, ầm ĩ hết cả lên. Trong lúc đang xem thì đột nhiên có tiếng nói non nớt vang lên. Quen tai thế nhỉ? Triệu Bân nhìn qua theo phản xạ, lại nhìn xuống theo phản xạ, bên cạnh hắn tự nhiên có thêm một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi gì đó, thân toàn thịt, ôm một hồ lô rượu trong tay, nhìn hài hước vô cùng. Hắn biết người này, chính là thằng nhóc tóc tím hắn gặp ở chợ đêm thành Thương Lang mà. Túi càn khôn là từ chỗ thằng nhóc này mà ra chứ đâu. Đừng thấy nó bé tuổi mà khinh, thực ra lại là một ông già cảnh giới huyền dương đấy. Hắn đã hỏi Nguyệt Thần, hóa ra là dùng đan dược để lưu giữ tuổi trẻ, mà dược lực mạnh quá nên thành ra cải lão hoàn đồng luôn. Cái túi này nhìn sao mà quen thế chứ? Thằng nhóc tóc tím sờ cầm, nhìn túi càn khôn mà Triệu Bân treo ở thắt lưng, lại nhìn Triệu Bân. Thế nhưng Triệu Bân mặc để đen che đi, nên không thấy rõ diện mạo, chỉ biết Triệu Bản có một cánh tay. Nhìn mãi, nó liền nằm sấp xuống. Nói chính xác thì là bị người ta đá một cái cho ngã ra, y hệt một con chó gặm bùn. Đã lùn thì chớ, đừng đứng chỗ đông người hóng hớt chứ. Đấy, ta đạp phải người dối kìa, tiếng tặc lười vang lên. Triệu Bân liếc sang, lại là người quen, chính là lão mập bị hắn giả thành cảnh giới thiên võ và dọa hôm đó chứ ai. Lão mập này là cảnh giới địa tàng đỉnh phong hàng thật giá thật, cũng rất là vinh váo, một cước đá ngã thằng nhóc kia. Cũng chẳng biết là cố ý hay vô tình, nhưng mà lực đá cũng mạnh lắm, như gầy tàn thuốc ấy. Hắn ở gần nhất mà còn nghe được tiếng xương cốt răng rắc kia. Cái lão già khốn nạn này nữa. Thằng nhóc tóc tím hét to, cả người dính đầy bùn đất, nhìn Triệu Bân và đám người xung quanh. Định nhếch miệng nói chuyện thì, con mẹ nó, đau quá. Không chống cự gì cả, nhàm chán. Lão mập bĩu môi, phủi tay bỏ đi, chẳng buồn xem cuộc chiến đấu của bọn trẻ con kia, xuyên qua đoàn người, đi vào thành vong cổ. Nhìn thì có vẻ như muốn tìm kẻ nào để luyện đánh đấy. Trừ cảnh giới thiên võ ra thì ai cũng sẽ thảm thôi. Qua đỡ ta coi. Lúc này, thằng nhóc tóc tím lồm cồm bò dậy, người đầy bụi đất, tay nhỏ nắm lấy đùi Triệu Bân, máu phun ra ổng ộc. Nhìn mặt mũi bầm dập của nó, có trời mới biết là đã bị lão mập đánh bao nhiêu lần rồi. Thế mà vẫn đứng dậy được. Triệu Bân thầm tặc lưỡi, nếu hắn mà bị đạp thì chắc là đã thành đống thịt nát rồi. Phanh! Hắn vừa nói xong thì thằng nhóc tóc tím lại nằm dạp xuống. Vẫn là bị đạp xuống, nhưng nhìn số đo bàn chân thì có lẽ là một cô gái, chân ngọc thể hiện cô gái này cũng xinh đẹp lắm. Này còn ác hơn nữa kìa! Triệu Bân ho khan, lại nhìn sang. Nhìn xong thì hắn suýt nữa muốn bỏ chạy. Không sai, vẫn là người quen. Là cô gái mặc đồ đỏ hôm qua truy sát hắn này. Thế giới này bé quá đi mất, đi đâu cũng gặp. Ôi chao, ở đây có người hả? Cô gái mặc đồ đỏ kinh ngạc, vội vàng giơ chân. Lúc này bốn phía cũng vang lên tiếng ho khan. Đạp thì đạp rồi, lại còn giả ngốc chứ. Bọn ta nhìn thấy tận mắt đấy. Một đạp của cô là xông vào thằng bé chứ ai, ở đây có bao nhiêu người, sao cô nhầm đúng người thế? Đúng là xấu tính từ trong xương tủy. Triệu Bân chưa nói gì, nhưng thần thái đó cũng tỏ rõ là đang phê phán cô gái mặc đồ đỏ này có khuynh hướng bạo lực. Mà chắc chắn là cô ta quen biết thằng nhóc này. Vô vị. Cô gái mặc đồ đỏ bĩu môi, bước ra mấy bước, trước khi đi còn nhìn sang Triệu Bân một cái, cảm giác cứ quen quen thế nào. Tiếc là nhìn không rõ gương mặt của Triệu Bân, sau đó thì cô ta biến mất trong đám người, đi vào thành vong cổ. Xích Hiên, ông đây làm gì cô hả? Thằng nhóc áo tím bỏ dậy lần thứ hai, đỡ lưng khập khiễng đuổi theo. Vừa lau máu mũi vừa mắng chửi rất to. Lão mập đạp ta thì thôi, người ta là cảnh giới địa tàng đỉnh phong, ta đánh không lại, nhưng cô với ta cùng cấp, sao cô lại đạp ta chứ, chỉ vì ông đây thấp thôi à? Chứ còn sao nữa? Người xung quanh đều thấm thía nghĩ vậy, cũng may có ví dụ trước mắt, nếu không bọn ta cũng đã đạp phải ngươi rồi đấy. Lão mập nói không sao, cao có từng này thì cũng đừng đến chỗ đông người hóng chuyện chứ, không cẩn thận sẽ bị đạp ngay. Xích Hiên, tên hay thật.
Triệu Bân lẩm bẩm, không khỏi nhớ lại chuyện hôm qua. Cảnh tượng rơi xuống nước lúc ấy vẫn phê lắm, cái gì mà không nhìn thấy gì chứ, đến quỷ cũng không thèm tin. Nhưng hắn không cố ý thật mà. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngươi nhìn cái gì hả? Ta nhìn ngươi đó, làm sao, không phục thì đánh nhau đi. Hừ, trước cổng thành vẫn khá là náo nhiệt, đông người, tiếng mắng chửi cũng đông, chủ yếu là nhiều người đến đấu giá và cầu hôn quá, cũng có cả những kẻ có thù với nhau nữa, ví dụ như Lâm Tà và Doãn Hồn, không hợp nhau câu nào là đánh nhau luôn. Bùm, bốp, bùm. Cùng với tiếng chửi rủa thì người khai chiến cũng càng nhiều, đều là tuổi trẻ ít trải sự đời, ai cũng có đối thủ của mình, chiến đấu với khí thế ngút trời. Từ trên tường thành nhìn xuống thì, ối giời, bên dưới chính là một đám người đánh nhau qua lại mà. Ơ kìa! Nhìn lên tường thành, có không ít người khẽ than, vì nơi ấy xuất hiện thêm một bóng hình xinh đẹp, lạnh nhạt và bình tĩnh như một tiên tử đứng giữa đám mây, vừa trong trẻo lại lạnh lùng cao ngạo. Chính là Liễu Như Nguyệt. Cô ta cũng đứng trên tường thành như bao người, nhưng lại là người bắt mắt nhất, được mọi người chú ý. Cô ta không đến còn tốt, nhưng cô ta xuất hiện lại khiến cho những kẻ đang chiến đấu như được hít thêm thuốc lắc, đánh nhau càng mạnh hơn. Tham gia bán đấu giá là thật, chạy đến cầu hôn cũng là thật, nhưng nữ chính đến rồi thì phải biểu hiện thật tốt chứ. Phải để cho Liễu Như Nguyệt nhìn thấy bọn họ đánh lộn rất giỏi chứ không phải đùa. Ai cũng phát huy sức mạnh, bày hết nội tình. Dầm, bốp. Dầm. Cuộc chiến có dư âm cực lớn, vòng tròn vốn không nhỏ lại được mở rộng từ từ, quần chúng đứng xem cũng dần dần lui lại. Là một cuộc đại chiến, đương nhiên sẽ có người đẫm máu. Mọi người chiến đấu đến là hung mãnh, ai không biết còn tưởng có thủ giết cha đấy. Chậc chậc chậc, người đứng xem tặc lưỡi, đàn ông mà, đúng là một giống loài kỳ quái, chỉ vì tán gái mà ai cũng thành chiến thần hết rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Liễu Như Nguyệt đời này đúng là sống không uổng phí. Có bao nhiêu con cháu tộc lớn đều liều mạng đánh nhau vì cô ta, đúng là quá có thể diện. Sự thật chứng minh, đúng là như vậy. Thiên chi kiêu nữ cao ngạo lạnh lùng kia, lúc này thật sự có chút cảm giác thành tựu, mà cảm giác khi được mọi người chú ý đúng là rất tuyệt vời. Nhóc hám tiền, nhóc thắng được cô ta không? Ngưu Oanh lấy tay chọt Bạch Nhật Mộng. Chắc là được. Nhóc hám tiền vùi đầu trả lời. Chắc là này khiến Ngưu Oanh lộp độp trong lòng. Bạch Nhật Mộng mạnh mẽ, hắn ta biết, nhưng nghe giọng điệu hình như là không quá nắm chắc. Chỉ vậy cũng đủ chứng minh sự mạnh mẽ của Liễu Như Nguyệt rồi. Thể thiên linh ngàn năm khó gặp quả nhiên không phải trò đùa. Lúc này, Triệu Bân đã thu mắt lại, đến và đi vô thanh vô tức. Bụp, binh, bốp. Trước cổng thành náo nhiệt cực kỳ, bóng người mênh mông, càng nhiều thành phần chạy đến hóng chuyện, tiếng la ó đến là ầm ĩ. So sánh với bên ngoài kia, đường lớn trong thành vong cổ trống trải hơn nhiều, vì đa số đã chạy ra ngoài hóng rồi. Triệu Bân chậm rãi đi qua, tuy mới chỉ có mấy ngày, mà lúc quay lại tâm trạng hắn đã thay đổi. Đi mấy vòng quanh quỷ môn quan làm hắn được mài giũa nhiều hơn. Hắn chưa để lộ dung mạo, vẫn mặc đồ đen như cũ, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt bên ngoài. Nhưng ai tinh ý đều nhận ra hắn là một người cụt tay. Chẳng ai quan tâm. Đường này thiếu gì người cụt chân cụt tay cơ chứ? Triệu Bân vừa đi vừa xem đường. Trên đường có rất nhiều vệ binh mang đao, hầu như góc phố nào cũng có, chắc là đang đi tuần tra. Hắn nhìn thấy lão già vong cổ đang chắp tay đi bộ nhìn này nhìn kia, bộ dáng rất nhàn nhã, thỉnh thoảng còn hét lên một tiếng cấm đánh nhau. Triệu Bân cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, lão ta hẳn là do thành chủ thành vong cổ phái ra. Mà đây chỉ là mặt ngoài thôi, chắc có nhiều người ẩn nấp lắm. Mấy ngày này thành vong cổ tổ chức bán đấu giá, người tứ phương đến quá nhiều, đủ các loại con cháu tộc lớn, thân phận không tầm thường mà dây dưa cũng nhiều, không thể để thành vong cổ xảy ra sai sót gì được. Nhiều năm qua đi, cơ bản đều là như vậy, đành chịu thôi, giữa các tộc lớn luôn có nhiều ân oán, một lời không hợp là đánh nhau ngay lập tức. Cho nên thời gian bán đấu giá mới cấm tranh đấu, để không xảy ra thương vong. Còn nếu muốn đánh á, cũng không phải không được. Ra ngoài thành mà đánh kìa, không chết không dừng cũng được, cụt tay cụt chân cũng chẳng sao, chả liên quan gì đến thành vong cổ. Bây giờ bên ngoài thành vong cổ náo nhiệt gần chết, ai cũng biết quy củ, không gây sự trong thành. Chớ nói đến bọn họ, kể cả là cảnh giới địa tàng đỉnh phong thì cũng chẳng dám làm loạn. Thân là thành chủ, Dương Hùng có quyền điều động quân đội,
là thiên quân vạn mã. Cửa hàng binh khí hôm nay vắng tanh vắng ngắt, người mua binh khí đã chạy đi hóng chuyện rồi. Mà đám Dương Đại cùng Võ Nhị chắc cũng đã đi theo, chỉ còn lại Lão Tôn một mình trông quán. Thiếu gia, tay của ngài. Thấy Triệu Bân, Lão Tôn lập tức hoảng hốt đi ra. Triệu Bân có tay phải, nhưng ống tay áo bên trái cũng lại vắng vẻ, liếc mắt là thấy. Không sao đâu. Triệu Bân mỉm cười trấn an, một cánh tay chỉ là tạm thời mà thôi. Nguyệt Thần đã nói, chỉ cần lên đến cảnh giới chân linh tầng 5 thì sẽ có một cánh tay trái còn mạnh mẽ hơn. Hắn tuyệt đối tin tưởng câu này. Lão Tôn không nói nữa, sắc mặt tái nhợt, ông ấy coi Triệu Bân như là cháu trai của mình, sao có thể không đau lòng cho được. Một câu không sao đâu nghe thì đơn giản, nhưng lại chất chứa rất nhiều câu chuyện. Triệu Bân lần này đi lâu, ắt đã gặp kiếp nạn sinh tử nào đó. Không sao mà. Triệu Bân lại mỉm cười, đi vào hậu đường. Lọt vào tầm mắt hắn là một người bị trói gô trên cây ở trong viện. Là ai đây? Đương nhiên là ông già mặc áo vải thô rồi, toàn thân toàn vết chân, mặt mũi thì bầm dập, nhìn liền biết bị ai đó đánh, mà đánh không nhẹ. Nói thật thì từ lúc quen biết với ông lão này, đây là lần đầu tiên Triệu Bân thấy ông ta chật vật đến vậy. Nhìn xuống dưới gốc cây có người đang ngồi, hắn trừng mắt, không phải chính là lão mập kia sao? Hiển nhiên lão ta chính là người đánh ông già mặc áo vải thô tơi bời. Không ngờ lão già này lại tìm người đến luyện tay thật. Có duyên với ông thật đấy. Triệu Bân thầm nghĩ, mới có mấy ngày chứ. Gặp trong núi một lần, trong chợ đen thành Thương Lang một lần, cổng thành một lần, về đến cửa hàng binh khí nhà mình cũng lại gặp phải. Con mẹ nó người bị điên à. Ông già mặc áo vải thô mắng to, sắc mặt đen xì, nước bọt văng tung tóe. Sáng sớm đang ngủ say tự nhiên lại bị người xách ra đánh cho một trận. Xong việc lại còn treo ông ta lên chứ. Từ khi thành danh đến giờ, ông ta chưa bao giờ mất mặt như vậy. Cũng tại ông ta bị hạ cảnh giới tu vi, không còn là địa tàng nữa, cho nên sao đấu nổi địa tàng đỉnh phong. Chư Cát Huyền Đạo, người cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Sau đó, lão mập cười đến là thư thái. Thần thái đó không phải là vui khi thấy người gặp họa bình thường đâu. Nếu lão ta sớm biết cái lão già này bị hạ tu vi thì lão ta đã sớm giết tới rồi. Việc lão ta muốn đánh ông già mặc áo vải thô nào phải mới ngày một ngày hai. Triệu Bân là lúng túng nhất, hắn đang nghĩ mình nên đi qua hay là quay đầu chạy vội đây. Lão mập kia rõ ràng là cái loại không thèm liêm sỉ, nhỡ đâu lại treo hắn lên thì sao? Ngươi, qua đây. Lão mập giơ tay ngoắc Triệu Bân đến. Lão ta đến thành Vong Cổ từ lâu, đã sớm nghe được câu chuyện của Triệu Bân. Ai cũng bảo Triệu Bân là một tên vô dụng, nhưng hôm nay gặp thì nào phải như vậy. Vãn bối Triệu Bân bái kiến tiền bối. Triệu Bân tiến lên, cười khà khà. Đúng là thiên phú dị bẩm. Lão mập đứng dậy, đi quanh Triệu Bân một vòng, thỉnh thoảng còn vươn tay chọt vào cánh tay và đùi của hắn nữa. Gân cốt kỳ diệu, là một hạt giống tu luyện tốt. Nhưng sao lão ta càng nhìn càng thấy quen nhỉ? Nói sao đây, Nhu Kiểu đã gặp ở đâu rồi? Tay trái của ngươi đâu? Chư Cát Huyền Đạo đang bị treo trên cây, cau mày nhìn Triệu Bân. Lúc đi còn bình thường, sao lúc về lại thành kê tàn phế thế này? Lúc đi tìm sư tôn gặp phải sát thủ của La Sinh Môn, Triệu Bân cười đáp, đã sớm nghĩ ra lý do. La Sinh Môn. Lão mập nhíu mày, Chư Cát Huyền Đạo cũng nhíu mày. Tổ chức này bọn họ đã nghe nhiều rồi, tuyệt đối là sự tồn tại đáng sợ. Truyền thừa của họ cũng cổ xưa, chỉ cần tiền là đủ, đừng nói là đồ nhi của hoàng tộc, đến cả hoàng đế đại hạ hoặc trưởng giáo thiên tông còn dám ám sát nữa là. Hàng trăm ngàn năm trôi qua, La Sinh Môn có thể nói là hung danh to lớn, hai lão già nghe xong mà cũng thấy tim đập nhanh hơn. Cũng may sư tôn chạy tới đúng lúc, nếu không cái mạng nhỏ này của ta cũng coi như xong, Triệu Bân ngồi xuống, lại bắt đầu chế độ lừa đảo, ba câu không tách khỏi sư tôn. Sư tôn ngươi cũng đến sao? Chư Cát Huyền Đạo giãy giụa một chút, ông ta đi đi về về cũng chỉ chờ mỗi sư tôn của Triệu Bân. Đi tìm La Sinh Môn tính sổ rồi. Tìm La Sinh Môn tính sổ, lão mập nghe vậy, không khỏi đánh giá Triệu Bân một lượt, sư tôn nhà ngươi là ai đó? Người hoàng tộc, Chư Cát Huyền Đạo đáp lời. Hoàng tộc cơ à? Lão mập nhướng mày, không tin lắm, cứ cảm thấy Chư Cát Huyền Đạo và Triệu Bân kết hợp gạt mình. Lần này đúng là hung hiểm mà, Triệu Bân chậm rãi nói, lúc về đi qua núi, có một cảnh giới địa tàng đỉnh phong đuổi giết ta, suýt thì mất mạng.
cứ nói xạo tiếp đi. Lão mập chẳng tin, một cái cảnh giới chân linh thì sao mà chạy thoát khỏi một cảnh giới địa tàng đỉnh phong chứ, lừa ma à? Ông đừng làm loạn, thật đó, Triệu Bân nghiêm chỉnh nói, nếu sư tôn ta không đuổi được kẻ đó đi thì ta đúng là không về nhà nổi nữa mà. Dọa lui. Lão mập sửng sốt, hai mắt láo liên. Cái đoạn này nghe sao mà quen thế không biết, hình như lão ta trải qua rồi đấy. Nghĩ đến đây, lão ta nhìn Triệu Bân thăm dò, ở núi nào đấy? Phía đông bắc, cách đây khoảng 300 dặm. Trong một hang núi, Triệu Bân đáp rất tùy ý, lúc nhắc đến hang núi lại còn ghì giọng một tí. Người nào hiểu đều hiểu, ai không hiểu thì, giả vờ hiểu cũng được. Không phải nói chứ hai chữ hang núi này của hắn đúng là có lực sát thương rất mạnh đấy, lão mập nghe vậy không khỏi nín thở. Bảo sao? Biểu cảm của lão mập trở nên đặc sắc. Lúc này nghe lại, không chỉ quen tai nữa đâu, mà là quen mặt nữa cơ. Lão ta chính là cái cảnh giới địa tàng đỉnh phong đó chứ ai? Triệu Bân chính là tiểu bối cảnh giới chân linh đỉnh phong kia. Sư phụ của hắn chính là vị cảnh giới thiên võ ở trong hang núi hay sao? Thế gian bao nhiêu điều trùng hợp, con mẹ nó sao lại trúng vào lão ta chứ? Sư phụ thiện tâm, không tính toán với lão ta. Cũng may lão ta chẳng làm gì ta, nếu không thì với tính khí đó thì sư phụ ta nhất định sẽ giết chết lão ta. Sư phụ ta thương ta lắm. Máu diễn xuất của Triệu Bân ăn vào tận xương tủy, lại còn một câu sư phụ hai câu sư phụ, dạo oai phủ đầu lão mập kia, khiến lão ta đỡ phải đến hù dọa hắn. Diễn đến nghiện rồi kìa. Nguyệt thần nhìn Triệu Bân, đừng nhìn cái dáng vẻ đoan chính của hắn, thực ra cũng chả phải loại ngoan ngoãn gì cho cam, lại còn sư phụ ta thương ta lắm, thương cái con mẹ ngươi. Ông nói xem lão ta có đáng đánh đòn không cơ chứ. Lúc này, thiếu gia Triệu Bân cuối cùng cũng nói xạo xong. Sau đó còn không quên lấy tay chọc lão mập. Đáng đánh. Lão mập hít sâu, một câu đáng đánh, lời nói thấm thía, cứ thấy lạnh cóng cả lưng. May đêm đó không có cứng rắn đi lên, không thì chết chắc rồi. Ừ, dọa xong rồi. Triệu Bân cười khì khì, cuối cùng cũng yên tâm. Lừa dối một người cũng được, nhìn thần thái của lão mập kìa, lần này cũng có tác dụng đấy chứ. Chủ yếu là hắn nói rất thật, lão mập không thể không tin. Cảnh giới thiên võ, người hoàng tộc. Chư Cát Huyền Đạo lẩm bẩm, ông ta nghe không sót cuộc trò chuyện nào, đang ngồi tính nhẩm. Cảnh giới thiên võ, người hoàng tộc. Lão mập cũng lẩm bẩm câu này, không khỏi bấm đốt ngón tay, ánh mắt ngày càng sâu. Đại hạ Hồng Nguyên. Ngay lập tức cả hai nhìn nhau, chăm miệng một lời, hoàng tộc có hai người cảnh giới thiên võ, một nam một nữ, mà sư phụ của Triệu Bân hiển nhiên là nam, nhất định là Hồng Nguyên. Còn về đại hạ, phàm là người hoàng tộc thì trước tên đều mang họ kép này. Khi nào xuất quan vậy? Đây chính là hoàng tộc cấp bậc lão tổ đấy, hai chúng ta gặp còn phải gọi một tiếng sư tổ. Thế này thì đáng sợ rồi đây. Hai lão già, một treo trên thân cây, một ngồi dưới tàng cây, mỗi người một câu đáp nhau, lẩm bẩm không dứt. Đặc biệt là Chư Cát Huyền Đạo nói đến cái tên Hồng Uyên, hiển nhiên là đã quên đi tình cảnh lúng túng của bản thân thời điểm hiện tại. Cả lão mập nữa. Lưng vẫn lạnh băng, đêm đó đúng là đi qua quỷ môn quan một lần đấy. Dù có là bị thương thì cũng dễ dàng giết chết được lão ta. Có phải xạo hơi quá rồi không? Triệu Bân thầm ho khan một tiếng, hai lão già này ngồi dò tên, rồi tìm được luôn người. Hồng Uyên này mà đến thật thì chẳng phải lúng túng lắm sao? Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua Nguyệt Thần thì thoải mái rồi, nằm nghiêng trên mặt trăng, coi như chẳng có chuyện gì. Thấy vậy, hắn cũng an tâm hơn. Trong ý thức của hắn có một vị thần đấy, kể cả Hồng Uyên có đến thì hắn cũng chẳng sợ, cùng lắm thì tiếp tục lừa thôi. Có Nguyệt Thần ở đây, không sợ. Lúc hắn đang suy nghĩ thì lão mập cùng Chư Cát Huyền Đạo đều nhìn hắn, ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng, một tên nhóc như người kiếp trước tu bao nhiêu phước đức mới bám vào được một sư phụ hoàng tộc như vậy chứ, mà lại còn là lão tổ cảnh giới thiên võ. Vậy thì hai người bọn họ chẳng phải sẽ gọi Triệu Bân một tiếng tiểu sư thúc hay sao? Người nhà mà bối phận thì lại to quá đi. Triệu Bân bị nhìn đến mất tự nhiên. Nguyệt Thần nhìn ánh mắt của hai lão già, hơi khinh bi, đồ nhi của bà đây mà các người gọi là sư thúc há? Phải gọi là sư 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 tổ mới đúng. Bị hai ông già nhìn chằm chằm nên sau cùng Triệu Bân không thể chịu nổi nữa, hắn ho khan một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi, tới đỉnh nghỉ mát cách đó không xa.
Liễu Tâm Như lặng lẽ ngồi ở đó, không thấy nhà đầu Ngọc Nhi đâu, chắc hẳn đã đi chuẩn bị trà và điểm tâm rồi. Sao ta không được tốt số như thế chứ? Lão Mập không ngừng cảm thán, sư tôn cảnh giới thiên võ đấy. Chỉ riêng tầng quan hệ này đã đủ để nghênh ngang đi giữa đại hạ rồi. Triệu Bân không đáng sợ, đáng sợ là sư tôn của hắn, chắc hẳn không ai dám chọc vào. Ngoài cái đám điên của La Sinh Môn ra, chỉ cần cho tiền thì có thể tiêu diệt luôn cả cha mẹ ruột. Ta nói chứ, có thể thả ta xuống không, mặt mũi Chư Cát Huyền Đạo xa sầm, cố nén xúc động muốn chửi đồng, thế nhưng lão mập kia đã dùng tới bùa chú, đã vậy sợi dây thừng đang trói ông ta cũng được chế tạo đặc biệt, chân nguyên đã bị phong tỏa, ông ta thực sự không dẫy ra được. Một nhân tài như thế mà chỉ còn lại một cánh tay thì quá ảnh hưởng tới mỹ quan. Vợ của hắn cũng bị mù nhỉ. Nhưng cô gái đó trông rất xinh xắn đáng yêu, chắc hẳn có huyết mạch đặc thù. Lão mập chắp tay, lầm bầm rì rầm, nghiễm nhiên coi lời nói của Chư Cát Huyền Đạo như gió thoảng qua tai. Hiếm lắm mới có được cơ hội tốt như vậy, đâu thể thả được, phải cho ông đu trên đó tới tối mới thôi. Được, người cứ đợi đó cho ta. Sắc mặt của Chư Cát Huyền Đạo bỗng chốc đen thui, gấp gáp muốn tìm Triệu Bân để đòi lại toàn bộ công pháp, tu luyện bổ sung những cảnh giới đã mất. Xong việc sẽ đập chết lão già này, chém ra cho vào nồi hầm. Ở bên này, Triệu Bân đã tới đỉnh nghỉ mát. Cảm nhận được Triệu Bân đang đến, Liễu Tâm Như vội vàng đứng dậy. Từ ban nãy nàng đã cảm nhận được rằng Triệu Bân về rồi, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng họ trò chuyện, nhưng nghe không rõ lắm. Đã quen chưa? Triệu Bân mỉm cười, đỡ Liễu Tâm Như ngồi xuống, giọng điệu rất dịu dàng, chỉ sợ làm cô gái này giật mình. Từ nhỏ đã sống trong bóng tối. Chắc hẳn thế giới của nàng rất lạnh lẽo và cô đơn, thế nên nàng quá nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Cũng trách Liễu gia bắt nạt nàng đã thành quen, bất kỳ biến động nhỏ nhặt này cũng có thể khiến nàng giật mình kinh hãi. Quen rồi. Liễu Tâm Như nhẹ nhàng đáp, không dám nói nhiều thêm nửa chữ. Giống như Triệu Bân nghĩ, quả thực nàng bị bắt nạt quá quen rồi. Ở Liễu gia, cứ hễ nói thêm một câu là không tránh khỏi bị trách mắng. Đừng sợ, có ta. Triệu Bân mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hắn coi nàng như vợ mình, cũng coi nàng như em gái. Ý niệm xưa trong chín kiếp luân hồi, có lẽ trước kia là cảm kích, nhưng bây giờ đã dần dần biến thành một chữ tình. Đây là phu nhân của hắn, hắn sẽ cùng nàng đến khi bạc đầu. Rắc! Khi họ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng khay ngọc nứt vỡ, hóa ra nha hoàn Ngọc Nhi đã quay lại. Ngay khi nhìn thấy Triệu Bân, cô ta không cẩn thận làm rơi chiếc khay đang cầm. Làm Liễu Tâm Như sợ đến mức run bắn lên. Thiếu gia, tay trái của ngài đâu? Ngọc Nhi khẽ hỏi. Tay trái? Nghe vậy, Liễu Tâm Như lập tức giơ tay, lần mò trong bóng tối. Nàng sờ thấy tay phải của Triệu Bân, nhưng khi sờ sang bên trái chỉ thấy ống tay áo trống hơ trống hoác, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Sẽ mọc ra thôi. Triệu Bân mỉm cười, tiện tay cầm lấy hoa quả, cắt thành từng miếng nhỏ rồi nhẹ nhàng đút tận miệng cho vợ mình. Hắn nuốt từng miếng một, Liễu Tâm Như cũng ăn từng miếng một, đồ ăn nhét đầy miệng. Từ đầu đến cuối, hai tay của nàng vẫn túm chặt lấy ống tay áo chống hoác của Triệu Bân, hai mắt cụp xuống, sương mờ bao quanh, chắc hẳn rất đau lòng. Ngọc Nhi lặng lẽ lui ra. Đình nghỉ mát này biến thành chốn riêng tư của hai vợ chồng, khung cảnh cũng rất ấm áp đấy. Cũng xứng lứa vừa đôi nhỉ. Lão Mập nhìn thấy mà cảm thán. Gương mặt của Chu Cát Huyền Đạo cũng chẳng ra làm sao, bị treo trên cây cũng không chịu yên thân. Hết cách, lão mập cởi ngay chiếc tất thối của mình, vo viên lại rồi nhét thẳng vào miệng người ta. Nữa hả, cho ngươi nữa này. Đôi mắt già nua của Chu Cát Huyền Đạo ứa nước, cũng không biết là do thấy ghê tởm quá hay chết sặc vì mùi. Phen này thì thế giới cũng yên tĩnh hẳn. Nơi này bình lặng chứ bên ngoài thành vẫn rất náo nhiệt. Một trận quần ẩu càng đánh càng thấy hăng, e rằng bao nhiêu con em của gia tộc lớn đều lao ra hết, một bên như ăn nhầm thuốc súng, một bên như được bơm máu gà, chiến sự hừng hực. Hồng nhan họa thủy. Không ít lão già vuốt râu, liếc mắt nhìn lên tường thành. Thiên chi kiều nữ của thành vong cổ đứng vững trên điếu ngư đài, trở nên khán giả của trận đại chiến, cũng giống như huyền nữ trên chín tầng mây. Lúc này đây mà có thêm màn ném tú cầu thì sẽ hợp cảnh lắm, Ngưu Anh cảm thán. Nói thật lòng, hắn ta không ưa gì Liễu Như Nguyệt lắm, cũng vì cuộc hôn nhân treo đầu dê bán thịt chó kia. Không muốn gả thì thôi, cứ nói thẳng ra là được, có ai ép cô ta đâu,
chứ đẩy em gái ra thì tính chất khác hẳn rồi, khác nào vả vào mặt Triệu gia. May mà là Triệu Bân, chứ đổi lại là hắn ta chắc ngày nào hắn ta cũng tới trước cửa Liễu gia mà chửi đồng, lấy đâu ra kiểu bắt nạt người khác như thế. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô ta phải hối hận. Nhóc ham tiền lầm bầm nói, tiếp tục đếm tiền của mình. Cô nhóc vẫn rất coi trọng Triệu Bân, thiên phú của tên kia không chỉ đơn giản là yêu nghiệt, thậm chí còn đủ để bổ sung điểm yếu của huyết mạch. Cô nhóc dám nói như vậy bởi khắp triều long của đại hạ này, luận về đấu đá cùng cấp, không ai có thể là đối thủ của Triệu Bân. Triệu thiếu gia không phải kẻ không có hoài bão lớn. Quỳnh, đùng, quỳnh. Khi hai người nói chuyện thì trận chiến càng thêm mãnh liệt, có người bị thương, có người rút lui, cũng có thêm người tham chiến khiến người hóng chuyện hoa hết cả mắt. Còn về những tiếng hô thì vẫn ào ào như sóng biển, hóng chuyện mà, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn thôi. Nếu cứ đánh như thế này thì e rằng sẽ xảy ra chuyện mất, ở một góc trên tường thành, quản gia nhà thành chủ ho khẽ một tiếng. Vì đã dùng thuật dịch dung nên không ai nhận ra ông ta. Ông ta có mặt thì thành chủ Dương Hùng của thành Vong Cổ đương nhiên cũng có mặt, người này cũng dịch dung để chạy tới hóng chuyện. Không đánh nhau trong thành là được. Dương Hùng mỉm cười. Nếu xảy ra chuyện trong thành thì là do lão ta bảo vệ không chu toàn, nhưng ở ngoài thành thì sao cũng được, dù các gia tộc hỏi đến cũng không có trách nhiệm của lão ta. Quản gia của thành chủ lắc đầu mà cười, tiếp tục theo dõi. Không phải chưa từng thấy con cháu của các gia tộc đánh nhau, nhưng quy mô hoành tráng như hôm nay thì đúng là lần đầu được thấy. Nghĩ đến đây, lão ta liếc mắt nhìn Liễu Như Nguyệt cách đó không xa. Sở dĩ trận địa này hoành tráng đến vậy chắc hẳn cũng vì cô ta. Người đến cầu hôn quá đông. Hiếm có cơ hội được thể hiện, còn không mau liều mạng mà xông lên. Chắc Liễu Thương không sướng nở hoa luôn. Dương Hùng vuốt râu, liếc sang một bên khác. Không sai, Liễu Thương không cũng có mặt ở đây, ai không đến chứ lão ta phải đến, còn ưỡn thẳng lưng cơ. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn thế này, chọn người nào đây? Quỳnh, đùng, quỳnh. Những âm thanh đùng đoàng vang vọng. Trận chiến bên ngoài cổng thành lại nâng lên một tầm cao mới. Người tham gia không chỉ là các tiểu bối nữa mà đến các lão bối từ nhiều gia tộc lớn cũng lao vào quần ẩu. Thể diện, cần thể diện gì chứ? Đừng nói là quản gia của thành chủ, đến cả Dương Hùng nhìn phải cũng không khỏi giật giật khóe miệng, mọi chuyện biến thành một đống hỗn độn rồi. Nhưng trong mắt lão ta, đám nhãi con này, đám già đầu này, không phải đến tham gia đấu giá, cũng không đến để cầu hôn. Mà là tranh nhau chạy tới đây đánh lộn. Một hồi náo động kéo dài tới khi tối trời mới chấm dứt. Nhìn từng tốp người đó, bất kể già trẻ lớn bé, không có người chật vật nhất, chỉ có người chật vật hơn. Những kẻ chân què chân thọt rất nhiều, những kẻ chửi đồng xả giận cũng không ít. Nếu không có người ngăn cản, chắc vẫn có thể lao vào nhau thêm. Kịch hay tàn rồi, khách xem kịch cũng tản đi rồi, ào ào kéo vào trong thành, những lời cảm thán. Những tiếng chặt lưỡi rôm rả, trông có vẻ như chưa tận hứng lắm. Đợi khi vào thành thì ai cũng ngoan ngoãn cả. Họ biết rõ quy tắc rằng nếu dám đánh lộn quần ẩu trong thành sẽ được chủ thành mời đi uống trà. Vẫn là câu nói đó thôi, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Thành Vong Cổ về đêm vẫn rất phồn hoa, đèn lồng to đùng treo cao, cái nào cái nấy rực rỡ như hoa. Bởi vì có người ngoài đến nên đêm nay quán xá vẫn chưa đóng cửa, nhất là tửu lâu và quán trà. Mà cửa hàng binh khí của Triệu gia cũng là một trong số đó. Người xem kịch hay xong rồi dạo chơi cũng không ít, tiện thể mua vài món binh khí vừa ý. Ôi chao, tay của ngươi đâu? Ở vườn sau của cửa hàng binh khí nhanh chóng vang lên, đó chính là tiếng hét của Ngưu Anh. Mới ra ngoài mấy hôm thôi, sao lại thiếu mất một cánh tay rồi? Ánh mắt của nhóm hám tài cũng lóe sáng, người ta có đủ hai cánh tay, ngươi lại thiếu mất một bên, ảnh hưởng tới mỹ quan lắm đấy. Không sao. Triệu Bân mỉm cười, cũng không giải thích gì, đợi đến cảnh giới chân linh tầng 5 thì nó sẽ mọc ra thôi. Vừa dứt lời, có khách tới cửa hàng binh khí. Hóa ra là một cô gái, nhưng Triệu Bân vừa liếc thấy đã co giò định chạy. Không sai, đây chính là cô gái mặc đồ đỏ tên là Xích Hiên, người quen của Lão Mập, cũng là người quen với Chu Cát Huyền Đạo. Luận về bối phận thì cả hai đều là sư thúc của cô ta. Cô ta đến thì thằng nhóc tóc tím cũng đến, vẫn đỡ lưng, vẫn bầm tím mặt mày, trông có vẻ như từ khi cải lão hoàn đồng chưa từng yên ổn qua ngày nào, dăm bữa nửa tháng lại ăn đòn một trận. Chậc chậc chậc, liếc thấy Chư Cát Huyền Đạo,
thần thái của hai người cực kỳ đặc sắc, sao lại giảm cấp nữa rồi, sao còn bị treo lên cây vậy? Còn nữa, cái tất thối trong miệng ông ta chắc phải cả tháng rồi chưa giặt nhỉ? Ta nhét vào đó đấy. Tuy lão mập không nói năng gì, nhưng thái độ nghênh ngang như không coi ai ra gì đã trần thuật mọi thứ. Nhìn ra được rồi. Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím tỏ ra thấu hiểu sâu sắc, ở chỗ này ngoài lão ta ra thì còn ai có lá gan ấy. Chư Cát Huyền Đạo cuối cùng cũng được thả xuống, không rảnh chửi thề vì đang bận chống tay vào cây nôn chối chết. Phen này náo nhiệt ghê ha. Triệu Bân ho khan, tất cả những người hắn quen được trong chuyến ra ngoài lần này về cơ bản đều tề tựu ở nhà hắn, ai nấy cực kỳ tự giác thì không đi cửa chính, toàn bật tường vào nhà. Thiếu gia, Triệu gia phong tỏa rồi. Lão Tôn thì thầm nói. Phong tỏa gia tộc, Triệu Bân nhíu mày, đang yên đang lành, tại sao phải phong tỏa? Không biết nữa, lão Tôn nói, nghe nói đây là mệnh lệnh của gia chủ trước khi bế quan, trong thời gian đấu giá của thành vong cổ, toàn bộ gia tộc Triệu gia phong tỏa. Triệu Bân không nói gì, cũng không hề hoài nghi, đây là tác phong của cha hắn, gặp phải phiên đấu giá của thành vong cổ sẽ nhiều chuyện thị phi. Những ngày này Triệu gia đang nổi trội quá mức, phong tỏa gia tộc sẽ bớt được chuyện rắc rối. Nào nào nào, ăn cơm thôi. Lỗ Mãng hô ầm lên, ôm vò rượu tới. Bữa tối đêm nay quả thực không ít người, đám thị vệ một bàn, nhóm Triệu Bân một bàn, chỉ thiếu một người là Chư Cát Huyền Đạo, đang bận nôn kia kìa. Ai cũng bảo Triệu thiếu gia bị đứt mạch phế thể, bây giờ được gặp mới biết đám người kia mù hết cả rồi. Thằng nhóc tóc tím nhếch miệng chặt lưỡi, từ khi Triệu Bân ngồi xuống, nó đã quan sát không biết bao nhiêu lần. Gân cốt cực ổn, thiên phú dị bẩm, ngoài việc thiếu mất một cánh tay thì hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kỳ tài có 102. Cái túi này mua từ chỗ ta hả? Thằng nhóc tóc tím sờ cằm vì đã liếc thấy túi càn khôn của Triệu Bân, nhìn một lúc lâu. Khi bán cho Triệu Bân, nó chỉ là một thứ bỏ đi, tại sao tới chỗ Triệu Bân lại thay đổi hoàn toàn vậy? Nào, ăn cái này đi. Triệu Bân khá hiểu chuyện, gắp thức ăn cho Liễu Tâm Như rồi chuyển cái túi càn khôn đi chỗ khác, nếu không để ý mà bị thằng nhóc tóc tím cướp mất thì đúng là lỗ to. Sao cứ như đề phòng cướp giật vậy? Thằng nhóc tóc tím bĩu môi, nhìn về phía Liễu Tâm Như. Hiển nhiên cô gái mù mắt này có huyết mạch đặc biệt, vì nó cũng có, nên nó loáng thoáng cảm nhận được. Cô gái này và tên mập đen thui giống hệt nhau, huyết mạch chưa thức tỉnh. Tên mập vì huyết mạch mà toàn thân đen thui, còn người này thì chắc hẳn vì huyết mạch mà mù mắt. Thế này thì ly kỳ quá nhỉ, Liễu Thương không đúng là một nhân tài, cả hai cô con gái đều mang huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân cũng từng ngạc nhiên về điều này. Huyết thống của Liễu gia đúng là khác biệt. Nực cười ở chỗ đến tận khi Liễu Tâm Như bị đẩy lên kiệu hoa, Liễu gia vẫn không biết Liễu Tâm Như có huyết mạch đặc biệt. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ không để nàng gả tới Triệu gia. Cũng bởi vì lúc đó huyết mạch của Liễu Như Nguyệt chưa thức tỉnh, nếu không, hai người sẽ phát giác ra. Còn về Liễu Thương không ở thời điểm hiện tại có biết không thì phải hỏi Liễu Như Nguyệt rồi. Không phải loại huyết mạch đặc biệt nào cũng có cảm ứng. Ví dụ như thể thiên linh sở hữu huyết mạch cực kỳ bá đạo, nhưng không có thiên phú về phương diện này, luận về cảm ứng thì vẫn kém hơn Ngưu Anh và thằng nhóc tóc tím. Ta và ngươi. Xích Hiên cũng giống như thằng nhóc tóc tím, nghiên cứu Triệu Bân rất kỹ càng, càng nhìn càng thấy quen. Gặp lần đầu. Triệu Bân cười gượng, hắn không thể thừa nhận được, nếu không, với tính cách của cô ta, không lật tung bản ăn lên mới là lạ. Đừng chọc vào nó, hậu thuẫn của nó vững lắm. Lão mập dùng bí thuật để truyền lời cho Xích Hiên và nhóc tóc tím. Vững đến mức nào? Hai người đồng loạt nhìn về phía lão mập. Luận về bối phận thì hai đứa phải gọi nó là sư tổ, lão mập không nói gì, đối với ông ta thì cách so sánh này đã đủ hình tượng rồi. Hai người đồng loạt liếc mắt, quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới, ánh mắt đã khác đi nhiều rồi. Chấn động, quá chấn động luôn. Mẹ kiếp, từ đâu lòi ra một sư tổ? Triệu Bân cảm thấy thiếu tự nhiên. Nếu chém quá đà thì năm hết Tết đến còn phải phát lì xì cho tiểu bối. Yo, ăn cơm đó hả? Bầu không khí im lặng ở đó bị phá vỡ bởi một tiếng cười. Lại có khách đến. Người này chính là lão vong cổ. Cửa hàng binh khí đóng cửa rồi, lão ta trèo tường đi vào, mặt mũi tươi như hoa, chủ yếu vì mấy người có mặt ở đây không ai tầm thường. Khỏi nhắc tới Chư Cát Huyền Đạo và lão mập. Chỉ tính riêng mình Triệu Bân đã đủ danh tiếng rồi. Ngồi xuống uống chút nhé. Không đâu,
lão già này chỉ đến đưa thiệp mời thôi. Lão vong cổ mỉm cười, lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Triệu Bân. Ngày mai thành chủ thiết yến tại Vọng Nguyệt Lâu để khoản đãi khách khứa từ các gia tộc lớn, không có lão bối đâu, toàn là con em trẻ tuổi thôi. Lần này Liễu Như Nguyệt sẽ đại diện thành chủ tham gia, phàm là gia tộc lớn ở thành Vong Cổ sẽ cử ra một người tới dự tiệc, chỉ giới hạn trong lớp người trẻ thôi. Làm phiền tiền bối rồi. Triệu Bân mỉm cười nhận thiệp mời, khỏi cần nói, thành chủ muốn để hắn đại diện cho Triệu gia. Còn về phía Liễu Như Nguyệt, đại diện cho thành chủ cũng chính là đại diện cho thành Vong Cổ, cô ta quả thực có đủ tư cách. Đáng lý ra, việc này nên để thiếu thành chủ thành Vong Cổ tiến hành, thế nhưng Dương Hùng cả đời không thành gia lập thất, không có con cái, đành phải chọn một người từ trong nhóm thanh niên thành Vong Cổ. Liễu Như Nguyệt rất phù hợp, bản thân vừa là thể thiên linh, vừa là đệ tử thiên tông, cô ta không đi thì ai đi. Trên thực tế, ngoài Liễu Như Nguyệt ra, trong số những người mà Dương Hùng khâm định còn có cả Triệu Bân. Liễu Như Nguyệt là đệ tử thiên tông, thân phận của Triệu Bân cũng không tầm thường khi là đệ của hoàng tộc. Bất kể ai trong số hai người này cũng có tư cách thay mặt thành Vong Cổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn trông chờ ở Liễu Như Nguyệt nhiều hơn, nếu để Triệu Bân chủ trì, ắt sẽ trở thành đối tượng công kích. Phải biết rằng, không ít người trong số con em các gia tộc đến để cầu hôn, cộng thêm quan hệ của Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt, họ có thể yên phận mới lạ đấy. Con người ấy mà, nếu quá nổi bật sẽ biến thành tấm bia sống. Dù sao thiệp mời đã đưa đến rồi, đi hay không đi phụ thuộc vào Triệu Bân thôi. Cáo từ. Lão Vong Cổ đi rồi, trèo tường vào nên cũng phải trèo tường ra, trước lúc đi vẫn không quên liếc mắt nhìn Chư Cát Huyền Đạo. Uống quá chén rồi hả? Sao lại nôn dữ dội thế kia? Toàn là con cháu gia tộc lớn, chậc chậc. Hôm nay vừa mới đấm nhau tóe khói, ngày mai đã phải tề tựu trong một tửu lâu, định đấm nhau tiếp à? Trong thành mà, không ai dám làm sằng làm bậy gì đâu. Người trên bàn ăn mồm năm miệng 10. Có mỗi một tấm hả, tên mập đen thui bĩu môi, thành chủ gì mà keo kiệt thế? Muốn đi à? Không mất tiền mà, không ăn thì uổng. Đây, tặng ngươi luôn. Triệu Bân nói rồi nhét thiệp mời cho tên mập, hắn vốn không định đi, cũng lười góp vui cho chồn ấy. Thế này, thì ngượng lắm. Ngưu Anh cười hề hề, đương nhiên không khách sáo. Hắn ta đã nghĩ cả rồi, sau khi vào thì tìm chỗ nào không người, ăn xong cuốn gói. Ta cũng đi. Nhóc ham tiền đột nhiên buột miệng nói. Ngươi thì khỏi đi. Lão mập vân vê tròm dâu, nhóc con này đến đây để tị nạn, không thích hợp suốt đầu lộ diện. Hết vui. Bạch Nhật Mộng phồng má, lại vùi đầu ăn cơm. Sau bữa cơm, Triệu Bân tự khóa mình trong phòng. Đợi khi Liễu Tâm Như ngủ rồi, hắn mới rút chân nguyên ra, lặng lẽ bồi bổ thể phách cho vợ mình. Đêm khuya thanh vắng. Cô nhóc lén lút xuống giường, lần mò trong bóng tối cho tới khi sờ thấy Triệu Bân. Tiếc rằng nàng chỉ là một người mù, chỉ có thể nhẹ nhàng sờ từng đường nét gương mặt của hắn trong bóng tối. Triệu Bân vẫn còn thức, nhưng không lên tiếng. Có lẽ đây là một loại ăn ý giữa hai vợ chồng, hắn bồi bổ thể phách cho Liễu Tâm Như, cô nhóc kia còn thức. Liễu Tâm Như sờ lên gương mặt hắn cũng thức, nhưng không phá vỡ chút dịu dàng trong im lặng này. Hai vợ chồng này thú vị thật. Lão mập chặt lưỡi, ngồi ngay ở chỗ lan can đối diện, chắp tay trước ngực, đôi mắt đảo liên tục, không ngừng nhìn xuyên qua tường. Hóa ra lão ta còn biết nhìn xuyên thấu, nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ, cứ thích xem cảnh tình tứ. Ta bấm đốt tính thử, thận của hắn không ổn đâu. Thằng nhóc tóc tím cũng ở đó, đợi đến quá nửa đêm mà chẳng đợi được thứ gì, chỉ nhìn hai vợ chồng kia ngọt ngào tình cảm thôi cũng thấy củi khô lửa bốc rồi, thế mà Triệu Bân không có tí dự định nào. Thật là thiếu khoa học. Đêm dần khuya hơn, người thiếu liêm sỉ đến mấy cũng không thức nổi nữa. Két. Triệu Bân ra khỏi phòng. Trong vườn im lặng như tờ, hắn thi triển thuật thông linh, triệu hồi đại bằng cánh vàng. Cạc cạc. Đại bằng vỗ đôi cánh rất vui vẻ. Xuyệt. Triệu Bân giơ tay ra hiệu rồi nhảy lên trên. Đại bằng dương cánh, chở theo Triệu Bân ra khỏi tiểu viện, chạy thẳng tới Triệu gia. Hắn muốn xem thử xem sao. Triệu gia về đêm cực kỳ yên tĩnh, quả thực đã phong tỏa gia tộc rồi, ngoài đám thị vệ đi tuần tra thì không thấy bóng một người nào nữa. Đây là lần đầu tiên hắn quay về từ sau khi ra khỏi Triệu gia, nhưng không xuống dưới mà chỉ nhìn xuống từ trên cao. Cha hắn chắc hẳn vẫn chưa xuất quan, cửa phòng vẫn còn khóa chặt. Dạo xong một vòng,
hắn mới quay về cửa hàng binh khí. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp rót xuống. Một ngày mới, thành vong cổ lại phồn hoa như trước, trên đường có thêm nhiều công tử hào hoa, về cơ bản ai cũng cầm theo chiết phiến, ngọc thụ lâm phong, cũng có rất nhiều yểu điệu thục nữ, dáng dấp nhẹ nhàng, xinh đẹp như hoa. Có cả con em của các gia tộc lớn, cũng có người từ các gia tộc ở thành vong cổ, cùng nhau hướng về vọng nguyệt lâu. Thành chủ thiết yến, thể thiên linh thay mặt thành chủ dự tiệc, nhất định phải nể mặt. Hôm nay vọng nguyệt lâu cũng cực kỳ trang trọng, từ đằng xa đã thấy lụa đỏ với thảm đỏ, ai không biết còn tưởng nhà nào cưới vợ đấy. Ta cũng muốn vào trong. Người thì khỏi đi, người nào có tư cách tham dự mà không phải thiếu chủ hay minh châu trong lòng gia tộc. Đấy không phải chỗ mà chúng ta tham gia vào được đâu. Số mệnh mà, tất cả là tại số mệnh. Trên đường có nhiều người cảm thán, cũng chỉ nhìn được vậy thôi. Không có hậu thuẫn thì thực sự không vào nổi, dù có hậu thuẫn mà không có thiệp mời từ thành chủ thì cũng đành bỏ. Ta phải ăn nhiều nhiều chút. Tên mập cũng đã xuất phát, còn thay hẳn một bộ đồ mới vì sự kiện này, thế nhưng, vì vấn đề màu da, bất kể hắn ta thay thế nào, bất kể đi tới đâu, hắn ta cũng là kẻ nổi trội. Triệu Bân không đi, sau bữa cơm, hắn ngồi sau quầy. Trưởng quỹ mà, vẫn phải qua loa có lệ chứ. Người trong thành không ít, có người đi dự tiệc thì cũng có người đi dạo chơi, thế nên người tới mua binh khí không ít. Sao lại biến thành một tay rồi? Triệu thiếu gia đúng là lận đận long đong, đã đứt mạch thì chớ, lại còn mất thêm một cánh tay. Nhìn Liễu Như Nguyệt nhà người ta kia, cặp kim đồng ngọc nữ thuở xưa đúng là một trời một vực. Nơi nào có người thì ắt có chuyện bàn tán, ví dụ như người tới mua binh khí, lúc chọn binh khí cũng không thể ngậm miệng được, túm năm tụm ba chỉ trỏ trỏ. Triệu Bân coi như không nghe thấy, cầm một cuốn cổ thư mà lặng lẽ lật dở, thực ra đang tự mình ngộ đạo. Hửm, có một khoảnh khắc, hắn lặng lẽ khẽ ngước lên mà không ai thấy được, cũng lặng lẽ đảo mắt qua cửa hàng. Có người đang nhìn trộm hắn, với một thứ sát khí như ẩn như hiện. Bởi vì cấp bậc tinh thần của hắn khá cao nên có thể cảm nhận rất rõ. Đảo qua một vòng, ánh mắt của hắn mới rơi xuống một góc cửa hàng, một thanh niên mặc áo đen đang nhìn trộm hắn. Bóng lưng của người này có vẻ gầy yếu, nhỏ nhắn và mỏng manh. Nữ giả nam hả? Triệu Bân lầm bầm. Đúng lúc thanh niên áo đen kia nhìn lại, hai người nhìn nhau trong thoáng chốc. U Lan. Triệu Bân thu hồi tầm mắt rất tự nhiên. Chắc chắn là U Lan, dù đã giả trang cũng không giấu nổi đôi mắt xinh đẹp kia. Đối với đôi mắt này, ký ức của hắn khá sâu sắc, không ngờ rằng sẽ gặp U Lan ở đây. Sát khí vừa nãy là thế nào nhỉ, dường như hai người không thù không oán. Quen thuộc quá. U Lan cũng rất tự nhiên, giả bộ chọn binh khí. Sau khi nhìn thấy đôi mắt của Triệu Bân, cảm giác quen thuộc càng rõ rệt hơn, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Ngoài ra, cô ta còn thấy chấn động. Từ sau đêm đó hành thích không thành, cấp trên phái thêm người đi làm nhiệm vụ, hai vị chân linh đạt đỉnh và một vị chân linh cấp 8, đã vậy còn là một nhóm ba người rất ăn ý, chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại. Bây giờ Triệu thiếu gia yên ổn ngồi ở đây chứng tỏ nhiệm vụ đã thất bại. Hai ta có thủ oán gì chăng? Triệu Bân vẫn còn đang lầm bầm ở đó chứ không bước tới nhận người quen, đôi bên vốn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau. U Lan không biết thân phận của hắn, cứ lãng quên nhau nơi giang hồ là tốt nhất. Đột nhiên, một mùi thơm của nữ tử thoảng qua, khi hắn ngẩng đầu lên, một bóng người đã đứng sững trước quầy. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Thanh Giao, con gái của thành chủ Thanh Phong Yên Thiên Phong. Thời buổi này thịnh hành nữ giả nam hả, ánh mắt của Triệu Bân khá kỳ lạ, bởi vì Thanh Giao trước mặt hắn cũng giống như U Lan ở bên kia, không chịu mặc trang phục của nữ tử mà giả dạng thành công tử hào hoa. Nhìn qua cũng đẹp trai rụng rời đấy. Thanh Giao đến thành vong cổ, hắn cũng không bất ngờ, chắc hẳn tới tham gia buổi đấu giá, lát nữa chắc cũng sẽ tới vọng nguyệt lâu dự tiệc. Khác biệt ở chỗ, thành Thanh Phong là sân chơi chính của cô ấy, thành vong cổ lại là sân chơi chính của Liễu Như Nguyệt. Thanh Giao đứng thẳng ở đó, lặng lẽ nhìn Triệu Bân. Khi ở thành Thanh Phong, cô ấy đã lén lút nhìn thấy dung mạo của Triệu Bân, dù biết hắn có vợ nhưng vẫn không kiềm lòng được mà tìm kiếm. Nhiều ngày trời không có kết quả, sau khi tới thành vong cổ, run rủi thế nào mà thấy được bức họa Triệu Bân nên mới đến đây xem thử. Không cần hỏi đã biết là hắn. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô ấy,
đâu thể ngờ rằng người mà mình khổ sở kiếm tìm lại là kẻ đứt mạch phế thể mà người người nhà nhà ở thành Vong Cổ đều biết, đã vậy còn là em rể của Liễu Như Nguyệt. Trò đùa này dường như hơi quá đà, thế nhân đều bị bịt mắt hết cả. Hắn không thể là một tên phế vật, phải là một kỳ tài hiếm thấy. Cô ấy nhận ra mình rồi hả? Triệu Bân thầm nghĩ, không thể nào. Kể từ ngày ra khỏi Ngưu Gia Trang, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ ra người. Chẳng lẽ, khi hắn ngất đi, cô ấy đã lén lút nhìn thấy diện mạo hắn? Cứ việc xem nhé. Triệu Bân mỉm cười, không hề nói toạc ra. Tay của ngươi đâu? Thanh Giao khẽ hỏi, liếc mắt đã thấy ngay ống tay áo chống hoác bên trái của Triệu Bân, đột nhiên thấy đau lòng. Mất rồi, Triệu Bân mỉm cười. Có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Cứ nói đi. Có thể nhìn vợ của ngươi không? Ở hậu viện. Đa tạ, Thanh Giao mỉm cười rồi tiến vào hậu đường, bước tới hậu viện của cửa hàng binh khí. Từ đằng xa, cô ấy đã trông thấy Liễu Tâm Như đang yên lặng ngồi ở đình nghỉ mát, có một nha hoàn canh chừng bên cạnh, đợi khi đến gần mới biết Liễu Tâm Như đang thêu thùa, nhưng vì hai mắt bị mù nên mũi thêu rối loạn, dù vậy, vẫn loáng thoáng thấy được hai chữ Triệu Bân. Ngươi là... Ngọc Nhi nhìn thấy Thanh Giao, Liễu Tâm Như cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng không có ánh sáng trông rất trống rỗng và đờ đẫn. Cố Hữu. Thanh Giao mỉm cười, đưa một miếng linh ngọc có tác dụng bồi bổ thể phách rất thần kỳ, tặng cho Liễu Tâm Như. Có thể nhìn ra được, cô nhóc này rất yêu Triệu Bân, vì muốn thêu tên của hắn mà bàn tay bị kim đâm chảy máu, đương nhiên cô ấy cũng nhìn ra được, Triệu Bân rất yêu vợ của mình. Cô ấy đến rất lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, ánh mắt ảm đạm, khó lòng giấu được sự tự giễu và ngưỡng mộ. Thanh niên gì mà lạ ghê. Ngọc Nhi khẽ lầm bầm, ban ngày ban mặt chạy tới tặng ngọc. Nữ giả nam. Liễu Tâm Như lầm bầm, tuy đôi mắt không sáng tỏ, nhưng khứu giác cực kỳ nhạy bén, chắc hẳn đây là một nữ tử. Vợ của ngươi rất đẹp. Khi quay lại quầy, Thanh Giao mỉm cười. Ngươi giả trang cũng rất đẹp trai. Triệu Bân cũng cười. Bẻm mép. Thanh Giao cười, phất tay áo bỏ đi, cũng giống như Triệu Bân của ngày hôm đó, chỉ là khách qua đường. Cô gái đó khá lắm nha. Thằng nhóc tóc tím từ đâu chui ra bỗng ngồi lên quầy, trong tay còn ôm một hồ lô đựng rượu. Mắt nhìn người của ngươi cũng khá đấy. Triệu Bân lại vùi đầu tiếp tục đọc cổ thư. Nói cho chị đây nghe đi, sư tôn nhà ngươi là ai thế, không chỉ có thằng nhóc tóc tím mà Xích Hiên cũng đến, không biết từ đầu trồi ra, cô ta tựa người vào quầy, tư thế rất yêu mỹ. Không thể nói được. Triệu Bân hít sâu một hơi, tỏ vẻ thâm sâu. Kiểu cách nào đó cũng tăng tiến đến tầm cao mới. Chém gió quá đà nên không thể khoe khoang bừa bãi khắp thế giới nữa, nếu thực sự chọc tới một vị đại thần nào thì khó thu dọn cục diện lắm. Hay là chúng ta tẩn hắn một trận đi. Ban ngày ban mặt thế này, đánh người không tốt đâu. Ra tay nhẹ thôi. Chí lớn gặp nhau. Hai võ tu cảnh giới huyền dương khá nhịp nhàng, người một câu ta một câu rồi vui vẻ quyết định. Nói xong. Hai người ấn Triệu Bân vào đó. Đừng chọc vào ta, tính nết sư tôn ta không tốt lắm đâu. Cái nết giống ai thế? Nếu ngươi nói thế thì ta sẽ chửi thề đấy. Thiếu gia, không hay rồi, chưa kịp lao vào đấm đá đã nghe thấy tiếng hô hào, võ nhị từ ngoài vội vàng chạy vào trong. Sao thế? Triệu Bân vùng vẫy đứng dậy. Tên mập đen thui bị người ta đánh rối, nghe người của Vọng Nguyệt Lâu nói, đánh thế thảm lắm. Soạt. Triệu Bân như côn gió, soạt một tiếng lao ra khỏi cửa hàng binh khí. Vong Nguyệt Lâu sắp náo nhiệt rồi đây, Xích Hiên tỏ ra thâm thúy. Nghe lão già Chư Cát nói tên tiểu tử này có rất nhiều bùa nổ, loại mang theo sấm sét ấy. Thằng nhóc tóc tím khà một tiếng với bình rượu, không quên dùng tay áo để lau. Vong Nguyệt Lâu, tử lâu lớn nhất thành Vong Cổ, các trụ trạm khắc ngọc bích, rèm trướng màu xanh lam. Bên trong cực kỳ náo nhiệt. Đều là thanh niên tuấn kiệt, nam phong độ đẹp trai, nữ xinh đẹp như hoa, địa vị đều không thấp, chẳng phải thiếu chủ gia tộc thì là hòn ngọc quý trong tộc. Có rất nhiều đôi nam nữ đứng dựa vào lan can, nói cười vui vẻ. Cảnh tượng này thật sự giống đại hội xem mặt. Cũng không phải toàn bộ các đệ tử bên ngoài đều đến vì Liễu Như Nguyệt. Có không ít thế lực khác, vì để có được lợi ích nên đều mong muốn có những mối liên hôn chính trị. Đây là một loại ăn ý. Thiếu chủ thành Thương Lang là Hán Triều và thiếu chủ thành Xích Dương là Vũ Văn Hạo cũng ở đây. Lúc trước cả hai đến thành Thanh Phong cầu hôn,
nhưng hiện giờ lại mang sứ mệnh đến thành Vong Cổ, muốn cầu hôn thể thiên linh. Mặc dù chẳng có mấy hy vọng, nhưng vẫn nên thử xem thế nào, nhỡ đâu thành công thì sao? Bọn họ cũng có địa vị không nhỏ mà. Trong lúc đó, hai người nhiều lần nhìn tứ phía như đang tìm ai đó. Còn tìm ai nữa? Đương nhiên là Thanh Giao rồi. Nghĩ đến cô ấy, cả hai không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hôm đó bọn họ mất hết sạch mặt mũi ở thành Thanh Phong. Để chuộc người, cha của bọn họ còn phải trả cái giá cực lớn đấy. Thù này, bọn họ chưa bao giờ quên. Tiếc là vẫn không tìm được. Hoặc là Thanh Giao vốn không đến đây. Sau khi rời khỏi cửa hàng binh khí thì đã không thấy tung tích cô ấy đâu nữa. Cô ấy không hứng thú với cái kiểu này, liền tặng thiệp mời cho người khác rồi. Như Nguyệt muội muội ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Thân là thể thiên linh, chủ đề chính của bữa tiệc, tự nhiên bên cạnh không thiếu vệ tinh. Phần nhiều đều là thanh niên, thiếu chủ của các tộc lớn lánh đời, tay cầm quạt giấy phe phẩy nhẹ, cảm giác như rơi vào mỹ cảnh. Liễu Như Nguyệt bình thường trong trẻo lạnh nhạt hôm nay lại cười tươi như hoa. Cũng đúng thôi, được bao nhiêu người ngưỡng mộ đã cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta rồi. Cô ta nghĩ bản thân mình có tư cách này, ngoài thể thiên linh ra lại còn là đệ tử thiên tông. Ngon thật đấy. Ở một góc tửu lầu, tên mập một tay cầm bầu rượu, tay kia cầm đùi gà, ăn nhòe miệng mỡ. Ở đây hắn ta là người chuyên tâm nhất, ai ai cũng đến để xem mặt, tìm đối tượng hợp mình, mà hắn ta thì đến để ăn cơm. Cùng bàn với hắn ta còn một người nữa. Nhìn kỹ thì lại chính là Lâm Tà, thiếu chủ tộc Thiên Dương, ngày đó dùng bùa tốc hành đuổi theo Triệu Bân. Hắn ta lúc này vẫn lôi thôi như vậy, đang khoanh tay nhìn Ngưu Anh, ánh mắt rất kỳ quái, về cả cân nặng cũng như màu da của Ngưu Anh. Cái tên này ăn gì mà béo thế không biết, lại còn đen nữa chứ. Này, sao ngươi không đi ra chỗ kia đi? Ngưu Anh nhấc mắt nhìn Lâm Tà. Hôm qua thấy Lâm Tà đánh nhau, huyết thống kỳ lạ, thực lực không tầm thường, cũng không phải thiếu chủ gia tộc bình thường. Một thế lực lớn như vậy nên đến cầu hôn Liễu gia mới phải. Nhưng sau khi vào Vọng Nguyệt lâu thì Lâm Tà lại chui vào một góc ngồi, rồi nhìn hắn ta ăn. Người ta chạy ra chỗ Liễu Như Nguyệt hết cả, vị này thì hay quá rồi, như người rảnh rỗi vậy. Không có hứng thú. Lâm Tà tùy ý đáp, trước khi đến hắn ta cũng đã nói trước, không coi trọng thể thiên linh lắm. Nếu không vì mấy lão già ép hắn ta đến thì hắn ta còn lâu mới chạy ra đây. Ta thích câu này của ngươi đấy. Ngưu Anh nhếch miệng cười, cũng không coi Liễu Như Nguyệt ra gì. Ở điểm này hai người coi như tương đồng. Nói rồi, hắn lại uống một ngụm rượu. Xong việc, hắn liền tiếp tục vùi đầu vào ăn. Khó khăn lắm mới có được một tấm thiệp mời, bao nhiêu đồ ăn ngon thế này không phải ở đâu cũng có. Cho nên hắn ta phải tranh thủ mà ăn. Lâm Tà rất nghiêm chỉnh, ngồi vô cùng đoan chính. Vì hai nhân tài này mà bàn rượu này nghiễm nhiên trở thành một loại cảnh đẹp, mỗi đôi thiếu chủ và tiểu thư đi qua đều không khỏi nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Đời đúng là đủ loại người, một tên vùi đầu ăn, một tên chăm chú nhìn. Keng! Đột nhiên có tiếng đàn vang lên từ một tòa vũ đài. Trên đó có một cô gái đang nhảy múa, không phải người đến từ bên ngoài mà là một tiểu thư gia tộc trong thành Vong Cổ cũng được mời đến. Cô gái này đặc biệt lên trình diễn, không hề cưỡng chế mà hoàn toàn là tự nguyện. Có thể nhận được lời khen hay không phải xem bản lĩnh của chính bản thân mình. Kỹ thuật nhảy của cô gái này cũng rất tuyệt vời. Tiếng khen vang lên không dứt, có biết bao nhiêu thanh niên với ánh mắt sáng rỡ. Cô nương này, ta thích. Ngưu Anh liếc qua, hai mắt tròn vo. Phàm là cô gái biết nhảy thì đều có một bộ dạng tùy mỹ khác biệt, phối hợp với thân hình đó thì đúng là đẹp không tả nổi. Nói thật thì hai người không xứng lắm. Lâm Tà đáp, nói đến dáng vóc, người còn không cao bằng người ta kìa. Hứ! Ngưu Anh không cho là đúng, tiếp tục ăn uống, ăn xong thì vội vã rời đi. Bên kia, cô gái đã múa xong. Sau đó là một thanh niên lên đài, cũng là thiếu chủ tộc lớn, đã từng tới Liễu gia cầu hôn. Lúc quần chúng nhìn, hắn rút ra một cây tiêu ngọc ở eo, thổi một đoạn nhạc tuyệt mỹ cho mọi người nghe. Đơn giản chính là khoe khoang, thu hút sự chú ý của Liễu Như Nguyệt. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có khó tìm. Vớ vẩn mà lại ôm được người đẹp về ấy chứ. Không thể không nói, tiếng tiêu của hắn rất dễ nghe, lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người, đến cả Liễu Như Nguyệt cũng không khỏi liếc sang, nghe mà cảm thấy như gặp được tri âm tri kỷ. Tâm điểm của sự chú ý. Thanh niên nhất thời lâng lâng, dần dần điệu nhạc đi đến hồi kết.
ngoài khoe ra thì ngươi còn làm được gì không chứ? Có người tán thưởng, cũng có người chửi rủa, đều là các thiếu chủ gia tộc đối nghịch với thanh niên đó. Họ thấy thanh niên này khoe khoang kỹ năng thì đều lộ vẻ khó chịu. Tóm lại cảnh tượng vẫn là kiểu này. Ai trong này cũng đều là một diễn viên, có ân oán gì với nhau cũng phải giấu thật chặt, giống như Lâm Tà và Doãn Hồn, nếu không có lệnh cấm đấu thì đã sớm khai chiến mấy hiệp rồi. Cho nên tiệc rượu này không dễ dàng chút nào. Một đám hôm qua vừa mới đánh hội đồng, hôm nay bị kéo lại một chỗ, còn không cho phép đánh lộn, đúng là làm khó mọi người quá. Nở một nụ cười, thù oán tiêu tan, nằm mơ đi. Trong lúc đó, tiếng tiêu đã hết. Nhiều người chưa thấy thỏa mãn, còn đang rong chơi với dư âm. Ơ kìa! Bỗng nhiên có âm thanh khẽ khàng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, khiến mọi người quay đầu nhìn. Lọt vào tầm mắt mọi người lại là một người quen. Không sai, chính là Triệu Bân. Nghe nói tên nhóc mập bị đánh, hắn bèn hung hăng xông đến đây. Sự xuất hiện của hắn mới là thu hút sự chú ý này. Triệu thiếu gia là người nổi tiếng, người của thành vong cổ đều biết, người đến từ bên ngoài cũng nghe thấy một hai, đó là vị hôn phu ngày xưa của thể thiên linh. Thế này mới vui chứ. Cũng không xem đây là nơi nào, còn dám trường mặt tới. Có kịch hay xem rồi. Các nam thanh nữ tú thành vong cổ đặc biệt sốc lại tinh thần. Họ không ngờ là Triệu Bân sẽ đến, có hắn ở đây thì sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Đành chịu thôi, ai bảo hắn có thân phận đặc thù chứ. Liễu Như Nguyệt đã hơi nhăn mày, nụ cười vốn đang thản nhiên, thấy Triệu Bân bỗng nhiên quay lại sự lạnh lùng, lộ ra vẻ khinh bỉ và không vui. Cô ta là thiên chi kiêu nữ, thế mà cứ bị gắn vào một câu chuyện cũng nghĩ mà kinh với Triệu Bân. Còn thường xuyên bị người đời nhắc tới. Với cô ta, có lẽ đây là vết bẩn cả đời cô ta khó mà xóa sạch. Nếu được, cô ta rất muốn xóa nó đi, cho dù có phải trả giá đắt. Như vậy cô ta mới trở nên hoàn mỹ không tì vết. Điều khiến cô ta bất ngờ là Triệu Bân lại chạy đến đây, muốn hóng chuyện hay gì? Hắn là Triệu Bân sao? Không thể giả được, người nói xem, bị đứt mạch trở nên vô dụng thì thôi, giờ lại cụt một tay chứ. Vị hôn phu cũ của thể thiên linh lại có cái đức hạnh này ư. Hắn cũng thảm thật chứ. Nơi nào có người, nơi đó đương nhiên không thiếu những lời bàn tán và nghị luận, không biết là đang thương cảm cho Triệu thiếu gia hay là tiếc hận cho thiên chi kiêu nữ đây. Phường vô dụng. Những người tới từ bên ngoài phần lớn đều tỏ vẻ khó chịu, trong mắt bọn họ, mãi mới có cơ hội được gặp thể thiên linh, một tiên nữ thánh khiết hoàn mỹ, thế mà lại dính vào một vết nhơ. Mà vết nhơ này chính là Triệu Bân cụt tay. Bọn họ nghĩ vậy thì không khỏi sinh lòng tức giận, cảm giác như một sản phẩm nghệ thuật bị khắc một vết cực kỳ xấu xí, phá vỡ sự hoàn hảo đi vậy. Triệu Bân không nói, cực lực tìm kiếm. Đúng là thấy được Ngưu Anh, nhưng cái tên này đang vùi đầu vào ăn uống. Có bị đánh đâu? Triệu Bân lẩm bẩm cho chính mình nghe thấy. Hắn nhìn dáng vẻ ăn nhồm nhòm của Ngưu Anh kia, nào có giống bị đánh cơ chứ? Khác hẳn những gì võ nhị nói. E là tiểu võ nhìn nhầm rồi. Triệu Bân ho khan một tiếng, thu lại ánh mắt rồi quay đi. Soạt. Triệu Bân vừa mới nhấc chân thì đã thấy một bóng người như ma quỷ xông đến, cản đường hắn, chính là người lên đài thổi tiêu ban nãy, thiếu chủ tộc Huyết Ưng, Nghiêm Khang. Tộc này nổi tiếng về thuần dưỡng đại bàng máu. Triệu Bân đương nhiên có nghe nói đến. Người trong tộc này ai cũng có thú cưỡi là đại bàng máu, thế lực không tầm thường. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng sẽ không đối chọi với tộc Huyết Ưng. Đều là bay lên trời, nếu khai chiến thì sẽ không thể khống chế được bầu trời, kẻ nào dưới mặt đất sẽ trở thành cái bia sống. Ngươi là Triệu Bân à? Nghiêm Khang cười lạnh, vung quạt, đứng ở bên cạnh, cằm đánh cực cao, lúc nói chuyện cũng chưa nhìn Triệu Bân. Nói chính xác là không nhìn, trong con ngươi không giấu nổi vẻ khinh miệt. Tiếng tiêu ban nãy dường như vẫn chưa đủ, còn phải biểu hiện thêm một lần nữa. Hắn ta thấy Liễu Như Nguyệt nhăn mày, hiển nhiên là không thích Triệu Bân. Đến đã đến rồi, sao đi vội thế? Cũng không chỉ có một mình Nghiêm Khang nóng lòng thể hiện, có không ít người tụ tập qua đây, mà còn rất thân thiện đóng cửa lại, chặn đường của Triệu Bân, khóe miệng dương lên, ý tốt tràn đầy, lộ rõ vẻ khinh miệt và châm chọc. Triệu Bân nhíu mày. Lúc này... Hắn dường như đã hiểu mình bị người tính kế. Có lẽ có người mượn võ nhị làm giả tin tức, dẫn hắn tới đây, mục tiêu cũng không khó đoán, lấy hắn ra trêu đùa. Ai bảo Liễu Như Nguyệt từng là vị hôn thê của hắn cơ chứ?
nhiều người sợ thiên hạ chưa đủ loạn lắm, ai mà chẳng muốn xem kịch cơ chứ. Lúng túng là đến giờ hắn mới phản ứng kịp. Cục diện hôm nay, hắn quả thực không thích hợp xuất hiện. Triệu Bân đoán không sai chút nào. Chính xác là có người loan tin giả, mà ai cũng có khả năng là người chủ mưu. Tỷ lệ là người của Thành Vong Cổ khá cao, đặc biệt là mấy gia tộc đối địch, ví dụ như vương gia này, thiếu chủ vương gia là Vương Dương chỉ muốn hắn xấu mặt thôi này. Cũng chưa cần đến hắn ta ra tay, những người đến từ bên ngoài tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Bân yên. Nói trắng ra là mượn đao giết người, chưa đến mức giết nhưng hôm nay Triệu Bân sẽ không dễ dàng rời đi vậy được. Đi cũng được thôi, nhưng phải cúi đầu nhận sai. Nghiêm Khang phe phẩy cây quạt, cười nói. Cho hỏi, ta đã phạm lỗi sai gì? Triệu Bân lạnh nhạt nói, hắn không gây sự, không có nghĩa là hắn sợ. Bản thân như nào mà không biết sao, Nghiêm Khang cười lạnh, muốn vấy bã thể thiên linh chính là lỗi của người đó. Quỳ xuống, nói với Như Nguyệt muội muội một câu, ta là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, sau đó ta sẽ thả người đi. Dập đầu nhận sai. Nghiêm Khang nói ra khiến tất cả lũ lượt lên tiếng, người muốn xung xoe không hề ít. Nhìn thần sắc của mọi người thì có vẻ nghiêm nghị đấy, ai không biết còn tưởng Triệu thiếu gia phạm phải lỗi tày trời gì cơ. Đúng là nhục nhã. Chỉ cần Triệu Bân làm theo thì vết bẩn trên người Liễu Như Nguyệt lập tức sẽ bị xóa sổ. Tất cả lỗi sai sẽ quy vào người Triệu Bân, mà Liễu Như Nguyệt liền trở thành người bị hại, như vậy sẽ hoàn mỹ vô cùng. Trên thực tế, Liễu Như Nguyệt cũng đang nghĩ như vậy. Cô ta đứng đó chẳng nói lời gì, không ý định muốn ngăn cản. Ta đánh giá cao cô quá rồi. Lâm Tà dựa vào lan can, cầm rượu tu, cô này đương nhiên là chỉ Liễu Như Nguyệt. Cô ta thay cột đổi chèo thì thôi đi, em rể nhà mình bị người ta bắt nạt mà không đến giúp đỡ, ngược lại còn tỏ vẻ muốn làm rõ ràng. Cô ta bây giờ đang đại diện cho cả Thành Vong Cổ đấy, cứ phải như vậy sao? Có gì hay không, chỉ vì sự hoàn mỹ mà hy sinh tôn nghiêm của Triệu Bân sao? Thiên chi kiều nữ này đúng là ra vẻ đạo mạo. Cho nên quyết định của hắn ta vẫn rất chính xác. So với vẻ ngoài và huyết thống cùng thế lực thì hắn ta coi trọng phẩm chất hơn. Nếu muốn lấy vợ thì hắn ta cũng sẽ chẳng lấy Liễu Như Nguyệt. Dập đầu nhận sai. Tiếng quát chưa dừng, từng tiếng vang lên, giọng điệu căm phẫn vô cùng. Ta đang cần cảnh tượng này đây. Trong nhóm người của Thành Vong Cổ, tất cả đều là quần chúng trung thực, có người lộ nụ cười nghiền ngẫm, đặc biệt là cái tên truyền tin giả cho Triệu Bân kia, cũng chính là Vương Dương, là kẻ cười thoải mái nhất. Hắn ta, chính là người bày ra mưu kế này. Không cho đánh nhau trong thành thì cũng phải tìm chút việc vui chứ. Vở tuồng hôm nay còn vui hơn cả những bài ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đây chính là đời người. Có một vài người ấy à, không quen nhìn người khác ti tiện, chỉ muốn đạp cho một cái. Nhưng, không phải ai cũng như Vương Dương. Cũng biết là vô lý nhưng lại không dám làm gì, ốc còn không mang nổi mình ốc, phía sau có cả gia tộc gánh, tốt nhất không nên tham gia và thế sự. Những người này được gọi là bên trung lập, ở thế giới thắng làm vua thì kẻ yếu nên ngoan ngoãn một chút thì mới an toàn. Bên trong làm gì vậy ta? Trên phố, có không ít người đi qua để ý, tiếng hét bên trong vang vọng rõ ràng, bên ngoài đều nghe được. Là ai phạm lỗi gì sao? Ban nãy thấy Triệu Bân đi vào. Có người chìa tay, ngó đầu vào trong nhìn. Chuyện này, mọi người đều nhớn mày, nếu thật là vậy thì thú vị quá rồi. Đây là cục diện gì chứ, một phế vật thì nên ngoan ngoãn ở nhà chứ, sao lại chạy đến làm cái gì hả trời? Dập đầu nhận sai. Nghiêm Khang hét lớn, tiếng hét vô cùng có lực. Không biết từ bao giờ, đỉnh đầu của hắn ta dường như hiện lên một vòng sáng, giống như đang tiếp nhận sự chỉ bảo của thần linh mà đến khiển trách người có tội. Âm lượng của hắn ta lại cao hơn chút nữa. Người sợ thiên hạ không loạn ở đâu cũng có, liền cùng gào lên. Nhận sai cái em gái người ấy, con mẹ nó, các người bị điên à? Ngưu Anh mắng to, gào lên khiến cho người nghe ong hết cả tai. Tức quá mà, con mẹ nó chứ. Thế gian này, những kẻ đổi trắng thay đen sao mà trở nên chính trực như vậy không biết. Đây là địa bàn của Thành Vong Cổ đấy, sao mà lớn lối vậy? Triệu Bân chưa nói gì, nhìn trái nhìn phải, con mẹ nó nữa, sao tự nhiên bọn họ lại tức giận? Lại còn lý do quỳ xuống này nữa. Đúng là kỳ quái. Quỳ hay không, Nghiêm Khang cười nhìn Triệu Bân. Người Triệu gia chỉ quỳ trước cha mẹ, Triệu Bân bình thản nói. Đúng là chẳng mấy ai cứng đầu như ngươi đâu.
Nghiêm Khang cười lạnh, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Giây phút ấy, thần sắc của Triệu Bân trở nên ngơ ngẩn. Không sai, Nghiêm Khang đã dùng ảo thuật với hắn. Mắt của Nghiêm Khang không phải bình thường mà có thiên phú khác lạ, nếu nhìn chằm chằm đối phương thì đối phương sẽ rơi vào ảo giác. Chờ xem, Triệu Bân sắp quỳ rồi. Các con cháu tộc lớn đều đang rung chân chờ, tựa như biết huyền cơ trong mắt của Nghiêm Khang. Đừng nói là một phế thể đứt mạch, dù là võ giả cũng sẽ trúng chiêu ấy chứ. Thiên nhãn. Triệu Bân thầm than, hắn đúng là trúng ảo thuật, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi nó. Thiên nhãn này hắn có nghe tới từ lâu, là một loại con người đặc thù, kèm theo một năng lực đặc thù. Nghiêm Khang thì có thể thi triển ảo thuật mà không cần kết ấn, khó lòng phòng bị, năng lực cũng khá là thực dụng. Nhưng Nghiêm Khang chọn nhầm đối tượng rồi. Dùng con người thi triển ảo thuật là liên quan đến tinh thần, nếu cấp bậc tinh thần không ra làm sao thì đừng nói một cặp thiên nhãn, cho người tiên nhãn cũng chả phát ra được uy lực. Hiển nhiên là tinh thần của Triệu Bân có cấp bậc cao hơn của Nghiêm Khang. Tất cả đều nhờ vào công của linh quả tử tinh kia, giúp tinh thần của hắn có thể lột xác niết bàn. Chỉ một điểm này thôi, ảo thuật thiên nhãn của Nghiêm Khang sẽ chẳng có tác dụng với hắn. Trừ phi cấp bậc tinh thần cao hơn hắn thì mới có thể đem sức mạnh của mắt trở nên mạnh mẽ. Thằng nhóc này được đấy. Nghiêm Khang không khỏi nhướng mày, người ở đây cũng vô cùng kinh ngạc. Võ tu sở hữu thiên nhãn mà lại thi triển ảo thuật thất bại với một phế thể đứt mạch. Không đúng, hắn là võ tu. Lâm Tà híp mắt lại, nhìn rõ ràng. Người thường mà phá được ảo thuật thiên nhãn thì chỉ có khả năng Triệu Bân cụt tay này không phải phế thể đứt mạch. Thế thì vui rồi đây. Mà thành vong cổ cũng không có ai biết chuyện này thì phải. Sau đó, Triệu Bân bước ra, vượt qua Nghiêm Khang, cũng lười lý luận. Chủ yếu là hắn không muốn bại lộ thân phận võ tu của mình. Chứ nếu mà ở bên ngoài xem, không nổ chết cái thằng cha này thì hắn không mang họ Triệu nữa. Đi đâu? Nghiêm Khang hừ lạnh, tất nhiên là không cho phép Triệu Bân chạy trốn. Ảo thuật bị phá, mặt mũi không còn, thế thì phải tìm cách đòi lại thể diện. Được dịp thể hiện trước mặt Liễu Như Nguyệt thì phải trình diễn thật tốt mới được. Hắn ta đã nói thì hôm nay Triệu Bân phải quỳ xuống bằng được. Gió lớn gào thét, hắn ta chộp tới bắt Triệu Bân. Triệu Bân chau mày, một bước né ra, ung dung tránh thoát. Còn không dập đầu nhận sai. Người xuất thủ không chỉ có Nghiêm Khang, mấy người ngăn trước cửa cũng tràn tới. Triệu Bân không tự quỳ thì bọn họ không ngại giúp đỡ hắn. Xoạt, xoạt, xoạt. Triệu Bân tận dụng mọi thứ, lướt qua cái hở của đám đông, thân pháp biến hóa kỳ lạ. Thân pháp này, Lâm Tà thấy vậy, không khỏi đứng lên, lông mày hơi nhướng, tựa như nhận ra Triệu Bân. Đều là người cụt tay, mà thân pháp này cũng huyền ảo y. Hệt, hắn là võ tu. Không ít người híp mắt lại, tuy chưa thấy Triệu Bân lộ ra chân nguyên nhưng lại ngửi được hơi thở chân nguyên trên người Triệu Bân. Thân pháp này, người bình thường tuyệt đối không sử dụng được. Như vậy Triệu Bân phá được ảo thuật thiên nhãn cũng là dễ hiểu. Là ngươi. Liễu Như Nguyệt than nhẹ, nhíu đôi lông mày xinh đẹp. Triệu Bân có thể tu luyện, hôm nay cô ta mới biết. Thân pháp huyền diệu kia, cô ta cũng đã thấy, chẳng phải là người bị thanh giao ở phủ thành chủ thành Thanh Phong. Kéo đi làm phu quân hay sao? Thảo nào mà cô ta thấy quen thuộc như vậy, hóa ra là em rể. Bất ngờ, đúng là bất ngờ. Cô ta đã coi nhẹ Triệu Bân rồi. Nhưng cũng chỉ là coi nhẹ thôi, trong mắt thể thiên linh như cô ta thì Triệu Bân vẫn yếu lắm. Cô ta chỉ kinh ngạc vì sao Triệu Bân lại nối liền được linh mạch, rồi vì sao lại lên được cảnh giới chân linh chỉ trong thời gian ngắn như thế. Thân pháp này quen thuộc thật đấy. So với Liễu Như Nguyệt và Lâm Tà thì Hán Triều cùng Vũ Văn Hạo càng khó hiểu hơn. Sự khác biệt giữa tu vi mạnh yếu chính là mắt nhìn nữa đấy. Chết tiệt! Hắn chữa trị linh mạch từ khi nào thế? Vương Dương hừ lạnh, ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta định tính kế Triệu Bân để xem Triệu Bân xấu mặt, cuối cùng lại vỡ ra một niềm vui bất ngờ khiến hắn ta trở tay không kịp. Tu vi của Triệu Bân làm sao mà tăng rồi? Cùng với hắn ta thì cũng có rất nhiều người lộ ra vẻ mặt khó coi. Là những kẻ đối địch với Triệu gia trong thành vong cổ, khinh thường Triệu Bân. Rõ ràng là một phế vật. Nhưng giờ lại thay đổi thành võ tu, nực cười là từ đầu đến cuối bọn chúng chẳng biết gì. Cảm giác bị lừa gạt đúng là khó chịu. Cho đến lúc này, hình như bọn chúng chẳng hề cao cao tại thượng trước mặt Triệu Bân chút nào.
bắt lấy hắn. Có tiếng hét ầm ĩ vang lên, những người đứng xem cũng kinh ngạc. Nhóm Nghiêm Khang đang bắt người, võ tu hay phế vật cũng kệ, phải đuổi kịp Triệu Bân mới được. Đông người như vậy không lẽ lại để hắn chạy ra ngoài được. Bại lộ rồi. Triệu Bân đạp bước phong thần, chạy tới chạy lui. Nói là bại lộ thì cũng không chuẩn, phải là bị ép cho lộ, hắn không thể để đám này bắt hắn quỳ được. Kẻ nào tính kế ta đây? Hắn thầm nghĩ, mang theo ý lạnh lùng. Nếu không bị dẫn đến Vọng Nguyệt lâu thì hắn cũng sẽ không bị đem ra trêu đùa. Cũng tại hắn lo quá nên sơ suất. Bây giờ thân phận võ tu bị lộ ra, phiền phức đương nhiên không ít. Không nói cái khác, chỉ Nguyên Hán Triều và Vũ Văn Hạo chắc chắn sẽ không thiếu phần. Nếu hai bọn chúng quyết tâm trả thù hắn và Triệu gia thì gia tộc sẽ khó khăn lắm. Răng rắc, phanh, rầm rầm. Vọng Nguyệt lâu náo nhiệt, tiếng chuông leng keng vang lên không dứt, trong lúc truy đuổi có không ít bàn trà bị đánh nát, tử lâu đang yên ổn tự nhiên lại bị phá hoại. Ngước mắt lên nhìn, cảnh cũng đẹp lắm. Mấy chục tên đuổi theo Triệu Bân liên tục, mà còn chẳng đuổi kịp. Thân pháp của Triệu Bân quá nhanh nhẹn, đừng nói những người khác, đến cả đám Doãn Hồn cũng không khỏi thán phục. Thân pháp của Triệu Bân đúng là quá kỳ lạ. Màn kịch này cũng đặc sắc ghê. Lâm Tà ực một hớp rượu, còn nhìn Liễu Như Nguyệt có vẻ thờ ơ, không định nhúng tay vào. Thấy vậy, hắn ta không khỏi lắc đầu. Thân là chủ nhà, cũng đại diện cho thành chủ, thế mà lại quên đi thể diện của thành vong cổ. Dù Triệu Bân có thế nào thì cũng là em rể của cô ta, cũng là người của thành vong cổ, cô ta làm thế này thật khiến người ta thất vọng. Chờ mà xem, rồi sẽ thành một trò khôi hài thôi. Nhưng nhân vật chính của trò này không phải Triệu Bân, mà chính là Liễu Như Nguyệt cô ta. Đứng lại cho ông. Nghiêm Khang phẫn nộ gầm lên, tung trưởng xông ra. Đuổi không kịp người, thẹn cố hóa giận, trực tiếp tấn công, chân nguyên lưu chuyển đầy lòng bàn tay, một trưởng uy lực mạnh mẽ. Triệu Bân không nhìn, phụt cái tránh ra. Mặc dù hắn tránh được, nhưng cầu thang của tử lầu lại bị đánh nát. Oanh, rầm, bùm. Tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp. Nghiêm Khang xuất thủ, những kẻ đuổi theo Triệu Bân cũng xuất thủ, sắc mặt ai cũng khó coi, không đuổi được người, có còn mặt mũi nữa hay không? Nếu đã thích làm ầm ĩ lên như vậy, thế thì thêm chút náo nhiệt nhé. Triệu Bân cười lạnh, bọn nhóc này không phải thiếu đồn mà là thiếu nổ. Uống rượu thì uống rượu đi, xem mặt thì xem mặt đi, muốn nháo thì, con mẹ các người, ta cho các người to chuyện luôn. Bùa nổ ấy à, hắn chứa đây trong túi càn khôn đây này. Ầm, binh, bốp. Vọng Nguyệt lâu không hề yên tĩnh, tiếng đập ầm ầm vang lên không ngớt, vô cùng ồn ào. Bên trong đang làm gì thế? Lần này, người đi đường không chỉ tò mò liếc nhìn vào mà họ dừng hẳn lại, tụ tập trước Vọng Nguyệt lâu. Họ có cảm giác bên trong đang bị cướp, mọi thứ bị lục tung lên, hỗn loạn, tan tành đến cả bàn ghế, tách trà ly rượu các thứ đều vỡ nát ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng người thông tinh ý vừa nghe đã biết có người đang đánh nhau, hơn nữa còn đánh hội đồng. Nói xem, đưa một đám người không yên phận vào một tửu lầu có thể yên ổn được mới lạ. Trong thành cấm lén đánh nhau, người muốn đánh thì vẫn đánh, tất cả đều là con cháu của các gia tộc lớn. Nếu hậu thuẫn lớn thì có lẽ thành chủ sẽ quở trách nhưng không đến nỗi mất mạng. Không phải đánh Triệu Bân đó chứ. Triệu Bân là một người bình thường bị đứt hết kinh mạch nhưng không chịu được như thế đâu. Thành vọng cổ hôm nay thật náo nhiệt. Trong Vọng Nguyệt lâu đang đánh nhau như lửa như nước thì bên ngoài lại vang lên tán gẫu rôm rả vô cùng sôi nổi. Không biết bao nhiêu người tụ tập lại, đến cả trưởng quầy của cửa hàng, người bán hàng rong ven đường cũng chạy đến góp vui. Vừa nhìn sang là thấy một đám người đông đúc đứng đó hóng hớt. Rầm. Một cửa sổ của Vọng Nguyệt lâu mở tung ra trong tiếng thảo luận sôi nổi của mọi người, một người từ bên trong bay ra. Nói chính xác là bị người ta đánh văng ra ngoài, chuẩn hơn tí nữa thì là bị bùa nổ văng ra, cả người đen thui, hơn nữa còn dính một ít máu. Thiếu thành chủ của thành vô giả. Rất nhiều người lớn tuổi kiến thức rộng bỗng bật thốt ra thân phận của người đó. Rầm, binh, ầm. Vừa dứt lời, tiếng ầm ầm lại vang lên, mỗi khi tiếng động đó vang lên thì lại có một cửa sổ mở ra. Mỗi khi cửa sổ mở thì lại có một người rơi ra từ bên trong, sau đó là bức tường. Một đám người, hết tên này đến kẻ khác văng ra ngoài, ai nấy đều là con cháu các gia tộc lớn bị nổ tung lên trời. Đây, mọi người đứng xem đều rất kinh ngạc, có người nhìn sang, có người ngẩng đầu lên quan sát, cảnh tượng thật sự quá đã mắt.
không biết ai đang thể hiện thần uy ở bên trong mà nhiều con cháu các gia tộc lớn đều bị văng ra ngoài, bay lên trời, tư thế rất bá đạo. Này phải sử dụng bao nhiêu bùa nổ vậy? Tiền bối Thu Võ sừng sốt, ông ấy nhìn ra được là những người này đều bị nổ văng ra ngoài, cũng chính là vì có người sử dụng bùa nổ trong tử lầu. Nhìn số người văng ra ngoài thì không phải chỉ dùng một, hai bùa nổ thôi đâu, đây không phải là cho nổ người mà là đang đốt ngân lượng. Thế nhưng vẫn chưa hết. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếng ầm ầm ngày càng vang dội hơn, bức tường của Vọng Nguyệt lâu sập xuống, căn nhà đổ nát, nóc nhà cũng bị bật tung ra ngoài, bàn ghế tách trà ly rượu, mái ngói và thanh niên anh Tuấn đều tung bay đầy trời. Mẹ nó, này là đang phá dỡ nhà sao? Người đi đường mím môi khi nhìn thấy Vọng Nguyệt lâu nổ banh chành. Đúng thế, là dỡ nhà. Đây là một kỹ năng sống, phá dỡ nhà. Thiếu gia họ Triệu là người rất chuyên nghiệp trong khoản này. Tử lầu lớn nhất thành Vọng Cổ hoàn toàn sụp đổ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Triệu Bân. Theo tiếng hét đó, từng người trong bộ dạng nhếch nhác chạy ra từ trong đống đổ nát, con cháu của các gia tộc lớn không còn phong độ, nho nhã như ngày thường nữa, các vị tiểu thư như Minh Châu không còn yêu kiều như hoa nữa, ngay cả Liễu Như Nguyệt cũng dính bụi đất đầy đầu. Không có nhếch nhác nhất mà chỉ có nhếch nhác hơn. Có thể chạy ra ngoài đã là tốt lắm rồi, vẫn còn rất nhiều người bị kẹt bên trong. Ăn no dỗi việc. Nói kháy một câu, người trong tử lầu chạy ra nhếch nhác đứng đầy đường, người vây xem cũng không kém cạnh, có lẽ là do khoảng cách quá gần, không biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Một tử lầu đang tốt lành, một bữa tiệc rượu đang yên ổn bỗng chốc trở thành một đống hỗn độn. Quá đỉnh. Lâm Tà là một nhân tài, hắn ta là kẻ chạy nhanh nhất. Một giây ngay trước khi Vọng Nguyệt lâu sập xuống, hắn ta đã nhấc chân chạy ra ngoài, lao đến mái hiên đối diện, lúc này còn đang thổn thức chậc lưỡi. Hắn ta xem hết trò cười này từ đầu đến cuối, từ lúc Triệu Bân lấy bùa nổ ra, hắn ta tận mắt thấy từng người trong các gia tộc lớn bị nổ văng ra ngoài. Hơn nữa, không nói đến Triệu Bân có bao nhiêu sấp, chỉ nói đến mấy tấm bùa đó nổ thôi thì chẳng phải chỉ là một màn đã mắt thường thường thôi đâu. Hay lắm! Không chỉ có một mình Lâm Tà nhanh chân chạy thoát được mà còn có tên mập tiểu hắc. Biết Triệu Bân có bùa nổ, gã chạy cũng khá nhanh. Những người còn lại thì không làm sao bình tĩnh nổi, bị bùa nổ làm cho ngơ ngác, họ cũng không biết Triệu Bân lấy đâu ra nhiều bùa nổ như thế, không cần tiền nữa sao. Triệu Bân cũng nhếch nhác không kém. Ít nhất hắn còn có thể đứng vững trên đống đổ nát, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng giảm xuống. Bùa nổ tích trữ chỉ cần một cái là nổ sạch bong. Chân nguyên cạn kiệt. Hết cách rồi, hắn bị buộc làm thế. Đám nhóc đó bắt nạt người quá đáng, một hai người thì hắn vẫn có thể đối phó được nhưng giờ lại là một đám, có đánh cũng đánh không lại nên chỉ đành dùng đến bùa nổ. Như hắn đã nói, muốn quậy thì phải quậy cho lớn chuyện một chút. Phải nói là động tĩnh này quả thật quá lớn, một tử lầu to cao, sừng sững như thế lại bị đổ sập. Người trong tử lầu cũng đều bị thương không nhẹ hơn đám đánh hội đồng hôm qua. Nhưng có điểm khác chính là hôm qua ở ngoài thành, hôm nay thì ở trong thành, hơn nữa còn xảy ra ở nơi sầm uất, nhiều người qua lại như thế này. Hắn là, Võ Tu. Nhiều trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn mà họ nói chính là Triệu Bân. Linh mạch nối liền khi nào? Còn có Tu Vi, đây mới được bao ngày chứ? Thật sự đạt được chân linh tàng 2 rồi à? Những kẻ lừa gạt chúng ta khổ thật. Sau cuộc hỗn loạn, tiếp đến hiển nhiên là cuộc bàn luận rôm rả, vẻ mặt của những người vây xem đều rất đặc sắc. Ai mà ngờ được cái người bị đứt hết kinh mạch toàn thân hay bị lôi ra bàn tán sau bữa ăn, giờ lại trở thành một võ tu. Xét về võ công thì chắc hẳn không phải là võ tu tầm thường. Bất ngờ này khiến mọi người đều kinh ngạc, lần đầu tiên có người lộ ra thân phận võ tu mà lại là cảnh tượng thế này. Bất kể hắn đi đến đâu thì đều thu hút vô số ánh mắt. Triệu Bân. Con cháu các tộc lớn đều đã đứng lên vây quanh hắn, tức giận hét lên một tiếng. Ai cũng đều bộc phát chân nguyên, ai cũng tràn ngập phẫn nộ, vô cùng hung hăng. Bao nhiêu năm rồi, từ khi trở thành võ tu đến nay, đây là lần đầu tiên bọn hắn chịu thiệt như vậy. Triệu Bân. Giọng Liễu Như Nguyệt vẫn rất lạnh lùng, hôm nay cô ta là người chủ trì bữa tiệc rượu này, thế mà xảy ra tình trạng khó coi như thế, tất cả đều tại Triệu Bân. Hắn không chỉ đập phá tử lầu mà còn làm mất mặt cô ta. Cô ta chính là thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể nhẫn nhịn cho được. Triệu Bân không nói gì mà chỉ nhìn đám con cháu các gia tộc lớn chung quanh. Còn Liễu Như Nguyệt,
hắn làm như không thấy cô ta. Như Lâm Tả đã nói trước đó, nếu đây là một trò hề thì nhân vật chính không phải là Triệu Bân hắn, mà chính là Liễu Như Nguyệt. Vì cô ta là chủ bữa tiệc này, đại diện cho thành chủ, cũng đại diện cho thành vọng cổ. Có người làm loạn mà cô ta lại mặc kệ, xảy ra chuyện thì đến trách mắng, đây đâu phải là chuyện mà sai vặt có thể giải quyết, thế thì mọi người cùng nhau vui đi. Ta giết ngươi. Sắc mặt đám con cháu tộc lớn trở nên hung tàn, họ nghiến răng nghiến lợi lao đến từ bốn phía, đặc biệt là Nghiêm Khang. Hôm nay, dù có thế nào, hắn ta cũng phải giết chết Triệu Bân, dù thành chủ có phạt thì ông ta cũng phải nể mặt tộc Huyết Ưng, không đến nỗi mất mạng, hắn ta nghĩ như vậy, con cháu các tộc lớn đa phần đều có suy nghĩ này. Dừng tay. Trận chiến còn chưa bắt đầu thì đã thấy một người chạy đến đứng cạnh Triệu Bân, khí thế mạnh mẽ khiến đám con cháu các tộc lớn phải lảo đảo lùi về sau. Kẻ đến là một người đàn ông trung niên. Chính là Dương Ưng của phủ thành chủ, ông ta mặc một bộ áo giáp, dắt một thanh trường đao bên hông, chắc là người từng chinh chiến trên chiến trường. Trên người ông ta có sát khí đáng sợ, chỉ chiến trường mới có thể mài giũa con người thành như vậy. Ông ta là Huyền Dương đỉnh cao hàng thật giá thật, khí thế mạnh mẽ khác thường. Nhìn thấy ông ta, đám con cháu các tộc lớn lập tức yếu thế hẳn đi. Họ đều đã nghe nói đến danh tiếng của Dương Ưng, ông ta từng cưỡi ngựa ra chiến trường giống Dương Hùng, đều là kẻ điên bước ra từ trong một đống xác chết. Uy danh của những người như họ đều có được từ sự dũng mãnh trên chiến trường, địch nghe thấy tên là đã hoảng sợ bỏ chạy, bọn họ cũng như vậy. Ông ta đã đến rồi, ai mà dám láo nháo. Thế nên mới nói xét về áp chế hiện trường thì đám người Dương Ưng mới khiến người ta tâm phục khẩu phục. Ai dám làm thiếu chủ nhà ta bị thương? Một tiếng hét lớn truyền tới từ một hướng, đám con cháu thế gia đều kinh ngạc, người lớn trong nhà đến rồi. Tất cả đều đang làm khách ở phủ của thành chủ, nghe được chuyện này thì ai cũng chạy đến. Ngoài họ ra thì còn có gia tộc của thành vọng cổ. Triệu Bân nhìn Liễu Thương Không, cũng thấy gia chủ Vương gia, cả hai đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Chẳng ai quan tâm để ý chuyện Triệu Bân lại trở thành võ tu. Những người đó chỉ quan tâm đến người nhà của mình. Người đến quá nhiều. Mà một mình Triệu Bân lại hơi yếu thế, nếu họ muốn giết hắn thì hắn sẽ không thoát được. Hay cho một tên Triệu Bân chết tiệt. Trưởng lão Huyết Ưng tức giận, lạnh lùng lao đến chỗ Triệu Bân. Nơi này là thành vọng cổ. Dương Ưng hừ một tiếng, đánh tan khí thế mà trưởng lão Huyết Ưng phóng ra. Ông ta đã đứng đây rồi mà còn dám không kiêng dè gì, muốn đánh mặt ông ta à? Dương Ưng, ngươi phải cho ta lời giải thích về chuyện này. Trưởng lão Huyết Ưng quát, các trưởng lão của gia tộc lớn khác cũng đồng loạt tiến lên một bước, khí thế tương liên, dù Dương Ưng là Huyền Dương đỉnh cao thì cũng không chống đỡ được. Nhưng không biết các vị muốn lời giải thích như thế nào. Thành chủ thành vọng cổ đã đến, nếu Dương Ưng không thể áp chế được hiện trường thì lời nói của thành chủ người đứng đầu một thành vẫn rất có trọng lượng. Hắn dùng bùa nổ càn rỡ đánh bọn ta. Thành chủ anh minh, đám người lòng dạ độc ác này nên bị trừng phạt. Ngươi không thể thiên vị. Con cháu các tộc lớn tranh nhau ngươi một câu, ta một lời, nói năng rất hùng hồn. Trước đó đã đánh với nhau ở ngoài thành nên đã có thù riêng, bây giờ tất cả lại đứng chung một chiến tuyến. Vẫn là câu nói kia, không giết chết Triệu Bân thì họ không ngừng. Họ không tin Dương Hùng có thể chịu được áp lực khi bị nhiều tộc lớn bức ép như thế. Triệu Bân, ngươi nói sao đây? Dương Hùng lạnh nhạt nói, là thành chủ, tất nhiên ông ta không thể nghe lời nói phiến diện một bên. Vãn bối phòng vệ chính đáng. Đang yên ổn tự dưng bắt ta quỳ xuống nhận lỗi, không quỳ thì lại đòi đánh hội đồng. Ta không thể cứ đứng để bị đánh mãi được. Triệu Bân cũng tiếp lời, từng câu từng chữ được thốt ra vô cùng bình tĩnh. Nói bậy bạ, rõ ràng là các ngươi làm loạn trước, còn dám nói dối à? Ngươi nói bọn ta ra tay trước, ai có thể làm chứng? Ngươi cụt một tay, không chấp phạt với người, ai ngờ ngươi lại tàn ác như thế. Còn dám đảo ngược trái phải à? Con cháu các tộc lớn kích động như tiêm máu gà, ăn thuốc súng, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám đứng ra làm chứng. Ai mà dám làm kẻ sinh sự như thế thì là đang gây thù chuốc oán với các gia tộc lớn, đến đứa ngốc cũng đoán ra được hậu quả này. Quả thật không ai dám đứng ra làm chứng. Có nhiều người giận mà không dám nói. Đừng nói là các gia tộc nhỏ ở vọng cổ, ngay cả đại tộc Thiên Dương cũng không dám tự tiện xen vào. Hết cách rồi, người của đối phương quá đông, theo lẽ thường một người không đánh lại hai người.
Nếu bị các gia tộc liên hợp lại đối phó thì đừng nghĩ đến việc có thể sống yên ổn, giải quyết không thỏa đáng còn có thể bị diệt cả tộc, hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ thì quá khó giải quyết. Dương Hùng hơi khó xử, một bên là các gia tộc, một bên là đồ đệ của hoàng tộc, bên nào cũng không dễ chọc vào, không cẩn thận một chút là đắc tội với cả hai. Ta làm chứng. Ngưu Anh đứng ra, vì cân nặng và màu da nên hắn ta rất bắt mắt trong đám người. Thành chủ, ta cho ông một thứ bảo bối này. Tên mập lảo đảo chạy đến đưa cho Dương Hùng một miếng tinh thạch. Tinh thạch ký ức. Dương Hùng thấy vậy thì ánh mắt sáng lên. Đây đúng không chỉ là bảo bối thôi đâu. Đây đúng là chân bảo hiếm thấy, không bán trên thị trường, mà có tiền cũng không mua được. Tinh thạch ký ức. Triệu Bân lẩm bẩm, Dương Hùng nhận ra được thì hắn cũng vậy. Đây là đồ tốt đó. Không chỉ có mình hắn nhận ra, ở đây cũng có rất nhiều người quen thuộc với nó. Cũng chẳng quan trọng là năng lực của tinh thạch này thôi. Tinh thạch ký ức mà, nghĩa tại mặt chữ, có thể lưu giữ lại những chuyện đã xảy ra, ví dụ như cảnh tượng trong Vọng Nguyệt lâu vừa rồi này. Hai bên đều có lý lẽ của mình, rất khó định đoạt, nhưng có tinh thạch này thì khỏi phải nghe người ta nói linh tinh rồi. Không ngờ tên mập lại có bảo bối này cơ đấy. Dương Hùng nhìn Ngưu Anh, ánh mắt không khỏi thâm sâu hơn nhiều, hơn nữa cũng cảm kích. Lão ta là thành chủ, đang ở thế cưỡi lưng cọp, Ngưu Anh đem tinh thạch đến đúng là giải vây giúp lão ta mà. Tên mập chỉ nhếch miệng cười. Đây không phải của hắn ta, mà là Lâm Tà đưa cho. Lâm Tà kiêng kỵ lợi ích của tộc nên không tiện đứng ra, cho nên mới đưa cho Ngưu Anh tinh thạch ký ức này. Nếu tất cả đều ở đây thì cùng xem đi. Dương Hùng bình thản nói, ấn vào giải cấm chế của tinh thạch ký ức ra. Nhất thời, một màn ảnh hiện lên giữa không trung. Màn ảnh này hiện ra là cảnh ca múa mừng Thái Bình, kèn trống sáo tiêu, từ lúc Triệu Bân xuất hiện, đến cảnh Vọng Nguyệt lâu bị nổ tanh bành. Từng chi tiết nhỏ đều được ghi lại bên trong, rõ ràng vô cùng. Cũng nhờ ơn Lâm Tà hết. Người lôi thôi cũng làm được chính sự. Mỗi khi đến một nơi mới, hắn ta đều ghi lại chút kỷ niệm. Trò hề hôm nay cũng rất là đặc sắc, sao không thể ghi lại cho được. Có sự ghi lại của hắn thì mới thành bằng chứng được. Chủ yếu là mấy kẻ không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen kia, hắn ta thấy mà khó chịu, cho nên hắn ta phải giúp. Triệu Bân cũng đáng giá để kết bạn, có từng đó bùa nổ cơ mà. Nếu nói phía sau Triệu Bân không có chỗ dựa khổng lồ thì quỷ cũng không thèm tin, quá bán là liên quan đến hoàng tộc thì mới được nhiều như vậy. Lúc này không một ai nói gì. Ai đúng ai sai, chẳng cần định đoạt nữa. Kẻ ngu cũng nhìn ra là ai đang gây sự. Bao nhiêu con cháu tộc lớn kia, phô trương thanh thế, bắt nạt một người cụt tay, Triệu thiếu gia cũng là bị ép nên mới ném ra nhiều bùa nổ như vậy. Nhóc con, tinh thạch này có ích không? Tên mập cười khì khì, lấy tay chọt Triệu Bân. Có ích chứ? Triệu Bân mỉm cười, thầm bật ngón tay cái cho Ngưu Anh. Cho dù không có tinh thạch thì hắn cũng không sợ. Bọn chúng thật sự cho rằng Triệu Bân là loại dễ bắt nạt à. Ban đầu hắn che giấu tu vi nên mới nhẫn nhịn, nhưng giờ đã bại lộ thì cũng không ngại điên cuồng vẽ bùa nổ hàng ngày để nổ chết bọn chúng. Cảnh tượng kết thúc, nhanh chóng biến mất. Dương Hùng cũng đứng thẳng lưng hơn trước, ban nãy không có chứng cứ, thế cưỡi lưng cọp, khó mà phát tác, không dễ thiên vị, nhưng bây giờ thì... mọi chuyện đã rõ rành rành ra rồi, hỏa khí xông lên bừng bừng, con mẹ nó chứ, dám ra oai ở thành vong cổ của ông đây à? Các ngươi không phải đang đánh Triệu Bân mà là đánh vào mặt ta đấy. Lão ta chưa nói gì, chỉ nhìn các con cháu tộc lớn. Đám nhãi con này mặt đỏ như gấc, lúc trước thì thề thốt ghê gớm lắm, bây giờ bị lật tẩy hết rồi. Màn chiếu kia không khác gì sự thật hùng hồn, nói gì cũng vô dụng. Là ai ra tay trước, giờ đã có câu trả lời. Nhìn sang các bậc cha chú của gia tộc, ai cũng tỏ vẻ ngại ngùng. Vốn định để thật giả lẫn lộn, ai mà ngờ lại có viên tinh thạch ký ức xuất hiện chứ. Đã bảo là yến tiệc, là xem mặt, thế mà con mẹ nó chứ, ai lại đi ghi lại mấy cái này làm kỷ niệm không biết. Lần này thì bị vả mặt đau quá rồi, khéo còn chẳng còn mặt mũi nữa ấy chứ. Con mẹ nó tức thật đấy. Người vây quanh khoanh tay, thổn thức tặc lưỡi, nhưng trong lòng đã mắng chửi đến hàng tổ tông rồi. Tộc lớn lánh đời thì ghê lắm à, địch mợ, chạy đến thành vong cổ nhà bọn này bắt nạt người, thế mà cũng có mặt mũi đổi trắng thay đen, mặt không đỏ khí không rút. Lại còn cả cái cô thiên chi kiêu nữ kia nữa. Mọi người nhìn nhiều nhất là Liễu Như Nguyệt, cảnh tượng trong tinh thạch chiếu rất rõ ràng,
Cô ta thân là chủ bữa tiệc, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng bàng quan, không có hành động gì, để mặc những người ở tộc lớn tùy ý bắt nạt Triệu Bân. Thế mà ban nãy còn có mặt mũi mà quát mắng. Nếu hỏi đến thì cô ta cũng chẳng thoát được trách nhiệm. Giống như những gì Triệu Bân và Lâm Tả suy nghĩ, màn kịch này cô ta mới là nữ chính. Trên thực tế, Dương Hùng cực kỳ thất vọng về cô ta. Bảo cô đại diện cho thành chủ, đại diện thành vong cổ, thế mà cô lại làm ra cái trò này. So sánh ra thì Dương Hùng càng nghiêng về Triệu Bân hơn. Thằng bé đã chọc giận ai đâu, chỉ vì một tờ giấy hôn ước mà phải làm khó người ta thế à? Cái gì mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga hả? Làm cho rõ đi, là Liễu ra hủy hôn trước, là Liễu Như Nguyệt thay cột đổi chèo, không chịu lấy chồng, đem em gái ra thay thế, để Triệu Bân mất hết tôn nghiêm. Thế mà giờ còn bắt người ta quỳ xuống. Liễu Như Nguyệt lúc này đã đỏ bừng mặt. Không một ai biết cô ta đỏ mặt vì xấu hổ hay vì tức giận. Có lẽ là cả hai. Nhưng cô ta hiện giờ có lẽ tức giận nhiều hơn xấu hổ. Vốn là một yến hội tốt đẹp, chỉ vì Triệu Bân mà trở nên khó coi thế này, khiến cô ta mất mặt giữa đám đông. Thiên chi kiều nữ trước giờ đều cao cao tại thượng, nào đã xấu hổ thế này bao giờ?